Chương 331. Nguyệt Linh Thành chúng ta tới trước đi. Đệ tử song phương liếc nhau, đệ nhất thiên tài Hoa Phượng Tú của Nguyệt Linh Thành bình thản lên tiếng, chợt ánh mắt rơi vào trên người một thanh niên mặc võ bào hoàng sắc. Giang La, ngươi lên trước. Vâng, sư tỷ. Thanh niên kia cung kính lên tiếng, chợt ánh mắt nhìn chằm chằm thạch bích cách đó không xa. Thân hình thanh niên này thoát một cái, quay tròn như con quay, cả người bay nhanh về phía thạch bích. Đây là thân pháp gì? Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới, chỉ thấy thân thể thanh niên kia cao tốc xoay tròn, thoáng qua liền đi tới trước mặt thạch bích, đồng thời hai chân ở trên mặt đất điểm một cái, thân ảnh nguyên bản xoay tròn liền nhảy lên cao 5-6 thước, một ánh đao nhanh như tia chớp từ thân ảnh xoay tròn kia bổ ra, hung hăng chém vào trên vách đá. Một đao chém trúng, lực phản chấn truyền đến, thân hình Giang La kia không ngờ lại nương theo lực phản chấn đạn về phía sau, mấy cái xoay tròn đã bay xuống trong hàng đệ tử Nguyệt Linh Thành. Đích đích đích. Bài danh Ngọc Bích phát ra thanh âm chói tai, tên của Giang La hiển hiện, không ngừng hướng về phía trước leo lên, trong chớp mắt liền tiến vào hàng ngũ 50 tân tấn đệ tử, đồng thời vẫn không ngừng bay lên, sau khi nhảy qua 4-5 tên, liền dừng lại ở 185. Giang La kia là bài danh đệ ngũ trong hàng đệ tử Nguyệt Linh Thành lần này, thứ tự không ngờ cao tới 186. Chỉ kém Hắc Thổ Thành đệ nhất thiên tài Trương Dục một vị trí, so với Mộ Thạch Thành bài danh thứ 2 cùng Hưng Nguyên Thành bài danh thứ 3 cao hơn, rất nhiều. Nguyệt Linh Thành không hổ là vệ thành có thể cùng Thanh Nham Thành tranh đoạt đệ nhất, Giang La phóng tới Hưng Nguyên Thành liền bài danh đệ tam, phóng tới Mộ Thạch Thành cùng Hắc Thổ Thành cũng có thể bài danh đệ nhị. Không biết những đệ tử còn lại của Nguyệt Linh Thành có thể xếp hàng thứ mấy. Trong đám người truyền đến trận trận ồ lên. Sau khi Giang La kết thúc khảo hạch, trong Nguyệt Linh Thành lại bay ra một bóng người, tốc độ người này so với Giang La chậm hơn một chút, nhưng lại nhảy đến địa phương 7-8 mét, ở trên thạch bích lưu lại một trường ấn. Đích đích đích. Người này sau cùng xếp thứ 181, đương nhiên, bài danh đám người Giang La ở sau hắn phải đi xuống một xếp hạng. Ngay sau đó tên đệ tử thứ 3 của Nguyệt Linh Thành là 175. Người này qua đi, trong Nguyệt Linh Thành bay ra một bóng người mặc váy dài thất thải, thần sắc người này trong trẻo nhưng lạnh lùng, như tiên tử không dính chút khói lửa nhân gian. Cô gái này là Á Quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh Thành, 19 tuổi tam chuyển hậu kỳ chân võ giả Cốc Đồng, chỉ thấy thân hình Cốc Đồng như mây như khói. Phiêu nhiên tiến lên, thân hình phiêu phiêu, thả người bay lên 11 mét, tay áo ẩn chứa linh lực đáng sợ quét về vách đá, chợt cả người lại phiêu nhiên trở xuống trong đội ngũ Nguyệt Linh Thành. 165. Cốc Đồng này bài danh không ngờ so với Dương Thiên cùng La Hưng Sơn còn cao hơn một bậc. Sau cùng Nguyệt Linh Thành chỉ còn lại có Hoa Phượng Tú chưa có chắc thí. Hoa Phượng Tú chính là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh Thành, 20 tuổi tam chuyển đỉnh phong chân võ giả, không biết bài danh của nàng sẽ bao nhiêu. Ngay cả Cốc Đồng cũng có thể bài danh 165, thực lực của Hoa Phượng Tú ở trên Cốc Đồng, thật là chờ mong. Hãy chờ xem, nói không chừng Hoa Phong Tú có thể đi vào trước 160, đây chính là 20 vị trí đầu của 50 học viên tân tấn. Thời điểm đoàn người xì xào bàn tán, Hoa Phượng Tú bất ngờ động. Đinh linh linh. Đột nhiên một trận chuông thanh dễ nghe truyền đến, thanh âm kia truyền vào trong tai, lại làm cho Lâm Tiêu mơ hồ có cảm giác mê muội. Cũng may hắn thân là luyện dược sư, tinh thần lực cường đại không gì sánh được. Đơn giản liền từ trong cảm giác mơ hồ tỉnh táo lại, ánh mắt chuyển hướng mấy người Kỳ Hồng, Lâm Tiêu lập tức phát hiện, trong ánh mắt bọn người Kỳ Hồng đều có một cổ sương mù lưu chuyển. Hoa Phong Tú này tu luyện là công pháp gì? Lại có thể tạo ra thanh âm làm thần trí người ta mơ hồ, khiến bọn người Kỳ Hồng đã là tam chuyển trung kỳ chân võ giả cũng thất thủ, lúc các võ giả chiến đấu hết sức nguy hiểm, có đôi khi chỉ giây lát thôi là có thể phân ra thắng bại, Nguyệt Linh Thành Hoa Phong Tú này thật đúng là kinh khủng. Ánh mắt Lâm Tiêu gắt gao rơi vào trên y bào của Hoa Phượng Tú, chỉ thấy trên y bào của nàng khảm nạm một đám hồng chung nhỏ như ngón tay, hiển nhiên thanh âm này chính là từ trong chuông kia truyền ra. Ở đây có không ít đệ tử hơi mơ hồ, Hoa Phượng Tú thân như hỏa phượng, cả người trong nháy mắt biến ảo vào trong phạm vi uy áp của thạch bích bao phủ. Tốc độ thật nhanh. Hoa Phong Tú vừa tiến nhập trong phạm vi uy áp, tốc độ đột nhiên tăng vọt, khắp bầu trời mây đỏ tung bay, thân hình lay động như thiên nữ tán hoa, làm người ta hoa cả mắt. Căn bản phân không rõ chân thân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cơ hồ là thời gian nháy con mắt, Hoa Phượng Tú biến thành mây đỏ đã đi tới trước thạch bích, thân thể như một đóa liên hoa từ từ nở rộ, mạnh mẽ phóng lên cao, làm cho người ta có một loại cảm giác mờ ảo, ôn nhu, trong nháy mắt nhảy đến độ cao 15-16 thước, sau đó cánh tay ngọc nhanh như tia chớp điểm ở trên vách đá. Dưới một chỉ, thạch bích phát ra một tiếng âm hưởng nặng nề, từ trong đó mạnh mẽ tuôn ra lực phản chấn thật lớn. Xoay người một cái, Hoa Phượng Tú lướt qua cự ly hơn trăm thước, phiêu phiêu rơi vào trong đội ngũ Nguyệt Linh Thành. Tiếng chuông tiêu thất, không ít võ giả định lực kém, tinh thần lực không đủ cường đại, đến lúc này mới giật mình tỉnh lại. Đích đích đích.
Trên bài danh ngọc bích, tên của Hoa Phong Tú cấp tốc xuất hiện, sau đó không ngừng hướng về phía trước kéo lên. Mau nhìn, Hoa Phượng Tú này nhảy vào trước 160. Tốc độ thật nhanh. Hơn nữa thứ tự của nàng còn đang bay lên. Hầu như chỉ khoảng nửa khắc, thứ tự của Hoa Phong Tú đã vượt lên 165 của Cốc Đồng, tiến nhập phạm vi trước 160, đồng thời tên của nàng còn đang liên tục kéo lên, sau cùng dừng lại ở 146, liền yên lặng xuống. Cái gì? Dĩ nhiên là 146. Đùa gì thế? Thật là đáng sợ, mấy giới học viên cũ của thiên tài huấn luyện doanh là 137 người, nói cách khác Nguyệt Linh Thành Hoa Phượng Tú này ở trong hàng đệ tử mới gia nhập, cùng với 30 đệ tử của Lục Đại Vệ Thành bài danh thứ 9. Có thể tiến nhập trước 10, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật kinh thải tuyệt diễm, Hoa Phong Tú này không hổ là quán quân thiên tài đệ tử đại tái của Nguyệt Linh Thành. Ta nhớ kỹ lần trước, thứ tự tốt nhất của Lục Đại Vệ Thành là thiên tài quán quân Thanh Nham Thành, bất quá sau cùng cũng chỉ là xếp hạng 13, Hoa Phượng Tú đã đổi mới kỷ lục 3 năm trước. Nói không chừng lần này Nguyệt Linh Thành sẽ xếp hạng trên Thanh Nham Thành, trở thành đệ nhất trong Lục Đại Vệ Thành. Khả năng này rất cao, có người nói quán quân Thanh Nham Thành Cổ Luân kia cũng là một tam chuyển đỉnh phong chân võ giả, bất quá chỉ 19 tuổi, luận thiên phú nhất định là trên Hoa Phượng Tú 20 tuổi, nhưng luận thực lực liền chưa chắc. Vậy nhìn xem Cổ Luân biểu hiện ra sao? Thứ tự của Hoa Phượng Tú hiện ra, toàn bộ thiên tài huấn luyện doanh nhất thời truyền ra trận trận thanh âm khiếp sợ, có thể ở trong tất cả tân tấn thiên tài bài danh thứ 9, đủ để chứng minh Hoa Phượng Tú này thực lực đáng sợ. Thấy thứ tự bản thân, khóe miệng của Hoa Phượng Tú lộ ra một dáng tươi cười thản nhiên, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh mặc hắc bào, cầm trường thương trong hàng đệ tử Thanh Nham Thành, mang theo một tia khiêu khích mơ hồ. Ở trong mắt Hoa Phượng Tú, lần này trong các đệ tử của Lục Đại Vệ Thành, có thể cùng nàng tranh phong, chỉ có Thanh Nham Thành Cổ Luân. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Hoa Phong Tú, thanh niên tuấn lãng mặc hắc bào kia quay đầu, trên mặt không có chút khiếp sợ nào, ngược lại khóe miệng phát thảo lên một tia mỉm cười thản nhiên, phong khinh vân đạm. Tựa hồ hoàn toàn không có đem thứ tự của Hoa Phong Tú để ở trong lòng. Người này đúng là quán quân thiên tài đệ tử đại tái lần này của Thanh Nham Thành, 19 tuổi tam chuyển đỉnh phong chân võ giả Cổ Luân. Khóe miệng mỉm cười của Hoa Phượng Tú trong nháy mắt đọng lại, từ trong ánh mắt của Cổ Luân, nàng cảm thụ được một tia tự tin không gì sánh kịp, đây là thiên tài trong lúc đó mới có. Xem Thanh Nham Thành chúng ta. Thứ tự của Hoa Phong Tú mới vừa định, một bóng người từ trong đội ngũ Thanh Nham Thành nhanh như tia chớp bay vút ra, như mũi tên rời cung, nhằm về phía Thạch Bích. Người này là Tả Lưu, bài danh đệ ngũ trong thiên tài đệ tử đại tái của Thanh Nham Thành. Chỉ thấy hắn thả người hai cái, liền đi tới trước Thạch Bích, cả người mạnh mẽ nhảy lên, thân hình đột nhiên bay lên rất cao, phút chốc liền bay đến gần 10 thước, một trường khắc ở trên Thạch Bích. Lui về đội ngũ, bài danh của hắn hiển hiện, sau cùng dừng lại ở vị trí 191, không ngờ so với Nguyệt Linh Thành đệ ngũ Giang La thấp hơn một gã. Vốn thứ hạng của Giang La là 186. Bất quá bởi vì 4 gã đệ tử của Nguyệt Linh Thành đều ở trên hắn, dẫn đến thứ tự của hắn lùi xuống 4 vị, hiện tại bài danh 190. Đệ tử Thanh Nham Thành thấy bản thân không ngờ so với Giang La thấp hơn một vị trí, trên mặt nhất thời toát ra thần tình ảo não. Hắn thấy, vô luận bại trong tay ai, cũng không thể thua tên thứ 5 của Nguyệt Linh Thành. Kế tiếp, 2 gã đệ tử bài danh thứ 3, thứ 4 của Thanh Nham Thành cũng nhộn nhịp tiến lên, sau cùng ở trên ngọc bích bài danh, theo thứ tự là 176 cùng 179. Hắc hắc, 2 đệ tử Thanh Nham Thành vừa trở lại, từ trong hàng đệ tử Thanh Nham Thành đi ra một gã mập mạp, vóc người như quả bóng cao su, bên hông người này treo một thanh lưu tinh chùy, trên mặt tròn vo cười hắc hắc, thân hình như quả bóng cao su bắn mạnh ra. Đây là Thanh Nham Thành Á Quân Tương Khâm, lớn lên như quả cầu thịt, nhìn thật mắc cười. Tương Khâm này có thể trở thành Á Quân thiên tài đệ tử đại tái của Thanh Nham Thành, tu vi đạt được tam chuyển hậu kỳ, thực lực cũng không yếu, bất quá dáng dấp của hắn thật sự là quá buồn cười. Trong đám người truyền đến đại lượng tiếng cười của các đệ tử, chỉ thấy Tương Khâm này đạn hai cái đã đi tới trước mặt Thạch Bích, sau đó hai chân mạnh mẽ bắn ra. Thanh âm nặng nề vang lên, thân thể tròn vo của Tương Khâm phẳng phất như một viên đạn pháo cấp tốc lên cao, ước chừng lướt đến 13, 4 thước, đồng thời lưu tinh chùy đầy gai nhọn ầm ầm nện ở trên vách đá. Cái gì? Cao như vậy? Mọi người thất kinh, trong tiếng ầm ầm nổ đùng, lực phản chấn thật lớn truyền lại, Tương Khâm phẳng phất như bóng rổ đập vào bảng. Ở trên không trung xẹt qua một đường parabol, trọng trọng đập về trong đội ngũ Thanh Nham Thành, ngay trong nháy mắt Tương Khâm gần rơi xuống đất, thân hình khổng lồ của hắn lắc một cái, thân thể nguyên bản rơi xuống cực nhanh không ngờ dừng lại, sau đó thân thể mập mạp như là một sợi lông chim nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắc hắc, đem lưu tinh chùy đeo ở bên hông, trên mặt mập mạp của Tương Khâm lộ ra dáng tươi cười ngây ngốc. Đích đích đích. Sau một khắc, tên của Tương Khâm hiện lên ở trên bài danh ngọc bích, không ngừng hướng về phía trước, liên tiếp vượt qua hơn 10 người.
thậm chí dễ dàng vượt qua vị trí số 166 của Cốc Đồng, sau cùng dừng lại ở vị trí 157, thứ tự ở trong lục đại vệ thành gần với Nguyệt Linh thành Hoa Phượng Tú. Thấy bài danh của mình, trên mặt mập mạp của Tương Khâm như trước mang theo dáng tươi cười ngây ngốc, nhưng ở đây lại không ai dám có bất kỳ khinh thị, thứ tự 157, tương đương với trước 20 đệ tử mới gia nhập lần này, nhân vật như vậy không phải bọn họ có thể trào phúng. Trước kia Nguyệt Linh thành cùng Thanh Nham thành so đấu có thắng có bại, hiện tại liền xem Cổ Luân. Ngay cả Tương Khâm cũng có thể xếp thứ 157, không biết Cổ Luân có thể xếp thứ mấy. Hiện tại ta, không dám khẳng định Nguyệt Linh thành cùng Thanh Nham thành cái nào có thể xếp thứ nhất. Ở trong ánh mắt kích động của vô số võ giả, nhân viên vây xem, Cổ Luân cầm trường thương trong tay, một thân hắc bào bình tĩnh đi ra, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên thạch bích cách đó không xa. Đột nhiên, hắn nhếch miệng cười, trên khuôn mặt thanh tú hiện ra vẻ tươi cười, thân hình tiêu thất ở tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Cái này, tất cả mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người, ở trong tầm mắt bọn họ, tốc độ của Cổ Luân nhanh như thiểm điện, thời điểm ở trên đường lướt đến liền mạnh mẽ nhảy lên. Trường bào màu đen ở trong gió bay phất phới, thân hình Cổ Luân không ngừng cất cao, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, chống cự lại uy áp kinh người không ngừng tăng lên, thời điểm đạt đến độ cao 16-17 mét mới dừng lại. Độc Long Toản, thân hình ở giữa không trung đình trệ, trong ánh mắt Cổ Luân mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, tay phải từ lâu giữ thế trong nháy mắt hóa thành một đạo độc long rít gào, điên cuồng đâm về phía thạch bích trước mặt. Mũi thương xoay tròn, đem không khí chung quanh đánh đến nổ vang. Thanh âm bạo liệt vang lên, mũi thương ẩn chứa nguyên lực đáng sợ, như mái khoan hung hăng đâm vào trên vách đá. Thạch bích nhẹ nhàng chấn động, Cổ Luân dựa vào cổ lực lượng này phút chốc trở xuống trong đội ngũ Thanh Nham thành. Đích đích đích, tiếng kêu to chói tai vang lên, tên của Cổ Luân hiện ra, sau đó điên cuồng bay lên, dễ dàng liền vượt qua đám người Cốc Đồng, Tương Khâm, sau đó lại vượt nốt Hoa Phượng Tú, sau cùng dừng lại ở 142, ở trong tất cả tân tấn đệ tử bài danh thứ 5. 142. Trong tân tấn đệ tử bài danh thứ 5, trong đám người vang lên một trận thanh âm hít lãnh khí, ánh mắt nhìn về phía Cổ Luân tràn đầy kinh hãi, thứ tự như vậy, ở trong lịch sử trăm năm qua, hơn 30 đợt khảo hạch của lục đại vệ thành là không có. Ánh mắt của Hoa Phượng Tú cũng ngưng trọng, thứ tự như vậy khó tránh cũng quá đáng sợ đi. Xem ra Thanh Nham thành có thể qua nhiều năm như vậy thủy chung sừng sững ở đệ nhất, quả nhiên không phải hư danh. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Cổ Luân. Thực lực như thế coi như là, không có thiên tài đệ tử đại tái của lục đại vệ thành, cũng đủ để tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh. Trong tiếng nghị luận, một ít võ giả ở biên giới bắt đầu từ từ rời đi. Đúng rồi, tựa hồ còn có tân vệ thành chưa chắc thí. Đột nhiên, trong đám người truyền tới thanh âm nghi hoặc, tân vệ thành, hình như là chưa có chắc thí, chúng ta đều quên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái vệ thành kia hầu như mỗi lần đều bài danh đếm ngược thứ nhất. Có thể có thiên tài gì? Không thể nói như vậy được, ta nhớ 6 năm trước, trong tân vệ thành liền ra một thiên tài, thậm chí còn đem thiên tài huấn luyện doanh huyên náo tới long trời lở đất. 6 năm trước, lần đó tân vệ thành thật là, ngoại tộc đặc biệt lần kia bọn họ còn xếp hàng thứ nhất, người kia tên gì nhỉ, quả thật là kinh khủng. Đó là tình huống đặc biệt, những thời điểm khác tân vệ thành này đều là bài danh đếm ngược thứ nhất, ta nhớ kỹ lần trước tự hồ còn có 2 người ngay cả công kích, cũng không thể phát ra, trực tiếp đào thải. Lúc này đây chúng ta cũng nhìn xem, nói không chừng còn có thể có kỳ hoa như vậy xuất hiện. Vô số võ giả dân chúng vây xem cười đùa, mà đệ tử Mộ Thạch Thành ở một bên càng là trào phúng nhìn sang. Trước kia không phải các ngươi rất kiêu ngạo sao, nhìn các ngươi có thể xếp cái thứ tự gì. Ngay cả Thạch Bích cũng không có thể đi tới, đã bị uy áp của Hắc Ám Yêu Long dọa tè ra quần. Đây là sự tình mà đệ tử Tân Vệ Thành bọn họ thường xuyên làm. Vài tên đệ tử của Mộ Thạch Thành cười ha ha. Ngay cả nam tử áo đen dẫn bọn người Lâm Tiêu tiến vào, cũng thở dài nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu, rất sợ bọn họ bị đả kích, nhưng sau khi quay đầu, ánh mắt của hắn lại không khỏi ngẩn ra. Từ trong ánh mắt đám người Kỳ Hồng, hắn nhìn không thấy chút thần tình khuất nhục, không cam lòng nào, mà là thấy từng cổ chiến ý cùng tức giận thiêu đốt. Mấy đệ tử Tân Vệ Thành này, tựa hồ không có yếu như trong đồn đãi. Một ý niệm ở trong đầu nam tử áo đen hiện ra, làm nội tâm hắn không khỏi chờ mong bọn người Kỳ Hồng biểu hiện. Thấy không, yếu kém sẽ phải chịu đòn, các ngươi tiến lên chắc thí. Ánh mắt Châu Giang lạnh lùng nhìn đám người Lâm Tiêu. Nhớ kỹ phải cho thấy thực lực chân chính của các ngươi, lúc này đây chúng ta phải cho tất cả mọi người biết, đệ tử của Tân Vệ Thành chúng ta không có phế vật, Tân Vệ Thành chúng ta cũng có thể tạo ra thiên tài. Thanh âm của Châu Giang cũng không lớn, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập lòng tin kiên định, lần này năm người Lâm Tiêu là đội ngũ mạnh nhất mấy chục năm qua của Tân Vệ Thành, dĩ vãng thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành.
Thông thường chỉ quán quân mới là tam chuyển trung kỳ chân võ giả, còn lại tuyệt đại đa số đều là tam chuyển sơ kỳ, thậm chí có đôi khi còn có thể xuất hiện 5 tên đệ tử đều là tam chuyển sơ kỳ. Nhưng lúc này không giống, không nói Lâm Tiêu, chỉ là 4 người kỳ hồng ở quá khứ đều có thực lực thu được quán quân, mà 3 người Bạch Mông vốn chỉ là tam chuyển sơ kỳ, lại ở trong thú triều, bị máu và lửa sinh tử tôi luyện, sau khi chiến đấu kết thúc phá kén hóa điệp, đều đột phá đến tam chuyển trung kỳ. Châu Giang tin tưởng trải một hồi thú triều như thế, thực lực bọn người Lâm Tiêu đều có đề thăng, lúc này đây tân vệ thành bọn họ nhất định sẽ có lực lượng mới xuất hiện, bỗng nhiên nổi tiếng. Châu Giang có lòng tin này. Tốt, ta tới trước. Âm thanh của Châu Giang kết thúc, ánh mắt Dương Tuấn lạnh lùng, từ trong đám người đi ra. Tay cầm tế mi côn, Dương Tuấn lạnh lùng nhìn chăm chú vào thạch bích cách đó không xa, nguyên lực tam chuyển trung kỳ ở trong cơ thể lưu chuyển, trong nháy mắt mạnh mẽ bạo phát, như một viên đạn pháo. Hai chân Dương Tuấn mạnh mẽ đạp xuống đất, thân hình ở trong nháy mắt chợt phát động, nhanh như tia chớp nhảy vào trong phạm vi uy áp bao phủ. Người này, căn cứ lệ cũ, người đầu tiên của từng vệ thành ra trận thông thường đều là tên sau cùng. Ngay từ đầu mọi người vẫn ung dung chuẩn bị xem Dương Tuấn chê cười, nhưng chờ Dương Tuấn có hành động, không ít người đều ngây người. Lấy thân phận võ giả của bọn họ, hiển nhiên có thể nhìn ra, hôm nay Dương Tuấn biểu hiện ra thực lực, mặc dù không cách nào so sánh cùng với bọn người Cổ Luân, nhưng mà tuyệt không dưới Hắc Thổ Thành, Mộ Thạch Thành. Trong mục quang hơi phát ngốc của mọi người, chỉ là một giây thời gian, Dương Tuấn đã đi tới trước thạch bích. Một tiếng gầm nhỏ vang lên, thân hình Dương Tuấn mạnh mẽ phóng lên cao, trong nháy mắt đến độ cao 8-9 thước, đồng thời song trưởng phút chốc căng phồng lên, tề mi côn hóa thành một đoàn loạn ảnh, hung hăng nện ở trên vách đá. Trong tiếng ầm ầm trầm thấp, Dương Tuấn như một đầu diều hâu rơi xuống đất, nhanh như tia chớp trở lại trong đội ngũ tân vệ thành. Đích đích đích. Thanh âm chói tai vang lên, trên bài danh ngọc bích xuất hiện tên của Dương Tuấn, trong ánh mắt giật mình của mọi người, Dương Tuấn nhảy vào trước 50 danh ngạch tân tấn, dừng lại ở 193. 193. Không ngờ lại là 193. Ngươi xác định ta không nhìn lầm chứ? Trong nháy mắt, vô số võ giả ở đây tất cả đều ngây người. Bởi vì trước kia 5 tên đệ tử của Thanh Nham thành thượng bảng, hiện tại thứ tự trên bài danh ngọc bích là như thế này, Dương Tuấn bài danh 193. Hắc Thổ Thành quán quân Trương Dục bài danh 194, Nguyệt Linh Thành Giang La bài danh 195, Thanh Nham Thành Tả Lưu bài danh 196, Mộ Thạch Thành Á Quân bài danh 197, Hưng Nguyên Thành Vương Cát bài danh 198. Nói cách khác, thực lực Dương Tuấn so với tên thứ 5 của Thanh Nham Thành cùng Nguyệt Linh Thành còn mạnh hơn, thậm chí còn vượt lên trước Hắc Thổ Thành quán quân Trương Dục. Cái gọi Dương Tuấn này là ai? Chẳng lẽ là quán quân của Tân Vệ Thành, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhất định là quán quân, đó còn cần phải nói, thực lực Dương Tuấn này còn trên Hắc Thổ Thành quán quân Trương Dục, trừ phi hắn là quán quân của Tân Vệ Thành ra, không có khả năng thứ hai. Không nghĩ tới lúc này đây Tân Vệ Thành lại chui ra một cao thủ như thế, kể từ đó, bài danh của Tân Vệ Thành cũng ở trên Hắc Thổ Thành, trong lục đại vệ thành bài danh thứ 5. Các ngươi xem khuôn mặt đám người Hắc Thổ Thành kia tựa như cái gì, bất quá cũng phải thôi, vốn là đệ ngũ hiện tại biến thành lót đáy, nếu như là ta cũng phải chịu phiền muộn. Cũng không biết những đệ tử còn lại của Tân Vệ Thành thực lực thế nào. Chỉ cần không có đệ tử không cách nào phát ra công kích bị đào thải trực tiếp, lúc này đây Tân Vệ Thành coi như là hãnh diện, từ thứ 6 biến thành thứ 5, không dễ dàng. Thành tích của Dương Tuấn vừa ra, cả đám người trong nháy mắt ồ lên, không phải nói thực lực của Dương Tuấn mạnh bao nhiêu, mà là có Dương Tuấn, bài danh Tân Vệ Thành lập tức liền vượt lên Hắc Thổ Thành, chiếm thứ tự thứ 5, mà Hắc Thổ Thành ngược lại trở thành lót đáy. Bởi vì Tân Vệ Thành là thành trì nhỏ nhất trong lục đại vệ thành. Hơn nữa hầu như lần nào cũng lót đáy, bởi vậy bài danh của đệ tử vệ thành khác không ít người âm thầm hỏi thăm, về phần Tân Vệ Thành này, thậm chí ngay cả hỏi thăm cũng không hỏi, trực tiếp dẫn đến bọn họ coi Dương Tuấn là quán quân Tân Vệ Thành, ở trong mắt bọn họ, trừ quán quân Tân Vệ Thành ra, người khác không khả năng có thực lực này. Nguyên bản nghe nói Tân Vệ Thành của Lâm Tiêu sư đệ thực lực rất yếu, hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải yếu như vậy. Tại một đình đài trong thiên tài huấn luyện doanh, Lý Dật Phong, Mộ Lăng, Hề Hiên Thanh, Nam Môn Thành, Lương Phương, năm thiên tài đứng đầu Vũ Điện ung dung nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu. Thân là đệ tử Vũ Điện trong thiên tài huấn luyện doanh, bọn người Lý Dật Phong tự nhiên biết thiên tài huấn luyện doanh chiêu sinh lúc nào, cũng biết bọn người Lâm Tiêu ở ngày đầu tiên gia nhập huấn luyện doanh, nhất định sẽ tiến hành trắc thí bài danh, cho nên cố ý đến đây quan sát bài danh của đám người Lâm Tiêu. Thứ năm đã có thể xếp 193, ở địa phương như Lục Đại Vệ Thành, xác thực cũng coi là thiên tài. Không biết những người khác thực lực thế nào. Những người khác ta không muốn biết, ta chỉ hiếu kỳ Lâm Tiêu sư đệ bài danh nhiều ít, tam chuyển trung kỳ chân võ giả, coi như là tương đối mạnh trong tam chuyển trung kỳ, thông thường chỉ có thể xâm nhập trước 180, về phần trước 170,
cơ bản đều cần thực lực tam chuyển hậu kỳ mới có thể. Nam Môn Thành, ngươi cũng quá coi thường Lâm Tiêu sư đệ, theo ta phỏng chừng, mặc dù Lâm Tiêu sư đệ chỉ là tam chuyển trung kỳ, nhưng thực lực tuyệt đối không chỉ như vậy, bài danh cụ thể ta không biết, nhưng Lâm Tiêu sư đệ bài danh tuyệt đối sẽ không thấp hơn 160. Cao như vậy sao? Mộ Lăng, ngươi nhìn tốt Lâm Tiêu sư đệ như vậy sao? Nam Môn Thành cười nói. Đó là tự nhiên, ngươi cho rằng một A Miêu A Cẩu cũng có thể né tránh vạn la huyễn nữ thủ của Mộ Lăng ta tiến công sao? Ta ngược lại cảm thấy Mộ Lăng không có khuếch đại, lấy thực lực của Lâm Tiêu sư đệ có thể tiến vào 160, bất quá không cũng chỉ là tới thứ tự này mà thôi. Đi lên nữa, để thăng mỗi một thứ tự đều rất chắc trở. Nhớ lại thời điểm ban đầu, lần đầu tiên gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, bài danh của ta cũng chỉ là 150. Hề Hiên Thanh cười nhạt nói. Được rồi, chúng ta nhìn cho thật kỹ, lập tức sẽ đến phiên Lâm Tiêu sư đệ chắc thí. Đến lúc đó bài danh vừa nhìn thấy ngay, đối với thực lực của Lâm Tiêu sư đệ chúng ta cũng sẽ có lý giải. Lý Dật Phong ở một bên thủy chung không lên tiếng, lúc này nói chuyện, năm người liền không hề cãi lại, ánh mắt rơi vào trong đội ngũ tân vệ thành. Nguyên lai thực lực của ta không khác với suy nghĩ của ta lắm, chỉ là như vậy. Dương Tuấn nhìn trên bảng xếp hạng, không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi có chút chưa thỏa mãn. Kế tiếp đến phiên ta. Dương Tuấn trở lại trong đám người, lúc này Cận Chí Hải đi ra. Bởi vì Dương Tuấn ở trong tranh tài là thuộc về loại lọt sàng lấy lên, bởi vậy bài danh thứ 5, kế tiếp chính là bài danh thứ 4 Cận Chí Hải. Hít sâu một hơi, Cận Chí Hải trầm ổn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào thạch bích cách đó không xa. Sau một khắc, hai chân Cận Chí Hải dậm mạnh, cả người nhanh như sao xẹt, nhảy vào trong phạm vi trăm thước, hai chân liên tục đong đưa mấy cái, Cận Chí Hải đã đi tới trước thạch bích, ra sức bật người nhảy lên, thân thể đi tới độ cao cùng Dương Tuấn không khác biệt lắm. Bài vân trưởng. Trong tiếng quát khẽ, bàn tay của Cận Chí Hải hung hăng vỗ vào trên vách đá, đồng thời thả người lướt về đội ngũ tân vệ thành. Thực lực người này tựa hồ cũng không yếu. Trong đám người có người trầm giọng nói. Đích đích đích. Tiếng kêu chói tai vang lên, trên bài danh Ngọc Bích, tên của Cận Chí Hải xuất hiện, sau cùng dừng lại ở 195, so với Dương Tuấn cùng Trương Dục đều thấp hơn một cái thứ tự, đem bọn người Nguyệt Linh Thành Giang La cùng Thanh Nham Thành Tả Lưu chen xuống dưới. Cận Chí Hải kia bài danh 195, so với Dương Tuấn 193 thấp hơn hai thứ tự, xem ra là tân vệ thành Á Quân. Ta đã nói, vừa rồi Dương Tuấn kia nhất định là quán quân, nếu như là đệ ngũ danh thu được bài danh 193. Chẳng phải là so với Thanh Nham Thành cùng Nguyệt Linh Thành còn mạnh hơn. Như thế xem ra, tân vệ thành này thật là căn cứ bài danh từ cao đến thấp chắc thí. Trong đám người truyền đến trận trận nghị luận, càng thêm kiên định bọn họ suy đoán. 195 sao? Nhìn thứ tự của mình, Cận Chí Hải không khỏi lắc đầu, hiển nhiên là không thỏa mãn thứ tự này. Ta còn chưa đủ mạnh còn cần nỗ lực tu luyện. Ở trong lòng hắn yên lặng nhắc nhở bản thân. Đến ta, Bạch Mông một thân bạch y từ trong đám người đi ra. Trước khi chắc thí còn quay đầu ngắm đám người đệ tử Mộ Thạch Thành, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười lạnh lẽo. Ta kháo, người này biểu tình như vậy là ý gì? Ta xem hắn là muốn bị ăn đòn. Không phải là bài danh vượt lên trước Hắc Thổ Thành sao, cứ nhiên dám lớn lối như vậy, có gan cùng Dương Thiên Đại Ca của chúng ta thử xem. Dương Thiên Đại Ca của chúng ta bài danh là 173, mạnh nhất của tân vệ thành bọn họ cũng bất quá là 193. Thành tích như vậy mà cũng dám dương dương tự đắc, tân vệ thành này cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy. Thảo nào toàn bị lót đáy. Đám đệ tử Mộ Thạch Thành lập tức quái khiếu. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, Bạch Mông đây là đang khiêu khích bản thân. Không để ý đến đám đệ tử Mộ Thạch Thành nói, ánh mắt như đao của Bạch Mông ngưng tụ, nhìn thạch bích cách đó không xa. Bỗng nhiên phát lực, cả người Bạch Mông phẳng phất như hóa thành một ánh đao, vượt qua mọi trông gai nhảy vào phạm vi uy áp của thạch bích, ở trước thạch bích nhảy mạnh. Thân hình Bạch Mông kịch liệt cất cao, chớp mắt liền lao lên cao 10 thước. Cái gì? Người này thế nào nhảy cao như vậy? Ở trong ánh mắt khiếp sợ của đoàn người, huyết sắc chiến đao bên hông Bạch Mông trượt ra khỏi vỏ. Tuyệt diệt đao pháp, tuyệt diệt luân hồi, thương. Một đạo đao ảnh huyết sắc hung hăng chém vào trên vách đá, tản mát ra đao khí sắc bén kinh người. Trở lại trong đội ngũ, tên của Bạch Mông xuất hiện ở trên bài danh Ngọc Bích, hơn nữa điên cuồng để thăng, sau cùng dừng lại ở 179. 179. Ta không nhìn lầm chứ? Trong đám người truyền đến trận trận ồ lên. Hiển nhiên hoàn toàn không ngờ rằng Bạch Mông bài danh cao như thế, mà vài tên đệ tử Mộ Thạch Thành trước kia chửi với Bạch Mông cũng ngây người. Phải biết rằng quán quân Dương Thiên của Mộ Thạch Thành bọn họ bài danh mới 173, hai người chênh lệch chỉ 6 thứ tự. Không có thể vượt lên Dương Thiên kia, thật là khó chịu. Thấy bài danh của mình, Bạch Mông lắc đầu, hiển nhiên cũng không phải hết sức hài lòng. Nếu như hắn nói khiến những võ giả khác nghe được, sợ rằng mỗi người sẽ mắng ra miệng. Phải biết rằng Dương Thiên là tam chuyển hậu kỳ chân võ giả.
mà Bạch Mông hắn chỉ là tam chuyển trung kỳ, bài danh của hai người lại gần nhau như vậy, điều này nói rõ ở lĩnh vực thiên phú của Bạch Mông còn trên Dương Thiên. Tân vệ thành này chắc thí rốt cuộc là sắp xếp như thế nào? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cao thủ? Đồng thời trong đám người lại tràn ngập nghi hoặc. Tân vệ thành này, thật đúng là làm người ta không ngờ. Ngay cả đệ tử thiên tài của Thanh Nham Thành cùng Nguyệt Linh Thành, lúc này ánh mắt cũng ngưng tụ qua đây, vốn sau khi chắc thí kết thúc, bọn họ chỉ là chờ đi đưa tin. Đối với kết quả khảo nghiệm của Tân Vệ Thành không có nửa điểm ý tứ, nhưng đám người Bạch Mông biểu hiện lại hấp dẫn bọn họ. Đến phiên ta sao? Ở trong tiếng nghị luận cùng ánh mắt của vô số dân chúng, Kỳ Hồng cầm hắc sắc trường thương từ trong đám người đi ra. Cổ Luân sư huynh, người này không ngờ lại cũng dùng thương. Một ít đệ tử Thanh Nham Thành thấy đại thương trong tay Kỳ Hồng, nhịn không được cười nói. Năm đao, tháng côn, cả đời thương, trong binh khí, kiếm là vương giả, đao là bá chủ, vũ khí của tuyệt đại đa số võ giả đều là kiếm cùng đao, nhưng độ khó của thương pháp đều trên bọn họ, không biết người này thương pháp làm sao, có mấy thành công lực của Cổ Luân sư huynh. Cổ Luân không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Hồng. Kỳ Hồng đem tinh khí thần tập trung ở một điểm, tâm ý cùng bá vương thương dung hợp, cả người như một chiếc xe tăng hạng nặng nhảy vào phạm vi uy áp của thạch bích. Bá vương thương. Bá vương biệt cơ. Người đang ở trên đường, Kỳ Hồng đột nhiên giống to một tiếng, hai chân đạp mặt đất một cái, thân hình ầm ầm phóng lên cao, một cổ ý cảnh nhu hòa, bá đạo đến mức tận cùng hiện lên, Kỳ Hồng bay vút tới độ cao 11-12 thước, hắc sắc trường thương hóa thành một nộ long, hung hăng đâm vào trên thạch bích. Mũi thương tuôn ra một đoàn tiếng nổ vang thật lớn, nguyên khí phập phồng lay động, kinh khí bạo tạc, bá vương thương thô to ở dưới lực lượng khổng lồ kịch liệt run run. Lực phản chấn cường đại chấn cả người Kỳ Hồng rơi vào trong đội ngũ Tân Vệ Thành. Đích đích đích. Sau một khắc, tên của Kỳ Hồng ở trên bài danh ngọc bích hiện lên, điên cuồng bay lên, đầu tiên là vượt qua đám người Hắc Thổ Thành quán quân Trương Dục, lại vượt qua Bạch Mông bài danh 179, ngay sau đó lại vượt lên 173 của Mộ Thạch Thành đệ nhất thiên tài Dương Thiên, cùng bài danh 171 của Hưng Nguyên Thành đệ nhất thiên tài La Hưng Sơn, sau cùng dừng lại ở 165. Cái hạng này, so với thiên tài thứ hai Nguyệt Linh Thành, 19 tuổi tam, chuyển hậu kỳ chân võ giả cốc đồng 168 cao hơn vài tên. Ở trong 29 đệ tử chắc thí của lục đại vệ thành, chỉ thua Thanh Nham Thành đệ nhất thiên tài Cổ Luân, đệ nhị thiên tài Tương Khâm, cùng với Nguyệt Linh Thành đệ nhất thiên tài Hoa Phượng Tú, bài danh thứ tư. 165, điều này sao có thể? Đùa gì thế, lúc nào Tân Vệ Thành xuất hiện cao thủ như thế? Như vậy Tân Vệ Thành ở trong lục đại vệ thành, bài danh chẳng phải là đến thứ ba, thậm chí còn vượt lên trước Hưng Nguyên Thành cùng Mộ Thạch Thành. Xem khí tức của Kỳ Hồng này, vẫn còn là tam chuyển trung kỳ, cách tam chuyển hậu kỳ còn kém một chút. Hưng Nguyên Thành La Hưng Sơn cùng Mộ Thạch Thành Dương Thiên đều là tam chuyển hậu kỳ chân võ giả, không ngờ cũng chẳng bằng Kỳ Hồng này. Từ trong đám người truyền đến trận trận ồ lên, vẻ mặt mọi người khó có thể tin nhìn Kỳ Hồng. Về phần đám đệ tử Mộ Thạch Thành càng há hốc mồm, ngay cả đệ nhất thiên tài Dương Thiên cũng là ánh mắt âm trầm. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Coi như không tệ. Nhìn thứ tự của bản thân, Kỳ Hồng không buồn không vui, bình thản nói. Trên thực tế, Kỳ Hồng cùng Lâm Tiêu như nhau, sau khi trải qua thú triều, thực lực tăng lên thật lớn. Hôm nay mặc dù chỉ là tam chuyển trung kỳ, nhưng cách hậu kỳ chỉ một bước, tùy thời đều có thể đột phá vào tam chuyển hậu kỳ. Ở trên đẳng cấp so với bọn người Bạch Mông, Dương Tuấn cao hơn một phần. Tam chuyển trung kỳ chân võ giả, bài danh 165. Không nghĩ tới trừ Lâm Tiêu sư đệ ra, Tân Vệ Thành này còn có thiên tài như vậy. Người này là Á Quân thiên tài đệ tử đại tái của Tân Vệ Thành. Xem ra Lâm Tiêu sư đệ bài danh sẽ không thấp hơn thứ hạng này. Bọn người Lý Dật Phong mặt mỉm cười nói. Sau Kỳ Hồng, trong 30 đệ tử lục đại vệ thành đã có 29 người chắc thì kết thúc, chỉ còn lại có Lâm Tiêu. Bốn gã đệ tử Tân Vệ Thành này, trừ thứ hai không mạnh bằng thứ nhất ra, còn lại bài danh đều là từ từ đề thăng. Lẽ nào Tân Vệ Thành này cũng căn cứ bài danh từ thấp tới cao chắc thí? Ở chung quanh tất cả võ giả khiếp sợ, đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng hỏi, hắn vừa dứt lời, xung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng đệ tử Tân Vệ Thành là từ quán quân bắt đầu chắc thí, nhưng Bạch Mông cùng Kỳ Hồng biểu hiện lập tức khiến bọn họ minh bạch, sợ rằng sự tình cũng không phải như bọn họ suy nghĩ. Không thể nào, lẽ nào tên kia chỉ là Á Quân của Tân Vệ Thành? Á Quân cũng có thể bài danh 165. Vậy quán quân sẽ như thế nào? Võ giả toàn trường nghĩ đến khả năng này, biểu tình nhất thời một mảnh dại ra, đồng thời ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía đệ tử của Tân Vệ Thành, muốn nhìn một chút tên đệ tử sau cùng kia đến tột cùng là ai? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng bọn họ mới vừa nhìn, không khỏi đều ngây người. Không phải chứ, còn trẻ như vậy sao? Tên đệ tử sau cùng này sao còn trẻ như vậy?
thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi. Thứ tự đệ tử tân vệ thành khảo nghiệm rốt cuộc là sắp xếp thế nào, ai có thể nói cho ta biết không? Thiếu niên còn trẻ như vậy thật chẳng lẽ là quán quân của tân vệ thành sao? Đùa gì thế, còn trẻ như vậy, nhìn khí tức trên người hắn đã là tam chuyển trung kỳ, nói hắn là quán quân ta tuyệt đối không tin. Có thể là người ta thoạt nhìn tuổi trẻ, nói không chừng đã 19, 20 tuổi thì sao? Trong con người tất cả võ giả tràn đầy nghi hoặc, lẫn nhau nghị luận, nhưng lại không ra một cái kết quả. Thật sự là trước kia bọn họ quá không coi trọng tân vệ thành. Hơn nữa đệ tử lục đại vệ thành chắc thì cùng bản thân không hề có quan hệ, bởi vậy hoàn toàn không ai nghĩ đến đi hỏi thăm tình huống bài danh của thiên tài đệ tử đại tái ở tân vệ thành. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lâm Tiêu đi tới trước thạch bích. Không đợi Lâm Tiêu xuất động, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Châu Giang thống lĩnh. Lâm Tiêu, ta biết thực lực ngươi còn trên Kỷ Hồng, hiện tại ngươi lấy ra thực lực chân chính cho ta, để ép đệ tử vệ thành khác, một người Kỷ Hồng còn chưa đủ, lúc này đây, ta muốn tên tuổi của tân vệ thành chúng ta ở Hiên Giật quận thành triệt để khai hỏa lên. Châu Giang thống lĩnh lãnh đạm nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, vừa lúc để đám người xung quanh Lâm Tiêu như Kỷ Hồng, Thi Hoa trưởng lão nghe được. Mà nam tử áo đen dẫn dắt bọn người Lâm Tiêu tiến đến tự nhiên, cũng nghe thanh thanh sở sở nghe rõ, lúc này trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Tiêu. Lẽ nào trong chi đội ngũ này, thiếu niên trẻ tuổi nhất kia mới là quán quân? Nghe người dẫn đầu tân vệ thành kia nói, thực lực của tiểu tử này tựa hồ còn trên Kỷ Hồng, đùa gì thế? Nam tử áo đen hoàn toàn ngây người. Nghe được Châu Giang thống lĩnh nói, Lâm Tiêu khẽ gật đầu, hắn vốn cũng không nghĩ bảo lưu thực lực, hôm nay tự nhiên sẽ không tận lực lưu thủ. Đương nhiên lá bài tẩy như khống thần quyết, tinh thần nguyên toa là tuyệt đối sẽ không thi triển ra. Hơn nữa lá bài tẩy này ở trong chiến đấu uy lực cường đại, nhưng ở trong chắc thì cũng chưa chắc để thăng bao nhiêu. Một bên, bọn người Kỷ Hồng, Bạch Mông, Dương Tuấn, Cận Chí Hải đều chờ mong nhìn Lâm Tiêu, thời điểm thiên tài đệ tử đại tái. Bọn họ cũng không có kính nể Lâm Tiêu bao nhiêu, chỉ là đối với hắn thu được quán quân có chút hâm mộ nể mà thôi. Nhưng trải qua thú triều, nhìn thấy Lâm Tiêu lấy thực lực tam chuyển trung kỳ. Đối mặt tứ tinh yêu thú thiết lân thú mà bốn người bọn họ liên thủ, cũng không thể chém giết lại có thể chém chết, cũng cứ bọn họ thoát chết, bốn người Kỷ Hồng đối với Lâm Tiêu là bội phục phát ra từ nội tâm. Lâm Tiêu phát triển thật sự quá nhanh, nhanh đến mức bọn người Kỷ Hồng đều là nhân vật thiên tài cũng cảm thấy giật mình, ở trong lòng bọn người Kỷ Hồng, tuy rằng bọn họ trải qua thú triều, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng bọn họ lại tin tưởng, Lâm Tiêu phát triển vượt xa bọn họ. Phải lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước thạch bích sao? Trong ánh mắt của mọi người, khóe miệng Lâm Tiêu hơi nhếch, nguyên lực trong cơ thể cổ đãng truyền lại đến hai chân, chợt thi triển tâm pháp điện quang hỏa thạch. Lâm Tiêu đã nghĩ, nếu không ẩn giấu thực lực bản thân, như vậy thì để cho người khác nhìn thực lực chân chính của mình một chút. Điện quang phi thệ. Một cổ nguyên lực đáng sợ từ dưới hai chân Lâm Tiêu nổ bắn ra, hai chân đong đưa, xung lượng đáng sợ làm cho cả người Lâm Tiêu hoàn toàn hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Tiến nhập phạm vi uy áp của thạch bích, một cổ uy áp đáng sợ kéo tới. Đây là một loại yêu khí uy áp chỉ yêu thú cường đại mới có, giống như sóng chiều thật lớn cuồn cuộn nghiền ép đến, hung hăng trùng kích ở trên tinh thần của Lâm Tiêu. Hừ, một đầu yêu thú chết đi mà thôi, phá cho ta. Đôi mắt Lâm Tiêu chứa đầy ngạo ý, đã nhận uy áp của viễn cổ nhân loại ở thế giới lòng đất kia, hắn há sẽ bị một đầu yêu thú chết đi dọa sợ, tinh thần lực lưu chuyển, đơn giản liền ngăn trở uy áp cuồn cuộn mà đến. Cái gì? Sao lại nhanh như vậy? Tiểu tử này tu luyện đến tột cùng là thân pháp gì? Nhanh thật. Trong lúc mọi người khiếp sợ, Lâm Tiêu hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt liền từ vị trí cũ đi tới, trước thạch bích, tốc độ cực nhanh, làm người ta không kịp nhìn, hầu như khó có thể tưởng tượng, thậm chí thời điểm Lâm Tiêu đi tới trước thạch bích, thân ảnh hắn dừng lại ở bên ngoài phạm vi thạch bích uy áp, lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Chỉ là chiêu thức ấy, liền làm tất cả võ giả ở đây đều biến sắc. Tốc độ của Lâm Tiêu sư đệ thật nhanh, tốc độ này, sợ rằng cùng ta toàn lực thi triển cũng tương xứng. Cách đó không xa, trong đình đài, Hề Hiên Thanh đã đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng khiếp sợ. Xác thực, tốc độ của Lâm Tiêu sư đệ đã đạt tới cảnh giới hóa phàm cảnh sơ kỳ, thậm chí so với một ít hóa phàm cảnh sơ kỳ phổ thông còn muốn nhanh hơn một chút. Hắn tu luyện đến tột cùng là công pháp gì? Lại khiến tốc độ một tam chuyển trung kỳ chân võ giả có thể so với hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả. Bọn họ đều khiếp sợ, lấy thực lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra tốc độ của Lâm Tiêu đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Võ giả phổ thông tu luyện công pháp tốc độ, thân pháp, đối với tốc độ có biên độ tăng lên thật sự là sự tình quá bình thường, nhưng khiến một gã tam chuyển trung kỳ chân võ giả đạt tới tốc độ của hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, bọn họ lại chưa bao giờ thấy qua. Công pháp như vậy nhất định là có, nhưng có thể luyện thành, không người nào mà không phải là hạng thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa đối với thân thể có phụ tải cùng tổn thương thật lớn.
tiểu tử này tốc độ làm sao sẽ nhanh như vậy, đoán chừng là tu luyện một môn công pháp tốc độ đáng sợ không gì sánh được, bất quá nhìn nguyên lực ba động trên người hắn chỉ là tam chuyển trung kỳ, tu vi quá thấp, có thể nhảy lên 11-12 thước, đã vô cùng tốt rồi. Phải, muốn đem tốc độ để thăng tới nhanh như vậy, khẳng định cần đại lượng nguyên lực, đối với thân thể tổn thương thật lớn, cứ như vậy, nguyên lực có thể cung cấp hắn nhảy lên cùng công kích tất nhiên là ít. Thạch bích chân chính khảo hạch không chỉ là tốc độ, còn khảo hạch độ cao chống lại uy áp, lực công kích. Nhiều phương diện, tu vi của hắn chỉ là tam chuyển trung kỳ, so với chút tam chuyển hậu kỳ, tam chuyển đỉnh phong kia kém quá xa, dù tốc độ mau nữa, nhảy không cao, bài danh cũng có hạn. Tiểu tử này thực lực cũng không yếu, nhưng nhảy lên cao tối đa chỉ chừng 10 thước. Trong đám người có người lên tiếng nói. Chúng võ giả nhộn nhịp gật đầu bình luận, 100 mét trong phạm vi uy áp của thạch bích, khảo nghiệm là tốc độ của võ giả. Trong quá trình này, uy áp trên thạch bích cũng không tính mạnh, có thể lên cao, uy áp khổng lồ kia sẽ thẳng tắp bay lên, mỗi đề cao một thước, uy áp gia tăng liền cường đại đến kinh người. Lúc này, chính là khảo nghiệm ý chí, tinh thần cùng với nguyên lực của võ giả có tràn đầy hay không. Như cổ luân tam chuyển đỉnh phong chân võ giả, nguyên khí tràn đầy, tất nhiên là nhảy cao được, mà Lâm Tiêu mới chỉ là tam chuyển trung kỳ. Hơn nữa tốc độ để thăng tới loại tình trạng này, tiêu hao nguyên lực khẳng định thật lớn, như vậy nhảy lên cao tất nhiên là thấp hơn. Nói như vậy, tam chuyển sơ kỳ chân võ giả phổ thông, ở trước thạch bích chỉ có thể nhảy lên 5-6 mét, một ít tam chuyển sơ kỳ chân võ giả thực lực yếu kém, thậm chí ở dưới uy áp tăng cường của thạch bích, dẫn đến bọn họ không cách nào công kích, bị đào thải trực tiếp. Lần trước Tân Vệ Thành bị đào thải hai gã tam chuyển sơ kỳ cũng là, bởi vì nguyên nhân này, không thể xuất thủ. Mà như tam chuyển trung kỳ chân võ giả, căn cứ thực lực cao thấp, độ cao nhảy lên là ở 5-6 mét đến 11-12 mét, về phần tam chuyển hậu kỳ chân võ giả, thì ở 10 mét đến 13-14 mét, đi lên nữa, thì chỉ tam chuyển đỉnh phong chân võ giả mới có khả năng đạt được. Thời điểm mọi người nghị luận ầm ĩ, thân hình Lâm Tiêu đã thẳng tắp bay lên. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể nhảy cao bao nhiêu, từ trên độ cao, hầu như liền có thể nhìn ra bài danh của Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu đã hoàn toàn hấp dẫn mọi người chú ý, ngay cả đám người Thanh Nham Thành Cổ Luân, Nguyệt Linh Thành Hoa Phượng Tú cũng không hề chớp mắt theo dõi hắn, ánh mắt ngưng trọng. 7 mét, 10 mét, 12 mét. Chỉ trong thời gian nháy con mắt, Lâm Tiêu đã tới độ cao 12 mét. Rầm rầm oanh. Ở trong đầu Lâm Tiêu, uy áp của Hắc Ám Yêu Long lấy bội số điên cuồng tăng lên, áp lực thật lớn như một ngọn núi đặt ở trên người hắn, hung hăng đánh thẳng vào đầu óc hắn. Nhưng ở dưới tinh thần lực cường đại của Lâm Tiêu nhộn nhịp tan vỡ, bất quá cổ uy áp này của Hắc Ám Yêu Long, mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến Lâm Tiêu thân là luyện dược sư, nhưng áp lực thật lớn vẫn để nguyên lực trong cơ thể hắn điên cuồng trôi qua. Lâm Tiêu này đã đến độ cao 12 mét, chắc cũng chỉ tới đây thôi. Có người lên tiếng nói. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, thân hình Lâm Tiêu không có dừng lại, mà còn tiếp tục không ngừng đi lên trên. 13 mét, 14 mét. Đây cơ hồ đã là cực hạn của một ít tam chuyển trung kỳ chân võ giả, thậm chí có một ít tam chuyển hậu kỳ chân võ giả, cũng vô pháp đạt tới độ cao này. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân thể Lâm Tiêu vẫn không có dừng lại, tiếp tục đi lên cao. 15 mét, 16 mét. Trong kinh ngạc, nhất thời có võ giả ngơ ngác nói. Lâm Tiêu này đã vượt lên độ cao của Hoa Phong Tú, làm sao có thể chứ? Lẽ nào hắn hoàn toàn không sợ uy áp của Hắc Ám Yêu Long, không ngờ bay cao đến loại tình trạng này, hắn điên rồi sao? Tiểu tử này muốn ra danh tiếng, điên, không ngờ lại chỉ để thăng độ cao bản thân, ta không biết hắn là làm sao có thể chống lại uy áp trên thạch bích, nhưng ở độ cao này, nguyên lực của hắn khẳng định tiêu hao hơn phân nửa, nếu như hiện tại hắn lập tức dừng lại công kích còn tốt, ít nhất còn có thể phát huy ra một nửa lực lượng, nếu như lại tiếp tục lên cao hơn nữa, lấy tu vi của hắn, ta cảm thấy nói không chừng ngay cả xuất chiêu cũng không có khí lực. Điên, hoàn toàn điên rồi, ta vốn cho rằng hắn là một nhân vật, không nghĩ tới ngu ngốc như vậy. Xem ra hắn bài danh chưa chắc sẽ không được bao nhiêu. Thật là chờ mong không? Vô số võ giả vây xem nghị luận lên tiếng, biểu tình nhìn Lâm Tiêu tựa như đang nhìn một tên ngu ngốc. Phải biết rằng, thạch bích khảo nghiệm là công bình không gì sánh được, không chỉ khảo nghiệm tốc độ, thân pháp, ý chí, càng khảo nghiệm lực công kích, lực phòng ngự. Các đại phương diện khác, nếu như đệ tử chắc thí chỉ cưỡng cầu tốc độ cùng độ cao, ngược lại sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất, dù tốc độ nhanh, độ cao cao, nhưng đến phía sau nguyên lực thiếu. Ý chí bị đánh tan, trực tiếp dẫn đến phát ra công kích không có uy lực, ngược lại sẽ khiến bài danh đại giảm, thậm chí còn không cách nào đạt đến bài danh nên có. Loại chuyện này ở khóa trước thường xuyên sẽ phát sinh. 17 mét, 18 mét. Trong ánh mắt của mọi người, thân hình Lâm Tiêu vẫn còn tiếp tục còn đề thăng, thậm chí đã vượt lên độ cao của Thanh Nham Thành đệ nhất thiên tài Cổ Luân.
Nhìn thấy tình cảnh này, trong ánh mắt Cổ Luân mạnh mẽ hiện lên một đạo tinh mang. Lâm Tiêu sư đệ còn không chuẩn bị dừng lại, hắn làm sao có nhiều nguyên lực như vậy, tại sao có thể chống lại uy áp của Hắc Ám Yêu Long? Ngay cả đám người Mộ Lăng cũng kinh hô lên. Quá cậy mạnh. Hề Hiên Thanh lắc đầu. Chỉ có trong con ngươi Lý Dật Phong lóe ra tinh mang, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, thông qua tiếp xúc cùng Lâm Tiêu, mặc dù không có nhiều ít lý giải, nhưng hắn tin tưởng Lâm Tiêu tuyệt đối không phải là người liều lĩnh ngu ngốc. Khoảng cách này là được rồi, lấy thân phận luyện dược sư của ta, tuy rằng còn có thể đi lên chống lại uy áp của Hắc Ám Yêu Long, nhưng nguyên lực tiếp tục tiêu hao đi xuống sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Trong ánh mắt dại ra, kinh ngạc của mọi người, Lâm Tiêu ngạnh sinh đem độ cao để thăng tới 20 mét, lúc này mới dừng lại. 20 mét, độ cao này chí ít, cũng phải là tam chuyển đỉnh phong chân võ giả mới có thể đạt tới, thậm chí có thể đạt tới độ cao này, đều là người nổi bật trong tam chuyển đỉnh phong. Phải biết rằng, ngay cả Cổ Luân cũng chỉ là ở 17 mét, hắn đương nhiên còn có thể bay cao hơn nữa, nhưng công kích nhất định sẽ tốn sức không gì sánh được, trái lại uy lực giảm nhiều. Lâm Tiêu, chẳng qua là một đệ tử đến từ Tân Vệ Thành nhỏ yếu nhất trong lục đại vệ thành, hắn dựa vào cái gì nhảy đến độ cao như vậy? Ở trong ánh mắt khinh miệt của vô số đệ tử, Lâm Tiêu đột nhiên động thủ. Một đạo tinh mang từ trong tròng mắt hắn hiện lên, tay phải Lâm Tiêu cầm chuôi đao, tinh khí thần toàn thân tập trung ở một điểm, chiến đao trong tay trượt ra khỏi vỏ. Thương! Một đạo đao mang tuôn ra, đao mang đáng sợ chợt xuất hiện ở giữa thiên địa, hóa thành cầu vồng sáng chói như mặt trời mới mọc, ẩn chứa đao khí đáng sợ hung hăng chém về phía Thạch Bích. Luân hồi đao quyết, tứ quý luân hồi đao. Vừa ra tay, Lâm Tiêu liền không lưu tình chút nào, trực tiếp thi triển ra chiêu thức cường đại nhất của bản thân hiện nay, luân hồi đao quyết thức thứ nhất tứ quý luân hồi đao đã hoàn toàn lĩnh ngộ ý cảnh. Cái này, mấy võ giả vừa mới cười nhạo Lâm Tiêu không cách nào phát ra công kích, nhìn thấy đao khí này liền trợn mắt hốc mồm, ngay cả đám người thống lĩnh, trưởng lão của các đại vệ thành đến đây cũng không khỏi thất kinh. Từ trên khí thế mà Lâm Tiêu xuất đao, bọn họ căn bản nhìn không thấy biểu hiện kiệt lực chút nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hảo tiểu tử, thực lực thật đáng sợ. Người này tên gọi là gì? Tân Vệ Thành không ngờ lại xuất hiện một thiên tài tuyệt thế. Không thể tưởng tượng nổi, không nói cái khác, chỉ là khí thế một đao kia, tiểu tử này bài danh cũng sẽ không thấp. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lâm Tiêu bổ ra đạo đao mang kia như tứ quý luân hồi không ngừng biến hóa. Xuân ấm áp, hạ khô nóng, thu hưu quạnh, đông rét lạnh căm căm, các loại cảm giác không ngừng lưu chuyển, hiện ra ở trong óc mọi người, khiến mọi người hoàn toàn đắm chìm trong cổ ý cảnh này. Đương nhiên, thời điểm Lâm Tiêu thi triển tứ quý luân hồi đao, chỉ là đem ý cảnh của tứ quý luân hồi đao bày ra, mà không có đem đao ý dung hợp ở trong đó. Đao ý, tự như khống thần quyết cùng tinh thần nguyên toa, là lá bài tẩy lớn nhất của Lâm Tiêu, bằng vào đao ý, Lâm Tiêu thậm chí có thể cùng khoái đao khách Ân Lâm đấu mấy hiệp mà không bị chém giết, lá bài tẩy bực này, tự nhiên không đáng ở trong một khảo nghiệm nho nhỏ liền hoàn toàn bạo lộ. Ở trong ánh mắt hoảng sợ của vô số võ giả vây xem, một đao của Lâm Tiêu chém vào trên vách đá, chiến đao kia cùng thạch bích va chạm sản sinh lực trùng kích thật lớn, thậm chí khiến người ta có một loại xung động thật lớn. Cùng lúc đó, một lực phản chấn đáng sợ như cuộn sóng trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể Lâm Tiêu. Vòng bảo hộ nguyên lực bên ngoài thân Lâm Tiêu trong nháy mắt nghiền nát, một tia sáng kim ngọc hiện lên. Lâm Tiêu vận chuyển Kim Ngọc Quyết tu luyện tới tầng thứ 5 Kim Ngọc Thể, đem lực phản chấn kia ngăn ở bên ngoài thân thể, đồng thời mượn lực phản chấn này, thân thể Lâm Tiêu ở trên không trung cuộn một cái, thi triển thức sau cùng Thiên Lý Phiêu Hồng, của nhân cấp cao giai thân pháp Vô Ảnh Phiêu Hồng Quyết, cả người như một con hồng nhạn nhẹ nhàng rơi vào trong đội ngũ Tân Vệ Thành, cử chỉ dễ dàng, thần thái thong dong mà tiêu sái, bình yên tự nhiên. Chiến đao vỏ vỏ, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn về phía bài danh ngọc bích cách đó không xa. Đích đích đích. Thanh âm chói tai vang lên, tên của Lâm Tiêu xuất hiện ở dưới đáy bài danh ngọc bích, sau đó lấy một tốc độ như hỏa tiễn điên cuồng hướng về phía trước tăng lên. Bất chấp khiếp sợ đối với Lâm Tiêu, cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn về phía bài danh ngọc bích, động tác đều nhịp như trải qua tập luyện vậy. Trên bài danh ngọc bích, tên của Lâm Tiêu điên cuồng bay lên, chớp mắt liền vượt qua đám người Hắc Thổ Thành đệ nhất thiên tài Trương Dục, lại dễ dàng vượt qua Hưng Nguyên Thành đệ nhất thiên tài La Hưng Sơn. Mộ Thạch Thành đệ nhất thiên tài Dương Thiên bài danh 172 cùng 174, kế tiếp lại vượt qua Kỳ Hồng bài danh 165, hơn nữa vẫn còn tiếp tục không ngừng bay lên. Trời ạ, Lâm Tiêu này bài danh đến tột cùng sẽ cao bao nhiêu? Đã vượt qua Thanh Nham Thành Á Quân Tương Khâm bài danh 158. Bài danh còn đang bay lên. Trời ơi, ngay cả Nguyệt Linh Thành đệ nhất thiên tài Hoa Phong Tú bài danh 147 hắn, cũng vượt lên trước. Chỉ còn người cuối cùng, Cổ Luân. Cổ Luân là 142, trong tất cả tân tấn đệ tử bài danh thứ 5,
không biết hắn có thể vượt qua hay không. Xem, tốc độ của hắn chậm lại, muốn ngừng rồi sao? Toàn trường hầu như tất cả mọi người đều nín hơi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thứ tự trên bài danh ngọc bích, mà Thanh Nham Thành Cổ Luân càng nắm chặt trường thương trong tay, xương ngón tay trắng bệch. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tên của Lâm Tiêu nhảy lên mấy cái, vượt qua Thanh Nham Thành đệ nhất thiên tài Cổ Luân, sau cùng ở địa phương 140 chớp động xuống, rốt cục dừng lại. Bài danh 140. Trong 80 đệ tử tân tấn lần này bài danh thứ 3. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh cùng dại ra, tiếng thì thào khó có thể tin vang lên, như nói mới đến từ địa ngục. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu trong đội ngũ tân vệ thành, như động lại thành tượng đá, không chút sức mẻ. Một mảnh chấn động, khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Tân vệ thành kiếm đâu được thiên tài này lại có thể ở trong tất cả 80 tân tấn thiên tài bài danh thứ 3. Thứ 3 đây là khái niệm gì? Có thể bài danh trước 10. Trên cơ bản không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tam chuyển đỉnh phong, cao cấp nhất, càng là người nổi bật trong các đại thế lực bồi dưỡng, là cao thủ hàng đầu tương lai của Hiên Giật quận thành chúng ta, tương lai có thể tiến nhập quy nguyên cảnh. Lâm Tiêu đến từ tân vệ thành kia có tài đức gì, dĩ nhiên xếp hạng cao như vậy. Xếp hạng còn không coi vào đâu, Thanh Nham Thành Cổ Luân lúc đó chẳng phải bài danh trước người sao, nhưng Cổ Luân chí ít cũng là đến từ Thanh Nham Thành, cường đại nhất trong lục đại vệ thành, thực lực cũng đạt tới tam chuyển đỉnh phong. Nhưng Lâm Tiêu kia bất quá là tam chuyển trung kỳ, bài danh vẫn còn trên Cổ Luân, đùa gì thế? Lẽ nào bài danh Ngọc Bích cho rằng Lâm Tiêu mới là tam chuyển trung kỳ, còn mạnh hơn Cổ Luân tam chuyển đỉnh phong sao? Chẳng lẽ bài danh Ngọc Bích xuất hiện trục trặc? Không thể nào, bài danh Ngọc Bích chính là vật trọng yếu nhất của thiên tài huấn luyện doanh, nhiều năm như vậy chưa từng có trục trặc qua, trước kia bài danh chẳng phải rất bình thường sao? Lại là Tân Vệ Thành, một màn này khiến ta nghĩ đến 6 năm trước, không biết các ngươi còn nhớ hay không? Quán quân của Tân Vệ Thành năm đó. Ngươi nói chẳng lẽ là Lâm Hiên? Lâm Hiên, ta nghĩ tới rồi, ta nhớ hắn là quán quân của Tân Vệ Thành năm đó. Năm đó hắn chỉ 18 tuổi, hơn nữa cùng Lâm Tiêu này như nhau, cũng là tam chuyển trung kỳ. Nhưng ở thời điểm chắc thí nhất cử vọt tới đệ nhất, gây nên oanh động to lớn. Nhưng lần đó cấp độ đệ tử cũng không mạnh bằng lần này. Các ngươi xem, nguyên bản bài danh trước 3, đều là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy của Hiên Giật quận thành chúng ta. Lâm Tiêu này quyết không kém Lâm Hiên năm đó. Nói đến Lâm Hiên, ta thế nào cảm giác Lâm Tiêu này cùng Lâm Hiên kia có điểm giống nhau? Ngươi không nói ta còn không cảm giác, ngươi vừa nói như vậy, tựa hồ thật là rất giống. Sau khi thấy bài danh của Lâm Tiêu, toàn bộ thiên tài huấn luyện doanh trải qua thời gian im lặng ngắn ngủi, liền nổ tung như là nồi chảo sôi trào, tiếng nghị luận kịch liệt như khói báo động cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, chấn đến tầng mây trên bầu trời tựa hồ tán loạn. Thật sự là bài danh của Lâm Tiêu quá khoa trương đến trình độ làm cho bọn họ hầu như không cách nào tiếp thu. Trên thực tế, thân phận đệ tử Tân Vệ Thành của Lâm Tiêu tuy rằng làm mọi người xem thường, nhưng đó là bởi vì Tân Vệ Thành thủy chung không có cao thủ gì, địa vực cũng không ảnh hưởng đại cục, mọi người khó có thể tin là Lâm Tiêu ở đẳng cấp tam chuyển trung kỳ, bài danh không ngờ so với tam chuyển đỉnh phong Cổ Luân còn cao hơn, điều này làm cho mọi người không có biện pháp tin tưởng. Ở trong võ giả, vượt cấp khiêu chiến kỳ thực cũng không ít thấy, thật sự là quá bình thường, càng huống chi tam chuyển chỉ là một đẳng cấp nhỏ. Thiên tài có thể ở thời điểm tam chuyển trung kỳ, liệp sát tam chuyển đỉnh phong chân võ giả chỗ nào cũng có, mấu chốt là nhân vật, như Cổ Luân bản thân cũng là thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến, mà Lâm Tiêu càng có thể vượt cấp khiêu chiến Cổ Luân, cái này đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung, mà là yêu nghiệt. Xa xa trong đỉnh đài, bọn người Hề Hiên Thanh cũng ngẩn ngơ, chợt nhịn không được kích động. Xem ra chúng ta cũng trông nhầm, thực lực của Lâm Tiêu sư đệ vượt xa chúng ta phỏng chừng. Không hổ là thiên tài vũ điện ta, nên có khí thế này. Nói thật thiên phú của Lâm Tiêu sư đệ khiến ta cũng có điểm đố kỵ, nếu để cho bọn họ biết Lâm Tiêu sư đệ năm nay mới chỉ 15 tuổi mà nói, còn không biết bọn họ sẽ khiếp sợ thành thế nào. Mặc kệ thế nào, sau này chúng ta ở trong thiên tài huấn luyện doanh phải mật thiết bảo vệ hắn. Bọn người Hề Hiên Thanh cười ha hả, trong con người mang theo khiếp sợ lại tràn đầy vui mừng. Đối với võ giả vây xem ở chung quanh khiếp sợ, đệ tử của lục đại vệ thành còn lại như Thanh Nham Thành, Nguyệt Linh Thành ngoài khiếp sợ ra. Đồng thời là khó có thể tiếp thu, thứ hạng của Lâm Tiêu vừa đoạt tới, khiến địa vị Tân Vệ Thành đề thăng tới đệ nhất trong lục đại vệ thành, mà bọn người Thanh Nham Thành, Nguyệt Linh Thành thì xếp hàng ở phía sau. Đôi mắt đẹp của Hoa Phong Tú nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong ánh mắt thu ba lưu chuyển, sau một lát, quay đầu nhìn Cổ Luân đột nhiên cười. Hai người chúng ta tranh nửa ngày, không nghĩ tới đệ nhất lại bị người khác đoạt đi. Người khác có thực lực này, tất nhiên không thể trách ai. Cổ Luân mặc hắc bào, dung mạo tuấn lãng đạm mạc nói. Trên mặt Hoa Phong Tú lộ ra một tia giật mình, hiển nhiên không ngờ rằng Cổ Luân sẽ nói như vậy. Ánh mắt Cổ Luân nhìn về phía Hoa Phong Tú,
khóe miệng cong cong lên vẻ tươi cười. Ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá một lần chắc thí mà thôi, không coi là cái gì, kế tiếp còn nhiều thời gian. Lâm Tiêu này là một kình địch, bất quá sân khấu của ta không ở nơi này. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến hắn, đòi lại bài danh thuộc về bản thân mà nói, ta cũng không ngại xem một chút. Cổ Luân đạm mạc cười, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn 50 thiên tài đứng đầu trên bài danh ngọc bích kia. Hắn còn không biết Hoa Phượng Tú đánh cái chủ ý gì mới lạ, muốn mình khiêu chiến Lâm Tiêu, đòi lại bài danh thuộc về bản thân. Buồn cười, ở trong mắt hắn, đệ nhất lục đại vệ thành chẳng qua là hư danh mà thôi, dù hắn thắng Lâm Tiêu thì như thế nào đây, chỉ nhảy vào trước 50, trước 10 trên bài danh ngọc bích, thậm chí trước 5, mới có thể chân chính đạt được tất cả thế lực của Hiên Giật quận thành thừa nhận. Càng huống chi trước kia Lâm Tiêu biểu hiện cũng cho hắn chấn động rất lớn, vô luận là tốc độ, đao pháp, cũng làm cho Cổ Luân hiểu được Lâm Tiêu bài danh cũng không phải hắn may mắn được tới, mà là chân chính có thực lực này. So với cùng Lâm Tiêu tranh đoạt một cái hư danh, còn không bằng nắm cơ hội ở thiên tài huấn luyện doanh, nỗ lực để thăng bản thân, hảo hảo tu luyện, nhanh chóng tiến nhập hóa phàm cảnh sơ kỳ. Hoa Phong Tú ngẩn ra, chợt trên mặt cười như hoa. Nếu ngay cả ngươi cũng không muốn tranh đoạt đệ nhất hư danh này, ta một cô gái yếu đuối tất nhiên cũng không có cái tâm tư này. Hoa Phong Tú thần thái tự nhiên, khóe miệng mỉm cười, tâm tư bản thân bị Cổ Luân xuyên thủng, nhưng nàng lại không có xấu hổ chút nào. Lâm Tiêu, làm rất tốt. Chỗ trận doanh của Tân Vệ Thành, Châu Giang mặt tươi cười vỗ bả vai Lâm Tiêu, mà đám người thi hoa trưởng lão cũng là vẻ mặt mỉm cười. Trên thực tế, mặc dù bọn họ đối với Lâm Tiêu tràn ngập lòng tin, cũng không nghĩ đến thực lực của Lâm Tiêu sẽ mạnh như thế, ngay cả Thanh Nham Thành Cổ Luân cũng có thể vượt qua luôn, đạt được đệ tam trong tất cả học viên tân tấn. Hơn nữa bọn họ cũng biết, đây còn chưa phải là thực lực chân chính của Lâm Tiêu, hắc sắc thạch bích kia chỉ dùng để chắc thí thực lực võ giả, đối với luyện dược sư chắc thí cũng không mạnh, tuy rằng uy áp của hắc ám yêu long miễn cưỡng coi như là chắc thí tinh thần cùng ý chí, nhưng tương đối không rõ ràng. Bọn họ đã gặp qua Lâm Tiêu thi triển khống thần quyết cùng tinh thần nguyên toa, nếu như cộng thêm thân phận luyện dược sư, nói không chừng bài danh thậm chí có thể đạt tới đệ nhất. Không nghĩ tới mấy vị đều là thiên tài như thế, nếu chắc thì kết thúc, mấy vị hãy đi theo ta giúp các ngươi làm một chút thủ tục. Nam tử áo đen dẫn dắt bọn người Lâm Tiêu kia vẻ mặt không khỏi khiếp sợ, chợt trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười vô cùng nhiệt tình. Lúc này, nam tử áo đen kia mang theo đám người Lâm Tiêu đi vào trong thiên tài huấn luyện doanh. Thời điểm đi qua đám đệ tử Mộ Thạch Thành, Bạch Mông tay cầm chiến đao, ánh mắt như đao phong xẹt qua năm tên đệ tử Mộ Thạch Thành, tiếng hừ băng lãnh kia rõ ràng truyền vào trong tai các đệ tử Mộ Thạch Thành. Sắc mặt đám người Dương Thiên đều biến đổi, lúc đỏ lúc trắng, muốn nói ngoan thoại, nhưng đến bên mép lại ngoan ngoãn im lặng, một tiếng ậm ừ cũng không dám nói ra. Đợi đội ngũ Lâm Tiêu đi qua, nhân viên công tác dẫn dắt mấy đội ngũ Thanh Nham Thành, mới dẫn theo rất nhiều đệ tử theo sát lên, ngay sau đó là Nguyệt Linh Thành, Hưng Nguyên Thành, Mộ Thạch Thành, Hắc Thổ Thành mấy đại vệ thành, hiển nhiên nhân viên công tác dẫn dắt đội ngũ của các đại vệ thành đều biết quy củ, bài danh đội ngũ là dựa theo bài danh trên ngọc bích định ra. Chúng ta cũng đi thôi, thật là một hồi chắc thí đặc sắc. Bọn người Lý Dật Phong mỉm cười, xoay người ly khai đình đài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi nhìn thấy bọn người Lâm Tiêu rời đi, tất cả võ giả vây xem ở đây đều nghị luận ầm ĩ, từng người tán đi, thần sắc kích động không gì sánh được. Nội bộ của thiên tài huấn luyện doanh chính là cấm địa, không phải học viên căn bản không cách nào tiến nhập, bọn họ phải khẩn cấp đem tin tức này truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, trước bài danh ngọc bích phát sinh tất cả, cũng như gió lan đi, rất nhanh liền truyền lại đến khắp ngõ ngách của thiên tài huấn luyện doanh. Có ý tứ. Lúc này đây trong lục đại vệ thành không ngờ lại xuất hiện ba tên lọt vào top 10. Lâm Tiêu, Cổ Luân. Lấy thực lực tam chuyển trung kỳ không ngờ lại vọt tới thứ ba trong tân tấn đệ tử. Thiên tài huấn luyện doanh của chúng ta bao lâu không có xuất hiện qua nhân vật như vậy. Xem ra đệ tử trong lục đại vệ thành lần này thiên phú không tệ. Các ngõ ngách trong thiên tài huấn luyện doanh, từng tên thiên tài nghe đến tin tức, có khiếp sợ, có đố kỵ, có không quan tâm, cũng có nghiền ngẫm, thái độ đối với bọn người Lâm Tiêu muôn hình muôn vẻ. Nhóm người Lâm Tiêu tất nhiên không biết cái này, dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, một đám người rất nhanh liền hoàn thành đăng ký, lấy được chìa khóa cùng với một quyển sổ tay thuộc về bản thân. Địa phương đệ tử lục đại vệ thành các ngươi ở lại là dựa chung một chỗ, từng vệ thành có một tòa lầu các, Lâm Tiêu, này chính là lầu các của tân vệ thành các ngươi. Vài tên nhân viên công tác mang theo bọn người Lâm Tiêu, xuyên qua một mảnh hoa viên xanh tươi tốt, sau khi đi qua một cây cầu đá hình vòm, liền tới một khu nhà hoàn cảnh ưu mỹ. Bọn người Lâm Tiêu được nam tử áo đen dẫn đường mang vào một gian lầu các trong đó. Toàn bộ lầu các cũng không lớn, nhưng được phân cách thành rất nhiều phòng nhỏ, 5 người Lâm Tiêu mỗi người vừa vặn một cái. Chỗ ở từng người trong lúc đó đã tương liên, lại độc lập lẫn nhau. Mà lầu các của bọn người Thanh Nham Thành cũng ở phụ cận. Tiền bối, ta
tất cả học viên trong thiên tài huấn luyện doanh đều ở trong lầu các này sao? Lâm Tiêu nhìn một tảng lớn lầu các trước mặt, hiếu kỳ hỏi. Hắc y nam tử này, mặc dù chỉ là một gã nhân viên công tác của thiên tài huấn luyện doanh, nhưng thực lực lại giống với bọn thi hoa trưởng lão, đều là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Lâm Tiêu bọn hắn xưng hô hắn là tiền bối tự nhiên là việc phải gọi. Đó là tất nhiên. Hắc y nam tử mỉm cười. Tất cả đệ tử trong thiên tài huấn luyện doanh đều ở trong lầu các này, bình thường là mấy học viên trúng tuyển hàng năm đến, từ cùng một thế lực được an bài cùng một chỗ, để tránh xảy ra mâu thuẫn xung đột. Mâu thuẫn và xung đột. Dương Tuấn nghi ngờ nói. Đó là tất nhiên, đệ tử có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, nguyên một đám vô cùng cao ngạo, rất dễ dàng phát sinh xung đột với nhau, bất quá thiên tài huấn luyện doanh cấm chế đệ tử lén ẩu đả với nhau, bởi vậy đệ tử có xung đột đều công khai đổ đấu. Chuyện như vậy nhiều vô số kể. Nói đến đây, ánh mắt Hắc Y Nam tử rơi vào trên thân bọn người Lâm Tiêu. Ta biết rõ các ngươi đều là thiên tài, lúc ở Tân Vệ Thành khẳng định được vô số người chú mục, nhưng ở chỗ này, các ngươi chỉ là đệ tử bình thường, tốt nhất là không nên đổ đấu với người khác, đặc biệt các ngươi còn là tân nhân, phải biết rằng ở đây cao thủ đông đảo, một ít đệ tử nằm top 10 trên bài danh ngọc bích phi thường lợi hại, có ít đệ tử thậm chí ngay cả ta cũng không chắc thắng được. Tiền bối, đệ tử trong top 10 ngay cả ngươi cũng không chắc thắng được sao? Kỳ Hồng bọn hắn chấn động. Hắc Y Nam tử chính là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Hắc Y Nam tử gật gật đầu, thần sắc mặt ngưng trọng. Các ngươi phải biết rằng, Đông Phương Nguyệt mình bài danh đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích, mặc dù mới chỉ 21 tuổi, nhưng lại là thiên tài hóa phàm cảnh trung kỳ. Võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong khác cũng không ít, mà bài danh trước 20, cơ hồ mỗi người đều có thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành. Hơn nữa bọn hắn thân là thiên tài thường thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến, một ít người nổi bật thậm chí có thể đánh chết võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Lâm Tiêu bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều có giật mình, mỗi người bài danh trước 20 đều có thực lực hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, Đông Phương Nguyệt mình xếp hạng đệ nhất năm nay mới 21, cũng đã là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Lâm Tiêu bọn hắn, mặc dù biết có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh này mỗi người đều là thiên tài, bài danh phía trên đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng sự so sánh này không khỏi quá khoa trương đi. Trong thiên tài huấn luyện doanh cạnh tranh vô cùng kịch liệt, mỗi người có thể bài danh top 10 đều là biến thái, mà có thể bài danh top 5, thậm chí là top 3, đều là một ít biến thái bên trong biến thái. Hắc Y Nam tử cảm khái nói, nhân vật như vậy ở đâu cũng là tồn tại nhân trung long phượng, đạt được đãi ngộ cao cấp nhất, nếu như sau khi tốt nghiệp muốn đi vào vệ thành như Tân Vệ Thành vậy thì chức vụ đại tổng quản trong các thế lực lớn cũng có thể dễ dàng đạt được. Lâm Tiêu bọn hắn ngẩn ngơ. Tổng quản các thế lực lớn, đó không phải là địa vị của bọn người Chử Vĩ Thần tổng quản sao? Ở trong Tân Vệ Thành đó hoàn toàn là nhân vật thực quyền cao cấp nhất, có thể nói tất cả tài nguyên toàn bộ Tân Vệ Thành đều tập trung vào trong tay 10 thế lực lớn. Giật mình lắm sao? Hắc Y Nam tử mỉm cười. Kỳ thật điều này rất bình thường thôi, phải biết rằng độ khó để tiến vào thiên tài huấn luyện doanh căn bản không phải nhân vật bình thường có thể tiến vào được. Những cái khác không nói, chỉ nói đám lục đại vệ thành các ngươi đi, chỉ một cái Tân Vệ Thành các ngươi tất nhiên không coi vào đâu, nhưng lục đại vệ thành liên hợp lại, địa vực lại cực kỳ rộng lớn, hàng năm võ giả thiên tài ra đời nhiều vô số kệ, nhưng nếu như lục đại vệ thành các ngươi không có thiên tài đệ tử đại bỉ, chính thức bằng thực lực tiến vào thiên tài huấn luyện doanh này lại có thể có mấy người. Đừng thấy, trong lục đại vệ thành các ngươi tân tấn đệ tử top 50 có chừng 20 người, ở trên thực lực, 5 người các ngươi đều mạnh hơn 50 tên thiên tài đệ tử kia. Nhưng các ngươi phải biết rằng, thiên tài huấn luyện doanh chiêu thu nhận đệ tử tuổi phần lớn, đều chừng 18-19 tuổi, cũng có một ít đệ tử 16-17 tuổi, mà theo ta được biết, thiên tài đệ tử đại bỉ của lục đại vệ thành các ngươi độ tuổi hạn chế là 20 tuổi, nếu như khống chế tuổi nghiêm khắc, thì lục đại vệ thành các ngươi đại đa số đệ tử đều không đạt đủ tiêu chuẩn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, theo ta đoán chừng, cũng chỉ có vài tên đệ tử tam chuyển hậu kỳ đỉnh phong của Thanh Nham Thành và Nguyệt Linh Thành. Hơn nữa hai gã quán quân tam chuyển hậu kỳ của Hưng Nguyên Thành và Mộ Thạch Thành, cuối cùng là Lâm Tiêu và Kỳ Hồng của Tân Vệ Thành các ngươi là, có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh, tổng cộng chưa đủ 10 người, những người khác tuy rằng đều tiến nhập bài danh top 50, nhưng kỳ thật cũng không đủ tư cách. Thiên tài đệ tử đại bỉ của lục đại vệ thành các ngươi hẳn là, 3 năm một lần nói cách khác, hàng năm lục đại vệ thành chính thức đủ tư cách tiến nhập thiên tài huấn luyện doanh nhiều nhất, chỉ có 3 người. Mà trong 3 người này, sau khi trải qua huấn luyện 5 năm, muốn ở trong vô số thiên tài xâm nhập vào top 20, top 10, độ khó căn bản khó có thể tưởng tượng, yêu nghiệt như vậy, đến lúc đó trở lại vệ thành các ngươi trở thành nhân vật tổng quản tầm thường, thì có khó gì chứ? Có lẽ khi bọn hắn tốt nghiệp chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong,
thậm chí có chỉ là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, nhưng 22, 23 tuổi đã đạt tới độ cao như vậy, đối với bọn hắn, mà nói đột phá đến hóa phàm cảnh trung kỳ căn bản là chuyện dễ dàng, thậm chí còn 5 năm, 10 năm sau, trong bọn họ có lẽ còn sẽ xuất hiện một ít cường giả đạt tới quy nguyên cảnh. Hắc Y Nam Tử cảm khái nói, hắn tuy rằng cũng là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, thực lực không kém những đệ tử xếp top 10 trên bài danh Ngọc Bích bao nhiêu, nhưng hắn cũng sắp 40 rồi, mà những thiên tài kia mới chỉ chừng 20, người ta mới thật sự là tiền đồ vô lượng. Một bên, Châu Giang thống lĩnh bọn hắn cũng bị chấn động thật sâu. Mà mấy người Lâm Tiêu lại càng hoàn toàn nín thở, đặc biệt là bốn người Kỳ Hồng, trong lòng cảm thấy áp lực cực lớn. Hắc Y Nam Tử nói không sai, mấy người bọn họ tuy rằng bài danh trong 80 tên đệ tử tân tấn cũng không kém, nhưng người ta là thiên tài chọn ra từ các thế lực lớn trong Hiên Giật quận thành, tuổi chỉ có 17-18, 18-19, mà bọn hắn thì sao, mỗi người đều đã 20, thật sự nghiêm khắc khống chế tuổi, khi 18-19 bọn hắn vẫn chỉ là chân võ giả tam chuyển sơ kỳ, thậm chí còn ở vào nhị chuyển đỉnh phong, căn bản ngay cả tư cách tiến vào thiên tài huấn luyện doanh cũng không có. Trên thực tế, nếu như không phải không lâu trước Tân Vệ Thành bị thú triều đột kích, khiến bọn hắn trải qua lịch lãm rèn luyện máu và lửa khiến thực lực đại trướng, nhao nhao đột phá đến tam chuyển trung kỳ, thì coi như là bọn hắn vào 2-3 tháng trước, cũng chưa chắc có thực lực tiến vào thiên tài huấn luyện doanh. Bất quá các ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình, các ngươi đến từ Tân Vệ Thành tài nguyên được hưởng thụ căn bản không thể so với thiên tài các thế lực lớn tại Hiên Giật quận thành, nhưng các ngươi lại có thể đạt tới độ cao như vậy, nghĩ đến thiên phú của các ngươi cũng không kém hơn người khác, hiện giờ có cơ hội này, hy vọng các ngươi có thể hào hào nắm chắc. Bên trong thiên tài huấn luyện doanh mọi sự cần chú ý đều ở trong sổ tay này, ngoài ra còn có một ít quy tắc giữa các đệ tử, có chút cực kỳ nghiêm khắc, các ngươi ngàn vạn không nên làm trái, một khi làm trái nhẹ thì trục xuất, nặng thì đánh gục tại chỗ, nhất định phải nhớ lấy. Hắc Y Nam Tử nói sơ qua với bọn người Lâm Tiêu một ít thứ rồi sau đó rời đi. Trong lầu các chỉ còn lại Châu Giang thống lĩnh và 10 người Lâm Tiêu bọn hắn. Về sau thiên tài huấn luyện doanh này phải dựa vào các ngươi rồi, chúng ta cũng không thể vào được. Nếu có chuyện gì, các ngươi có thể phái người đến Hiên Giật quận thành truyền lời. Châu Giang thống lĩnh bọn hắn sau khi nói với bọn người Lâm Tiêu một lát, cũng cáo từ, vấn đề quản lý của thiên tài huấn luyện doanh thập phần nghiêm khắc, bọn hắn lúc lần này tiến đến là vì đây. Cũng là lần đầu tiên nhóm đệ tử thiên tài của bọn hắn tới nơi này, nhưng về sau muốn tiến vào căn bản không có khả năng, Lâm Tiêu bọn hắn có chuyện chỉ có thể đi ra tìm bọn họ. Gian phòng kia còn coi như không tệ, phía dưới một phòng còn có một tu luyện thất độc lập. Châu Giang bọn hắn đi rồi, 5 người Lâm Tiêu lúc này hưng phấn đi tham quan lầu các này bố trí thập phần tinh xảo, ngoại trừ một cái phòng khách lớn dài trung ra, bên cạnh gian phòng mỗi người còn có một phòng khách nhỏ, hiển nhiên là để mỗi đệ tử dùng để tiếp khách riêng. Hơn nữa lối ra cũng không thông qua đại sảnh, mà bên dưới gian phòng mỗi người đều có tu luyện thất riêng, bên trong các loại khí giới, khảo thí nghi gì đó đều có đầy đủ, khiến bọn người Lâm Tiêu được mở rộng tầm mắt. Thiên tài huấn luyện doanh này tuy rằng đặt không ít đệ tử chung một lầu các, nhưng ở phương diện tư mật lại làm vô cùng tốt, vừa có thể khiến các đệ tử ở chung hòa bình, mà cũng không làm bạo lộ tư ẩn từng người. Lâm Tiêu sư đệ, mấy người chúng ta không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Ngay khi 5 người Lâm Tiêu vừa dò xét hết lầu các, từ bên ngoài lầu các đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười to cởi mở. 4 người Kỳ Hồng ánh mắt đều hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Tiêu. Thanh âm này là Hề Hiên Thanh bọn hắn. Lâm Tiêu lập tức chợt nghe ra được chủ nhân của thanh âm này, chính là Hề Hiên Thánh lúc trước từng gặp mình một lần ở võ điện phân bộ, hắn liền lập tức đi ra mở đại môn. Chỉ thấy 5 người Lý Dật Phong đang ung dung đứng ở cửa ra vào, trên mặt mang theo dáng tươi cười. Sao hả, Lâm Tiêu sư đệ không chào đón chúng ta sao? Lý Dật Phong mỉm cười, trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy sức cuốn hút. Đương nhiên hoan nghênh, mấy vị sư huynh mời vào. Lâm Tiêu cũng lộ ra dáng tươi cười, lúc này khoát tay, 10 năm Lý Dật Phong vào trong phòng khách. Mấy vị sư huynh, xin mời ngồi. Lâm Tiêu rất nhiệt tình. Một đám 10 người lúc này ngồi xuống trong phòng khách, Lâm Tiêu cười giới thiệu với 4 người Kỳ Hồng giới thiệu nói. 5 vị này là đệ tử của võ điện phân bộ Hiên Giật quận thành trong thiên tài huấn luyện doanh. Vị này chính là Lý Dật Phong sư huynh, vị này chính là Hề Thiên Thanh sư huynh, còn có Mộ sư tỷ, Nam Môn Thành sư huynh, Lương Phương sư huynh. Lâm Tiêu giới thiệu từng người cho song phương. 4 vị này là thiên tài Tân Vệ Thành cùng gia nhập thiên tài huấn luyện doanh với ta, cũng là bạn tốt của ta, Kỷ Hồng, Bạch Mông, Cận Chí Hải và Dương Tuấn. Lý Dật Phong, là Lý Dật Phong đó sao? Kỷ Hồng bọn hắn trừng mắt. Hơn 200 cái tên trên bài danh Ngọc Bích bọn hắn tất nhiên không nhớ hết. Nhưng bài danh top 10 vẫn có ấn tượng rất lớn, trong ấn tượng của bọn hắn, thì đệ tử bài danh đệ tam trên bài danh Ngọc Bích tựa hồ gọi là Lý Dật Phong. Thiên tài huấn luyện doanh này gọi Lý Dật Phong, có lẽ chỉ có mình ta thôi.
Lý Dật Phong mỉm cười nói, trong thanh âm có chút bình tĩnh. Thần sắc đám Kỳ Hồng bọn hắn lập tức thay đổi, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Nếu như sớm nhìn thấy Lý Dật Phong, Kỳ Hồng bọn hắn có lẽ còn sẽ không khiếp sợ như vậy, nhưng sau khi nghe được Hắc Y Nam Tử nói qua lúc trước, Kỳ Hồng bọn hắn đối thực lực của hơn trăm trăm đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh đã có một hiểu rõ đại khái, bài danh top 3 bình thường đều có thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ, chính là thiên tài trong thiên tài chân chính. Tuy rằng bọn hắn đều là thiên tài cũng không cam lòng ở phía sau ngươi, nhưng một người là chân võ giả tam chuyển trung kỳ 20 tuổi, một người lại là thiên tài hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong 20 tuổi, từ trên người Lý Dật Phong, Kỳ Hồng bọn hắn cảm nhận được một tia áp lực cực lớn. Nhìn thấy biểu hiện của Kỳ Hồng bọn hắn, Mộ Lăng lúc này nở nụ cười. Lý Dật Phong sư huynh, tên tuổi của ngươi thật sự là quá lớn, ngay cả mấy người bằng hữu của Lâm Tiêu sư đệ cũng biết ngươi. Lý Dật Phong khẽ mỉm cười nói. Mấy người các ngươi là bằng hữu của Lâm Tiêu sư đệ, tự nhiên cũng là bằng hữu của Lý Dật Phong ta, hoàn toàn không cần câu nệ vậy đâu. Đúng vậy. Mộ Lăng thoáng đưa bàn tay ngọc lên, mâm mê chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt dễ thương rơi vào trên người Lâm Tiêu. Như Lâm Tiêu sư đệ vài ngày trước ở võ điện phân bộ nhìn thấy ta, còn muốn ra tay với ta đấy. Ra tay với ngươi. Kỳ Hồng bọn hắn giật mình mắt nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không khỏi đổ mồ hôi. Lâm Tiêu, chúng ta tới tìm ngươi, chỉ là thuận đường tới thăm ngươi một chút thôi. Lầu các chỗ ta ở là lầu các số 3 chữ giáp. Nếu như trong thiên tài huấn luyện doanh có vấn đề gì, ngươi có thể tới tìm ta. Lý Dật Phong nói ra. Lâm Tiêu gật gật đầu. Những thứ khác cũng không có gì. Một ít quy củ trong thiên tài huấn luyện doanh ngươi có thể đọc trong sổ tay. Lý Dật Phong nhắc nhở. Ở trong huấn luyện doanh này có rất nhiều quy củ, cũng có rất nhiều thức đặc biệt trọng yếu với võ giả. Ta khuyên ngươi trước tiên nên xem thật kỹ sổ tay đệ tử. Sau đó lại quy hoạch tiến trình tu luyện kế tiếp của mình. Đúng, sổ tay đệ tử rất trọng yếu, trên đó ghi lại quyền lợi và nghĩa vụ của học viên, còn có một ít điều kiện đạt được chỗ tốt. Mộ Lăng không ngớt lời nói. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là bài danh trên bài danh Ngọc Bích, bài danh lần đầu khảo khí của người ta đã thấy, rõ ràng đạt đến thứ 140, thật sự là vượt ngoài ý định. Ánh mắt sáng quắc của Mộ Lăng nhìn qua Lâm Tiêu, khiến Lâm Tiêu toàn thân sợ hãi. Thứ hạng này trọng yếu như vậy, có tác dụng gì không? Lâm Tiêu truy vấn. Đám Kỳ Hồng và Bạch Mông ở bên cũng lập tức dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe. Đương nhiên trọng yếu, về phần công dụng thì rất lớn. Mộ Lăng vừa trừng mắt. Ta ví dụ đơn giản một chút nhé, các ngươi đến Hiên Giật quận thành, có phát hiện nồng độ nguyên khí trong Hiên Giật quận thành có gì khác so với Tân Vệ thành không? Nồng độ nguyên khí ở đây tựa hồ cao hơn Tân Vệ thành không ít. Lâm Tiêu nói. Bốn người Kỳ Hồng cũng liên tục gật đầu, bọn hắn vừa tới Hiên Giật quận thành liền phát hiện được. Ở chỗ này tốc độ tu luyện hấp thu thiên địa nguyên khí ít nhất nhanh hơn, ở Tân Vệ thành 1/3. Đó là điều khẳng định. Mộ Lăng nói ra, ta không biết thiên địa nguyên khí ở Tân Vệ thành các ngươi cao bao nhiêu, nhưng nơi vắng vẻ như vậy hẳn cũng không mạnh bao nhiêu. Nhưng Hiên Giật quận thành này năm đó, khi thành lập đã được vô số cường giả chuyên môn thăm dò mới xác định ra, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là nồng độ nguyên khí ở mảnh địa vực này cao hơn nơi khác không ít. Nghe nói là, bởi vì sâu trong lòng đất Hiên Giật quận thành có một mạch cực phẩm nguyên khoáng cực lớn. Thậm chí rất có thể là nguyên mạch. Nguyên mạch. Lâm Tiêu bọn hắn lắp bắp kinh hãi. Trong không khí trên thương khung đại lục chảy rộng nguyên khí, mà dưới lòng đất cũng có nguyên khoáng hình thành, có thể sản xuất ra đại lượng nguyên thạch. Lượng nguyên khí ẩn chứa trong mỗi một khối nguyên thạch đều vô cùng kinh người. Nguyên thạch phân làm hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch và cực phẩm nguyên thạch. Một khối hạ phẩm nguyên thạch kém cỏi nhất giá trị chừng 100 lượng bạch ngân. Trong đó nguyên khí dồi dào, có thể cung cấp chân võ giả hấp thu. Mà một khối trung phẩm nguyên thạch giá trị 1 vạn lượng bạch ngân, nguyên khí trong đó có thể cung cấp võ giả hóa phàm cảnh hấp thu. Một khối thượng phẩm nguyên thạch càng giá trị 100 vạn lượng bạch ngân, có thể cung cấp võ giả quy nguyên cảnh hấp thu. Về phần cực phẩm nguyên thạch, bất luận một khối nào đều có giá trị cực kỳ kinh người. Cũng vậy, cũng như nguyên thạch, nguyên khoáng cũng chia làm hạ phẩm nguyên khoáng, trung phẩm nguyên khoáng, thượng phẩm nguyên khoáng và cực phẩm nguyên khoáng, mà trên cực phẩm nguyên khoáng chính là nguyên mạch. Nguyên mạch cũng giống như mẫu thạch của nguyên thạch vậy, chôn sâu lòng đất, giá trị kinh người, mỗi một đầu nguyên mạch đều ẩn chứa đại lượng nguyên thạch kinh người, thậm chí chỗ hạch tâm còn có nguyên tinh trong truyền thuyết, chính là vạn vật chi mẫu tạo ra nguyên thạch. Toàn bộ thương khung đại lục số lượng nguyên mạch cũng cực kỳ ít. Mộ gật gật đầu. Nghe nói năm đó cường giả đỉnh tiêm võ linh đế quốc chúng ta sau khi phát hiện nguyên khí ở đây dị thường, hoài nghi dưới phía đại địa này có một mảnh cực phẩm nguyên khoáng, bởi vậy xâm nhập lòng đất muốn đào móc nguyên khoáng bên dưới. Nhưng lại không thành công, bọn hắn xâm nhập lòng đất mấy ngàn thước, cũng không phát hiện sự tồn tại của phiến cực phẩm nguyên khoáng kia, ngược lại chân khí nguyên, từ mãnh liệt trong lòng đất khiến bọn hắn không thể không lui ra ngoài,
thậm chí khiến bộ phận chân khí nguyên tử không ngừng tràn ra mặt đất, cho nên bọn hắn hoài nghi, bên dưới cũng không phải cực phẩm nguyên khoáng, mà là một đầu nguyên mạch chôn sâu trong lòng đất vô tận. Chỉ có điều nguyên mạch chính là căn bản nguyên khí trên đại lục, một khi đào ra sẽ khiến nguyên khí trên mặt đất thiếu thốn, toàn bộ võ linh đế quốc đều lâm vào tình trạng nguyên khí khô kiệt, càng quan trọng hơn là nguyên mạch bình thường vùi ở trong lòng đất vô tận, lại được chân khí nguyên tử trùng trùng điệp điệp bảo hộ, coi như là các cường giả đế quốc muốn đào cũng không được. Cho nên đế quốc cuối cùng ở chỗ này lập nên Hiên Giật quận thành, mà vị trí của thiên tài huấn luyện doanh chúng là chỗ lúc trước tràn ra chân khí nguyên tử uy lực cường đại, võ giả dưới quy nguyên cảnh nếu dính vào một tia sẽ lập tức bạo thể mà vong, toàn thân kinh mạch nát bấy, hài cốt không còn, nhưng khiến người kỳ lạ chính là, nếu võ giả ở phụ cận chân khí nguyên tử tu luyện, khi hấp thu thiên địa nguyên khí luyện hóa nguyên khí thì tốc độ sẽ tăng nhiều, cũng tương đối dễ dàng đột phá cảnh giới. Về sau một ít cường giả đỉnh tiêm của võ linh đế quốc lợi dụng thủ đoạn thông thiên, tinh luyện lấy những chân khí nguyên tử tán bật ra, kiến tạo thành tu luyện thất chỉ thiên tài huấn luyện doanh mới có, tu luyện trong tu luyện thất tốc độ nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa lại càng dễ tăng lên cấp bậc, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tất cả thế lực lớn nguyện ý đưa đệ tử tới đây tu luyện ở chỗ này, tốc độ tiến bộ của những thiên tài kia sẽ nhanh hơn bên ngoài nhiều. Tu luyện thất có thể gia tốc người tu luyện, tăng lên cấp bậc. Bọn người Lâm Tiêu giật mình rồi. Gia tốc người tu luyện là chuyện rất bình thường, bất kỳ nơi nào nguyên khí dồi dào đều có thể gia tốc võ giả tu luyện, nhưng nơi có thể đẩy nhanh tăng lên cấp bậc này cực kỳ không đơn giản. Võ giả tăng lên mỗi cấp bậc, không chỉ cần tích lũy nguyên lực, càng cần cảm ngộ và đột phá thân thể, thiếu một thứ cũng không được. Đó là tất nhiên. Mộ Lăng biểu lộ nghiêm túc nói. Đương nhiên, tiến vào tu luyện thất tu luyện cũng cần điều kiện, thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí đâu, mà một trong các điều kiện này là bài danh trên bài danh Ngọc Bích. Tu luyện thất thiên tài huấn luyện doanh chúng ta phân làm 4 cấp bậc, theo thứ tự là đê giai tu luyện thất, trung giai tu luyện thất, cao giai tu luyện thất còn có đỉnh tiêm tu luyện thất, bất quá đỉnh tiêm tu luyện thất chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới có thể mở ra, bên trong nguyên khí dồi dào như nước lũ, võ giả bình thường tiến vào căn bản không cách nào hấp thu, cưỡng ép hấp thu chỉ sẽ khiến bạo thể mà vong, mà cao giai tu luyện thất phải là võ giả hóa phàm cảnh mới có thể sử dụng, các ngươi là tam chuyển chân võ giả, chỉ có thể sử dụng tu luyện thất đê giai và trung giai. Thời gian sử dụng dài ngắn, có quan hệ rất lớn đến bài danh của các ngươi trên bài danh Ngọc Bích, cụ thể, các ngươi xem sổ tay đệ tử sẽ biết. Đây vẫn chỉ là riêng tu luyện thất, trong huấn luyện doanh sử dụng đại đa số thiết bị đều có quan hệ đến bài danh, trên bài danh Ngọc Bích cả. Thì ra bài danh trên bài danh Ngọc Bích quan trọng như vậy sao? Lâm Tiêu bọn hắn trong nội tâm âm thầm gật đầu. Các ngươi hảo hảo quý trọng cơ hội này, có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh có thể nói, là một chuyện khiến vô số võ giả hâm mộ, tài nguyên ở đây cực kỳ hùng hậu. Là thứ mà vô số võ giả bên ngoài rất khó có được, nhưng ở chỗ này lại có thể nhẹ nhõm có được, một ít tài nguyên thậm chí ngay cả một ít tiền bối thành danh ở ngoại giới, cũng phải thèm nhỏ dãi. Như Lý Dật Phong sư huynh, Mộ Lăng thoáng nhìn qua bên cạnh. Dùng bài danh của hắn, tài nguyên được hưởng thụ trong thiên tài huấn luyện doanh, chỉ sợ ngay cả một ít cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng vô cùng hâm mộ đấy. Lý Dật Phong lập tức bật cười, Lâm Tiêu bọn hắn cũng đều nở nụ cười. Lý Dật Phong bọn hắn ngồi thêm một lát liền rời đi, mà mấy người Lâm Tiêu lại không chờ được mở ra sổ tay đệ tử. Tu luyện thất, trọng lực thất, ý chí thất, thí luyện thất. Trong thiên tài huấn luyện doanh này vậy mà có nhiều chỗ tu luyện như vậy. Nhìn qua một ít chỗ tu luyện của thiên tài huấn luyện doanh trong sổ tay đệ tử, Lâm Tiêu không khỏi thầm giật mình, chẳng những giật mình về số lượng tu luyện chàng mà càng giật mình vì công hiệu của chúng. Công hiệu của tu luyện thất trước kia bọn người Mộ đã nói rất rõ ràng rồi. Có thể đề cao tốc độ võ giả hấp thu thiên địa nguyên khí, rút ngắn thời gian tấn cấp. Trọng lực thất thì lại mô phỏng hoàn cảnh trọng lực ở ngoại giới, có thể khiến cho võ giả ở trong hoàn cảnh trọng lực gấp mấy lần ngoại giới. Dưới trọng áp như vậy, tốc độ thân thể lột xác, tốc độ tu luyện một ít võ học tự nhiên sẽ nhanh hơn. Trọng lực thất này là do trận vận đỉnh tiêm của đế quốc kiến tạo thành, nơi nhỏ như Tân Vệ Thành căn bản không có, cho dù nơi như Hiên Giật quận thành cũng rất ít thấy, trong các thế lực lớn mặc dù có. Nhưng trọng lực thất trong thiên tài huấn luyện doanh công hiệu không thể nghi ngờ là cao hơn những nơi khác một bậc. Ý chí thất là nơi rèn luyện ý chí tinh thần võ giả, thật giống như thạch bích màu đen ở cửa ra vào huấn luyện doanh vậy. Ở trong phòng này, ý chí uy áp sẽ có quy luật, có tiết tấu tiến hành trùng kích đối với tinh thần và ý chí võ giả. Võ giả trường kỳ tu luyện ở đây, tinh thần và ý chí sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Bọn hắn chịu đủ tu luyện tương lai thậm chí đối mặt với yêu thú cao hơn, bản thân mấy cấp độ cũng có thể bảo trì được thanh tỉnh nhất định. Dù sao uy áp trên người yêu thú bình thường rất ít, thường thường có thể không đáng kể, nhưng trên người một ít yêu thú cao giai sẽ tự nhiên tản mát ra một loại uy áp khủng bố. Võ giả nếu ý chí không đủ kiên định,
tinh thần không đủ cường ngạnh, ở trước mặt yêu thú cao giai đừng nói là chiến đấu, ngay cả dũng khí nhấc vũ khí cũng không có, mà ý chí thất lại có thể giải quyết điểm này. Cuối cùng còn có thí luyện thất là thứ khoa trương nhất, truyền thuyết là do một khối ý niệm chi thạch, do cường giả đế quốc đạt được từ trong viễn cổ di tích tạo thành, căn bản không cách nào phục chế, toàn bộ Hiên Giật quận thành chỉ có một cái duy nhất. Trong thí luyện thất này, ý chí võ giả sẽ tiến vào trong một không gian hư ảo, mà thí luyện thất sẽ căn cứ vào thực lực võ giả, tự động xuất hiện một tinh thần thể thực lực giống với võ giả, đánh bại tinh thần thể này liền có thể tiến vào cửa tiếp theo sẽ xuất hiện lượng tinh thần thể gấp đôi cửa trước, cứ thế mà tính. Ở chỗ này, không chỉ khảo nghiệm thực lực võ giả, mà càng khảo nghiệm thiên phú chiến đấu của võ giả xông qua được càng nhiều cửa, số lượng tinh thần thể đánh chết càng nhiều, thì liền đại biểu thiên phú chiến đấu của võ giả này càng cao. Dù sao tinh thần thể có được thực lực giống với bản thể, bất đồng duy nhất chính là ở bản năng và kinh nghiệm chiến đấu không cách nào sánh được với bản thể. Trong mấy phòng này, thí luyện thất là trình độ trọng yếu cao nhất, gần như có thể cùng sánh với thạch bích màu đen trước đại môn huấn luyện doanh. Bởi vì trong thí luyện thất, võ giả có thể chém giết với võ giả thực lực ngang mình mà không phải sợ tử vong. Một khi tử vong, ý thức liền trực tiếp trở về bản thể, nhiều nhất chỉ tiêu hao đại lượng tinh thần, nhưng thân thể và linh hồn cũng không tổn thương. Ngoài ra, thí luyện thất cũng là một cái bổ sung đối với khảo khí thạch bích màu đen. Thạch bích màu đen là khảo hạch các phương diện tốc độ, ý chí, phòng ngự, công kích của võ giả. Tuy rằng toàn diện, nhưng nó không cách nào khảo hạch ra thiên phú chiến đấu. Hai võ giả như nhau, tốc độ, phòng ngự, lực công kích các loại đều giống nhau, nhưng một người thiên phú chiến đấu cao, có được bản năng chiến đấu, một người khác chỉ biết thi triển võ kỹ cứng nhắc, vậy thì võ giả đầu tiên có thể dễ dàng đánh chết võ giả thứ hai. Thiên phú chiến đấu này khảo hạch thế nào? Chính là dựa vào thí luyện thất, thông qua mấy cửa, số tinh thần thể đánh chết càng nhiều, dĩ nhiên đại biểu thiên phú chiến đấu càng mạnh, dù sao hắn đánh chết đều là tinh thần thể thực lực giống mình như đúc. Thạch bích màu đen và thí luyện thất cả hai kết hợp lại, cuối cùng mới có thể hình thành bài danh trên bài danh ngọc bích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 80 tên đệ tử Tân Tấn Lâm Tiêu bọn hắn, sau khi khảo khí ở thạch bích màu đen thì bài danh tạm thời đều rất thấp. Cũng không phải nói thực lực 80 tên đệ tử Tân Tấn đều dưới 137 tên đệ tử cũ, mà là không trải qua thí luyện thất, kết quả cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy nên bài danh đều chỉ có thể xếp cuối. Đương nhiên, coi như trải qua tất cả khảo hạch của thạch bích màu đen và thí luyện thất, bài danh trên bài danh ngọc bích được xác định, cũng không thể nói bài danh cao thì nhất định có thể thắng bài danh thấp. Dù sao chiến đấu giữa võ giả biến hóa ngàn vạn, bất kỳ một cái sai lầm nào, một sự ngoài ý muốn nào đều sẽ khiến kết quả thay đổi, huống chi còn có tương khắc giữa công pháp. Chiến đấu không thể nào xác định được, không có ai có thể nói mình nhất định chiến thắng. Đương nhiên về tổng thể thì bài danh trên bài danh ngọc bích vẫn vô cùng chuẩn xác, có thể phản ánh rõ ràng sức chiến đấu của mỗi võ giả. Ngoại trừ các loại tu luyện chẳng kinh người ra, ở trong huấn luyện doanh, các học viên còn có các loại ban thưởng kế hoạch. Bài danh ngọc bích mỗi tháng xếp hàng đệ nhất, nếu như tích lũy vượt qua một năm, có thể đạt được một khỏa lục phẩm đan dược, có thể miễn phí lựa chọn tùy ý một bản thiên cấp công pháp, sau khi tốt nghiệp có thể có cơ hội lựa chọn trở thành thành chủ lục đại vệ thành, hoặc là trưởng lão các phân bộ. Bài danh ngọc bích mỗi tháng xếp hàng đệ nhất, nếu như tích lũy vượt qua nửa năm đệ nhất, có thể đạt được một kiện hạ phẩm nguyên khí, có thể miễn phí lựa chọn tùy ý một bản thiên cấp đê giai công pháp, sau khi tốt nghiệp, có thể có cơ hội lựa chọn trở thành phó thành chủ lục đại vệ thành. Nhìn xem ban thưởng trên sổ tay học viên, Lâm Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Một khỏa lục phẩm đan dược, tùy ý một bản thiên cấp công pháp, sau khi tốt nghiệp có cơ hội trở thành thành chủ lục đại vệ thành hoặc là phân bộ trưởng lão quận thành. Phải biết rằng bất luận một khỏa lục phẩm đan dược nào, cho dù là lục phẩm nguyên khí đan cơ bản nhất, giá trị cũng đã là 5.000 vạn lượng, về phần giá của thiên cấp công pháp thì lại cực kỳ cao, cho dù là một bản thiên cấp đê giai công pháp cấp thấp nhất, giá cả cũng hơn 100 triệu lượng. Càng thêm khoa trương chính là chức thành chủ lục đại vệ thành, đây chính là thành chủ lục đại vệ thành nhân vật quyền thế cao nhất trong mỗi vệ thành. Thật sự là biến thái. Lâm Tiêu bị chấn động thật sâu. Không nói đến chức vị thành chủ lục đại vệ thành, chỉ riêng lục phẩm đan dược và thiên cấp công pháp cũng đủ khiến người ta điên cuồng. Phải biết rằng ở thương khung đại lục, khi tính toán giá trị bảo vật tuyệt đối không thể dùng giá trị ngân lượng để tính toán, càng phải cân nhắc đến tính khan hiếm. Vô luận là lục phẩm đan dược hay là thiên cấp công pháp, mặc dù có công khai ghi giá, nhưng căn bản không phải võ giả nào có tiền cũng có thể mua được. Như một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan cơ bản nhất giá trị 50 vạn lượng, tài phú trên người Lâm Tiêu khoảng chừng 3-4 triệu lượng, nhưng cũng không thể nói Lâm Tiêu có thể mua được tứ phẩm nguyên khí đan ở nơi như Tân Vệ Thành như vậy, luyện dược sư mạnh nhất đan các cũng chỉ là luyện dược sư tam phẩm đỉnh phong, toàn bộ Tân Vệ Thành tựu căn bản không có một luyện dược sư nào có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, bởi vậy tất cả tứ phẩm đan dược trong Tân Vệ Thành đều là
các thế lực lớn từ bên phía Hiên Giật quận thành tốn hao một giá lớn để mua lấy. Một hạt tứ phẩm nguyên khí đan giá trị 50 vạn lượng không sai, nhưng ở nơi như Tân Vệ Thành lại không sản xuất được, người bình thường có nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể mua được một hạt tứ phẩm nguyên khí đan. Trong rung động, Lâm Tiêu tiếp tục nhìn xuống. Bài danh Ngọc Bích xếp hàng đệ nhất, mỗi tháng có thể được ban thưởng một khoảng ngũ phẩm nguyên khí đan. Bài danh Ngọc Bích bài danh top 3, mỗi tháng có thể được ban thưởng 8 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Bài danh Ngọc Bích bài danh top 10, mỗi tháng có thể được ban thưởng 5 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Bài danh Ngọc Bích bài danh top 50, mỗi tháng có thể được ban thưởng 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Bài danh Ngọc Bích bài danh top 100, mỗi tháng có thể được ban thưởng 1 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Lâm Tiêu nhìn ban thưởng có liên quan đến bài danh, trong nội tâm có chút kích động. Tích lũy một năm xếp hàng đệ nhất lúc trước, hắn hoàn toàn không cảm tưởng, đừng nói một đệ tử đến từ Tân Vệ Thành mới chỉ tiến vào như hắn, coi như là đệ tử chính thức của thiên tài huấn luyện doanh muốn đạt được ban thưởng này, cũng cực kỳ khó. Dù sao yêu cầu là tích lũy đệ nhất vượt qua một năm là có ý gì? Cũng chính là một đệ tử phải vào năm thứ tư, trong 5 năm học kỳ ngang trời xuất thế, đánh bại tất cả đệ tử cao hơn mình một khóa, đạt được bài danh đệ nhất mà trong một năm kế tiếp. Sau khi học viên cũ tốt nghiệp phải cam đoan mình luôn bài danh đệ nhất, không bị người vượt qua. Độ khó này căn bản không phải người bình thường có thể làm được, tương đối mà nói, nếu như quy tắc đổi thành tích lũy đạt tới một năm vậy thì đơn giản hơn nhiều. Mỗi một lần đều có siêu cấp thiên mới xuất hiện, chỉ cần siêu cấp thiên tài này, trong năm học cuối cùng liên tục đạt được đệ nhất là được rồi. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, mục tiêu này coi như là, trong lịch sử thiên tài huấn luyện doanh thiên tài có thể hoàn thành cũng không nhiều. Nhân vật như vậy về sau xác suất đột phá đến quy nguyên cảnh rất lớn, chỉ cần không vẫn lạc có thể nói là chuyện ván đã đóng thuyền, đi lục đại vệ thành đảm nhiệm thành chủ tự nhiên cũng không là gì. Nhưng bài danh top 100 trên bài danh Ngọc Bích, mỗi tháng có thể được ban thưởng một quả tứ phẩm nguyên khí đan đối với Lâm Tiêu, mà nói, lại là chuyện hoàn toàn có thể thử. Chỉ cần trong những ngày tiếp theo không ngừng cố gắng, xác suất đạt được sẽ rất cao. Trong sổ tay đệ tử trừ ban thưởng bài danh trên bài danh Ngọc Bích, thì đẳng cấp thí luyện thất cũng được nhắc tới. Thí luyện thất thông qua toàn bộ 8 quan, sẽ đạt được một quả thất phẩm đan dược, 3 bộ thiên cấp công pháp tùy ý, một kiện bảo vật thất giai, trực tiếp trở thành phó chủ quản phân bộ các thế lực tại Hiên Giật quận thành, hoặc là phó thành chủ Hiên Giật quận thành. Nhìn nội dung trên sổ tay, Lâm Kiều trợn mắt há hốc mồm. Trong tất cả ban thưởng của thí luyện thất không thể nghi ngờ là tốt nhất, nhưng độ khó cũng cao nhất. Thất phẩm đan dược, thất phẩm nguyên khí đan cũng có giá 500 triệu lượng, một ít thất phẩm đan dược đắt đỏ thậm chí giá trị mấy chục ức. Đan dược như vậy, coi như là trong toàn bộ võ linh đế quốc cũng là thứ cực kỳ khan hiếm, mà càng khoa trương chính là, có thể trực tiếp trở thành phó chủ quản phân bộ các thế lực tại Hiên Giật quận thành. Nói cách khác nếu như, Lâm Tiêu có thể thông qua toàn bộ 8 quan thí luyện thất liền có thể, lập tức trở thành phó điện chủ võ điện, tại Hiên Giật quận thành, hoặc là phó thành chủ Hiên Giật quận thành. Theo lý thuyết, chức vị như vậy phải là võ giả đạt tới quy nguyên cảnh, lại cần đại lượng nhân mạch mới có thể làm được. Nhưng ở chỗ này ngươi chỉ cần thông qua toàn bộ 8 quan thí luyện thất là được, dù ngươi chỉ là một gã chân võ giả tam chuyển. Lâm Tiêu nhếch miệng cười cười, hắn không biết cấp bậc của các đệ tử trong thí luyện thất là bao nhiêu, nhưng chỉ ngẫm lại đã biết rõ độ khó. Thí luyện thất cửa thứ nhất là đánh bại một tinh thần thể thực lực ngang với mình, cửa thứ hai là 2 lần, cửa thứ ba là 4 lần, đến thứ cửa thứ 7 chính là 64 lần, mà cửa ải cuối cùng lại là 128 lần. Phải dùng thực lực cố định. Đánh bại 128 tinh thần thể thực lực ngang với mình, nếu quả thật có thể làm được, vậy hắn thật sự là biến thái trong biến thái, yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi. Những cái này không quan hệ đến ta, vẫn nên xem trước mắt ta có thể đạt được chỗ tốt gì đã. Xem hết ban thưởng, Lâm Tiêu tĩnh tâm lại, những phần thưởng này tốt thì tốt, nhưng phải đạt được mới được, nếu như không đạt được thì tất cả chỉ là trăng trong nước. Ánh mắt Lâm Tiêu rơi vào phần giới thiệu tu luyện thất. Đệ tử xếp hàng đệ nhất trong huấn luyện doanh. Mỗi tháng có thể có được 9-10 canh giờ tu luyện trong tu luyện thất. Đệ tử bài danh thứ 2, thứ 3, mỗi tháng có thể có được 70 canh giờ tu luyện trong tu luyện thất. Đệ tử bài danh top 10, mỗi tháng có thể có được 60 canh giờ tu luyện trong tu luyện thất. Đệ tử mới gia nhập, lần thứ nhất bài danh xếp hàng top 3 trong số đệ tử tân tấn, mỗi tháng có thể có được 15 canh giờ tu luyện trong tu luyện thất. Ta không ngờ lại có 15 canh giờ tu luyện trong tu luyện thất sao? Lâm Tiêu ánh mắt sáng ngời, trên mặt toát ra thần sắc hưng phấn. Căn cứ trên sổ tay học viên ghi lại, thời gian đệ tử có thể sử dụng tu luyện thất hoàn toàn có quan hệ đến bài danh, mà đệ tử top 50 mỗi tháng có 30 canh giờ thời gian tu luyện, top 100 thì 15 canh giờ, mà top 150 cũng chỉ có 10 canh giờ, về phần top 200 càng chỉ có 5 canh giờ, sau top 200 chỉ có 2 canh giờ. Bất quá, bởi vì tân tấn đệ tử tháng đầu tiên không có tiến hành thí luyện thất khảo thí,
thứ hạng không thể so với đệ tử cũ, dùng tên màu đỏ xuất hiện ở cuối cùng, cho nên vì đền bù tổn thất cho một ít đệ tử thiên tài trong hàng tân tấn đệ tử, nên đệ tử top 3, trong số tân tấn đệ tử sẽ có được 15 canh giờ tu luyện, top 10 là 10 canh giờ, về phần kế tiếp, dĩ nhiên là căn cứ theo 5 canh giờ và 2 canh giờ như trước để an bài. Ngoại trừ tu luyện thất, thời gian tu luyện ở các nơi như trọng lực thất, ý chí thất cũng là xem bài danh của các học viên để quyết định thời gian sử dụng. Trông thấy những quy tắc này, Lâm Tiêu giờ mới hiểu được vì sao Lý Dật Phong, Mộ bọn hắn đều nói bài danh rất quan trọng, bài danh càng cao, tài nguyên tu luyện ngươi hưởng dụng cũng sẽ dài hơn, như Đông Phương Nguyệt mình bài danh đệ nhất kia, mỗi tháng thời gian tu luyện tại tu luyện thất, trọng lực thất, ý chí thất đều kinh người, hoàn toàn có thể tu luyện toàn bộ đều ở những chỗ đó, thực lực không để thăng nhanh mới là lạ. Hôm nay là ngày 13 tháng 9, cách thí luyện thất khảo thí quyết định bài danh chính thức cuối tháng còn có 18 ngày, 15 canh giờ. Bình quân xuống ta mỗi ngày cũng chỉ có một canh giờ tu luyện trong tu luyện thất. Lâm Tiêu yên lặng tính toán, lúc này bật người dậy. Đi tu luyện thất nhìn xem, đến tột cùng tu luyện thất này có công hiệu gì. Sau khi biết được Lâm Tiêu chuẩn bị đi tu luyện thất, thì Kỳ Hồng bọn hắn cũng trở nên kích động. Đi, chúng ta cùng đi xem. Đúng, xem thử xem tu luyện thất có thể tăng lên tốc độ tu luyện, và tốc độ tấn cấp trong truyền thuyết kia đi. Đám Kỳ Hồng, Bạch Mông bọn hắn đều rất kích động. Bất quá định mức thời gian tu luyện thất tháng này của bọn hắn chỉ có 5 canh giờ. Lúc này 5 người Lâm Tiêu căn cứ vào chỉ dẫn trên sổ tay đệ tử, nhanh chóng đi tới huấn luyện đại lâu bên trong huấn luyện doanh bộ. Đây là một tòa huấn luyện đại lâu vô cùng xa hoa và to lớn, đứng vững ở vị trí trung tâm huấn luyện doanh, vô cùng bắt mắt, trên thực tế coi như không có địa đồ chỉ dẫn, thì Lâm Tiêu bọn hắn cũng hoàn toàn có thể tìm được đến đây. Lâm Tiêu đi vào huấn luyện đại lâu, đập vào mắt bọn hắn đầu tiên là đại sảnh vô cùng xa hoa. Ngăn nắp đẹp đẽ, ở trong đại sảnh này, nguyên một đám thiếu niên trên người khí thế phi phàm đang đi tới đi lui, loại tinh khí thần kia khiến người vừa nhìn đã biết rõ không phải chuyện đùa. Chúng ta muốn tiến vào tu luyện thất tu luyện. Đến trước quầy phục vụ trong đại sảnh, Lâm Tiêu bọn hắn xuất số bài đệ tử của từng người, đưa cho nhân viên công tác mặt váy dài màu đỏ ở đối diện. Nhân viên công tác kia mỉm cười, chợt trên mặt lộ ra xin lỗi nói. Không có ý tứ mấy vị, hiện giờ đê giai tu luyện thất đã đầy. Trung giai tu luyện thất còn thừa 2 cái, không biết các ngươi có muốn hối đoái không? Đề giai tu luyện thất đầy rồi. Lâm Tiêu bọn hắn ngây ra một lúc, hiển nhiên không ngờ rằng tình huống như vậy, chợt nghi ngờ nói. Trung giai tu luyện thất và đề giai tu luyện thất hối đoái thế nào? Tựa hồ từ trên số bài nhìn ra được Lâm Tiêu bọn họ là tân nhân vừa tấn cấp, nhân viên công tác váy dài màu đỏ mỉm cười nói. Thời gian tu luyện thất ghi trên số tay đệ tử của các ngươi chỉ đều là thời gian đề giai tu luyện thất. Thời gian hối đoái giữa trung giai tu luyện thất và đê giai tu luyện thất là 2, cũng chính là 2 canh giờ ở đê giai tu luyện thất có thể hối đoái 1 canh giờ. Ở trung giai tu luyện thất, tỷ lệ hối đoái giữa cao giai tu luyện thất và trung giai tu luyện thất cũng giống vậy, cứ thế mà tính. Lâm Tiêu bọn hắn gật gật đầu. Trung giai tu luyện thất và đê giai tu luyện thất có khác gì không? Kỳ Hồng lại hỏi. Tu luyện ở trung giai tu luyện thất hiệu quả bình thường gấp 1,5 lần ở đê giai tu luyện thất, cao giai tu luyện thất thì lại gấp 2 trung giai tu luyện thất. Bất quá cao giai tu luyện thất, đối với võ giả hóa phàm cảnh sẽ có hiệu quả tốt hơn, ngoại trừ tốc độ ra, đương nhiên cũng một ít chỗ tốt khác, đương nhiên đê giai và trung giai sẽ không khác nhau nhiều như vậy. Nhân viên công tác giải thích nói, chỉ tăng có 1,5 lần, mà lại tốn nhiều hơn gấp đôi. Kỳ Hồng lắc đầu liên tục. Nếu chúng ta ở đây chờ thì địa khái phải chờ bao lâu? Bọn hắn tháng này tổng cộng chỉ có 5 canh giờ tu luyện, hối đoái 1 canh giờ ở trung giai tu luyện thất sẽ trực tiếp trừ đi 2 canh giờ, thật sự là không nỡ. Ước chừng 1 phút đồng hồ sẽ có bộ phận đê giai tu luyện thất để chống rồi. Nhân viên công tác chờ mình nhìn ghi chép một chút, nói. Vậy chúng ta sẽ chờ một lát. Lâm Tiêu bọn hắn lúc này ở bên chờ đợi. Trong thời gian Lâm Tiêu bọn hắn chờ đợi, cũng nhìn thấy một ít học viên đến tu luyện thất tu luyện. Cái gì? Không có đê giai tu luyện thất. Sao lại hút hàng như vậy chứ? Bình thường tu luyện thất mặc dù có nhiều người tu luyện, nhưng cũng không đến mức không có chỗ trống. Đúng vậy, số lượng đê giai tu luyện thất của huấn luyện doanh chúng ta cũng không ít, số lượng cao giai tu luyện thất cũng rất khan hiếm, võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ lại nhiều, bình thường đều là cao giai tu luyện thất kín chỗ, không nghe nói đê giai tu luyện thất cũng phải đợi. Ta nhớ ra rồi, hôm nay là thời gian đệ tử mới gia nhập huấn luyện doanh, lúc này đoán chừng đám đệ tử mới đã thi kiểm tra xong rồi, rất nhiều người lần đầu đến huấn luyện doanh nhất định sẽ đến tu luyện thất xem thử một chút. Hẳn là nguyên nhân này, nhớ ngày đó năm lúc lần đầu ta đến, cũng là vừa đến lầu các đã không nhịn được đến đây xem thử. Vậy hôm nay coi như xong, chúng ta ngày mai lại đến mai khẳng định sẽ không náo nhiệt như vậy nữa. Không ít học viên cũ đến đây sau khi thấy đê giai tu luyện thất đều đầy, thì liền quay người rời đi,
nhưng có một ít học viên cũng giống như Lâm Tiêu, dừng lại chờ đợi. Bảy vị các ngươi mời theo ta. Ước chừng một phút đồng hồ sau, một nhân viên công tác lúc này đi vào khu chờ, gọi năm người Lâm Tiêu và hai đệ tử khác. Mấy người Lâm Tiêu đi theo. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đến trước một gian phòng được sắp xếp kết cấu đặc biệt. Nhân viên công tác nói, tu luyện thất số 36 đến số 39, số 43, 47 và 48 đều trống, tự các ngươi cầm số bài vào đi thôi, thời gian các ngươi có thể tự mình thiết lập, chỉ cần các ngươi còn đủ thời gian thì trước khi các ngươi chưa ra khỏi tu luyện thất, thì chúng là thuộc về các ngươi, không được các ngươi cho phép, bất luận kẻ nào đều không có quyền tiến vào trong đó. Đã biết, đám người Lâm Tiêu cầm số bài đi vào tu luyện thất của từng người, Lâm Tiêu lựa chọn chính là số 36. Chất liệu của tu luyện thất rất đặc biệt, không phải do đá tạo thành, cũng không phải kim loại, nhìn qua giống như một loại chất liệu giống như ngọc mà rất cổ quái, sờ lên còn mang theo một chút lạnh buốt. Mở cửa ra vừa tiến vào tu luyện thất, Lâm Tiêu lập tức liền cảm giác được, trong không khí có một cổ khí tức kỳ lạ nhàn nhạt, nguyên lực vốn chậm rãi chảy xuôi trong cơ thể lập tức trở nên hoạt bát, tung tăng như chim sẻ. Đứng trong phòng tu luyện này, tinh thần lực nhạy cảm của Lâm Tiêu lập tức liền cảm giác được, trong lòng đất tu luyện thất có một cổ khí thể vô hình kỳ lạ bốc lên. Thông qua trang bị nào đó cải biến tiến nhập vào tu luyện thất này, bởi vì tài liệu kiến tạo tu luyện thất, nên cổ khí thể nhàn nhạt kia hội tụ trong tu luyện thất, cũng không tăng nhiều cũng không giảm ít, bảo trì ở một lượng cố định. Cổ khí thể thần bí này có lẽ chính là dư âm chân khí nguyên tử ở sâu trong lòng đất đi, không biết chân khí nguyên tử chính thức là thế nào nữa. Trong nội tâm có chút suy nghĩ, Lâm Tiêu đi vào khoanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn trong phòng tu luyện. Suy suy, ở trong tu luyện thất này, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được nguyên lực trong cơ thể mình lưu động rất thoải mái, nguyên chỉ cổ đãng, một cổ nguyên lực ồ ồ mà chảy, bành trướng hữu lực. Cùng lúc đó, tốc độ chuyển hóa thiên địa nguyên khí của mình cũng nhanh hơn trước kia không ít. Tu luyện thất này còn coi như không tệ. Lâm Tiêu đôi mắt sáng ngời, ở chỗ này tốc độ tu luyện của hắn phải nhanh hơn ở bên ngoài gấp bội. Cơ hội tu luyện tốt như vậy, đương nhiên không thể lãng phí. Ngay lập tức, Lâm Tiêu từ trên người xuất ra một quả tam phẩm nguyên khí đan, ném vào trong miệng. Rồi sau đó luyện hóa, tam phẩm nguyên khí đan mỗi một hạt giá trị 5 vạn lượng, trên người Lâm Tiêu tổng cộng cũng không có bao nhiêu, nhưng ở nơi như tu luyện thất, sử dụng một hạt có thể đề cao hiệu suất tu luyện lên nhiều. Thời gian từ từ trôi qua, nguyên khí trong cơ thể Lâm Tiêu nhanh chóng gia tăng, nguyên lực trong kinh mạch sức sống vô cùng, sung sướng lao nhanh, cuối cùng hội tụ trong nguyên chi ở đan điền, tiến hành lần lượt chu thiên. Cũng không biết đã qua bao lâu, nguyên khí ẩn chứa trong tam phẩm nguyên khí đan dùng. Vào lúc trước đã bị Lâm Tiêu hoàn toàn hấp thu luyện hóa, nguyên lực trong kinh mạch đã đạt đến cực hạn. Lại một chu thiên hoàn thành. Đột nhiên, Lâm Tiêu cảm giác nguyên chỉ trong đan điền mình mạnh mẽ cổ đãng một hồi, tựa hồ có chút bành trướng một vòng, đồng thời một cổ cảm giác phong phú truyền khắp toàn thân của hắn, cả người có một loại cảm giác sảng khoái tinh thần. Ta đột phá đến tam chuyển hậu kỳ. Lâm Tiêu mở mắt ra từ trong tu luyện, toát ra một tia kinh hỉ. Cho dù mình đã đạt đến tam chuyển trung kỳ đỉnh phong, cách tam chuyển hậu kỳ chỉ có một tia, nhưng trong lòng Lâm Tiêu cảm giác nếu mình tu luyện bình thường, thì từ tam chuyển trung kỳ đột phá đến hậu kỳ còn cần một đoạn thời gian, không nghĩ tới ở trong tu luyện thất vậy mà lại trực tiếp đột phá, cái này khiến Lâm Tiêu cảm thấy ngoài ý muốn, cũng vô cùng kinh hỉ. Đều nói tu luyện thất này có thể đẩy nhanh võ giả tấn cấp, nhưng công hiệu này cũng quá khoa trương đi. Bất chấp giật mình, Lâm Tiêu lúc này tĩnh tâm lại, tiếp tục lâm vào tu luyện. Hắn hôm nay vừa mới đột phá tam chuyển hậu kỳ. Tự nhiên muốn hơi củng cố thêm một phen. Một lúc lâu sau, tại đại sảnh huấn luyện đại lâu, tu luyện thất này coi như không tệ, ngắn ngủn một canh giờ, ta cảm giác nguyên lực trong cơ thể mình đã cô đọng hơn trước kia không ít. Ta cũng vậy, tuy rằng ở trong tu luyện thất tốc độ hấp thu nguyên khí chỉ nhanh hơn, bên ngoài vài lần, nhưng ta cảm giác tu luyện ở nơi này một canh giờ, tựa hồ hiệu quả còn tốt hơn bên ngoài vài lần, có một loại hiệu quả gia tốc tu luyện tối tăm. Chỉ tiếc chúng ta mỗi tháng thời gian có thể tu luyện ở đây quá ít. Thực hâm mộ những đệ tử thiên tài có thể tu luyện ở tu luyện thất. Sợ cái gì, có tài nguyên như vậy, ta tin tưởng dùng thiên phú của chúng ta, cố gắng tu luyện, nhất định có thể xâm nhập thứ tự rất cao, đến lúc đó tài nguyên hưởng thụ tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Kỳ Hồng bọn hắn ngồi ở khu nghỉ ngơi, trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, nhao nhao nghị luận với nhau. Thể nghiệm một canh giờ, trong tu luyện thất lúc trước khiến trong lòng bọn hắn đều vô cùng kích động, đối với công hiệu của tu luyện thất cũng hiểu rõ 10 phần. Bọn hắn giờ mới hiểu được vì sao bọn hắn trực tiếp gia nhập thiên tài huấn luyện doanh bồi dưỡng, lại khiến đám võ giả ở Hiên Giật quận thành hâm mộ và ghen ghét như vậy, thật sự là tài nguyên được hưởng thụ trong huấn luyện doanh thật sự quá tốt, khiến bọn hắn kinh hỉ dị thường. Đúng rồi, Lâm Tiêu sao còn chưa đi ra, chúng ta đã chờ hắn được một hồi rồi. Cũng sắp được nửa canh giờ rồi, đoán chừng Lâm Tiêu còn ở bên trong tu luyện. Lâm Tiêu tháng này có thời gian là 10 năm canh giờ để tu luyện,
nhiều hơn chúng ta gấp 3, thật sự là hạnh phúc. Đối với 15 canh giờ tu luyện của Lâm Tiêu trong tháng này, ngay từ đầu Kỳ Hồng bọn hắn còn không có cảm giác gì, nhưng sau khi thể nghiệm qua tu luyện thất, bọn hắn mới biết được 15 canh giờ này có bao nhiêu chân quý. Nhìn kia, Lâm Tiêu đi ra rồi. Đang khi tán gẫu, mấy người đột nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu từ tu luyện thất đi ra, đi về phía bốn người bọn họ, mấy người Kỳ Hồng lúc này đứng thẳng lên, cười đi tới. Để các ngươi đợi lâu rồi. Đi đến trước mặt bốn người Kỳ Hồng, Lâm Tiêu cười nói. Không có gì. Kỳ Hồng bọn hắn cười lắc đầu, đột nhiên, Kỳ Hồng giống như cảm thấy gì đó. Nhướng mày, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu đánh giá cẩn thận, chợt trong đôi mắt toát ra thần sắc giật mình. Cổ khí tức này. Lâm Tiêu, ngươi đột phá. Kỳ Hồng há to miệng, từ trên người Lâm Tiêu hắn cảm thấy một tia khí tức tam chuyển hậu kỳ. Nghe Kỳ Hồng vừa nói như vậy, ánh mắt ba người Bạch Mông, Dương Tuấn, Cận Chí Hải cũng gắt gao rơi vào trên người Lâm Tiêu. Quả nhiên, so sánh với trước khi tiến vào tu luyện thất, khí tức trên người Lâm Tiêu so với trước kia càng nồng hậu dày đặc thêm một phần. Sự biến hóa này tuy rằng không lớn, nhưng bọn hắn vẫn nhạy cảm phát giác được, đây là khác biệt giữa tam chuyển hậu kỳ và tam chuyển trung kỳ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Há hốc mồm. Đám Bạch Mông bọn hắn giật mình nhìn Lâm Tiêu, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, muốn nói điều gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt ra được. May mắn thôi. Lâm Tiêu mỉm cười, liễm khí quyết vận chuyển, lặng yên thu liễm khí tức ngoài thân, lập tức trong cảm giác của bốn người Kỳ Hồng, khí tức trên thân Lâm Tiêu lại trở nên bình thản không có gì lạ, nhìn không ra đến tột cùng là tầng thứ gì. May mắn, nếu như ta cũng có thể may mắn như vậy thì tốt rồi. Đám Bạch Mông lắc đầu, đối với Lâm Tiêu bọn họ triệt để phục rồi. Nhớ ngày đó ở thiên tài đệ tử Đại Bỉ Tân Vệ Thành, Lâm Tiêu vẫn chỉ là chân võ giả tam chuyển sơ kỳ, cấp bậc giống với bọn họ, thậm chí nếu so với Kỳ Hồng tam chuyển trung kỳ còn thấp hơn một phần, nhưng giờ mới hơn 3 tháng ngắn ngủi, Kỳ Hồng còn chưa kịp từ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, đám Bạch Mông thì vì thú triều nên đều từ sơ kỳ tấn cấp đến trung kỳ, nhưng Lâm Tiêu không ngờ đã từ sơ kỳ tấn cấp đến hậu kỳ, tốc độ này quả thật cực nhanh, không thể không nói kinh người. Lâm Tiêu, hiện giờ ta dám khẳng định, thành tựu tương lai của ngươi nhất định sẽ phi thường kinh người, nói không chừng trở thành võ giả quy nguyên cảnh cũng có hy vọng rất lớn. Bạch Mông nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đột nhiên chân thành nói. Đúng, không nghĩ tới Dương Tuấn ta vậy mà cũng có thể quen biết một đại thiên tài như vậy, chờ thêm hơn 10 đến 20 năm nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tiêu ngươi trở thành cao thủ nổi tiếng toàn bộ Hiên Giật quận thành, ta cũng có thể nói ra khoe khoang thoáng một phát rồi. Dương Tuấn cũng cười nói. Đến lúc đó Lâm Tiêu người cũng đừng giả bộ như không biết chúng ta đấy. Cận Chí Hải cũng cười lên tiếng. Mấy người các ngươi. Lâm Tiêu nhìn qua bọn người Dương Tuấn mặt mũi tràn đầy vui cười, không khỏi tức cười. Chúng ta cũng phải hào hào cố gắng, cũng không thể bị ngươi bỏ quá xa được. Ta cảm giác ta cách tam chuyển hậu kỳ chỉ còn một chút thôi, hy vọng có thể mau chóng đột phá. Kỳ Hồng trầm giọng nói. Mặc dù đối với Lâm Tiêu rất bội phục, nhưng đám Bạch Mông trong nội tâm cũng hào tình vạn trượng. Đi tới thiên tài huấn luyện doanh này bọn hắn đều cảm giác được tiền đồ bừng sáng. Đi, chúng ta quay về ăn cơm thôi. Lúc này một đám năm người Lý Tưởng Hào Hùng đi ra khỏi huấn luyện đại sảnh. Nếm qua cơm trưa, Lâm Tiêu bọn hắn từng người tại gian phòng của mình tu luyện, đồng thời hiểu rõ một ít trong huấn luyện doanh quy tắc, chuẩn bị tố kế hoạch chính mình để tiếp tục theo đuổi mục tiêu tu luyện. Thực lực của ta hiện giờ là tam chuyển hậu kỳ, trước mắt trong huấn luyện doanh này thuộc về bồi dưỡng, nhưng căn cứ quy định chỉ cần ta trong giữa kỳ năm đầu tiến vào top 150 là có thể kéo dài thời gian dài trở thành đệ tử huấn luyện doanh chính thức, tiến hành mục tiêu huấn luyện 5 năm ngược lại không khó lắm, ta hiện giờ có thể đạt tới. Lâm Tiêu rất có lòng tin, dù sao hắn hiện giờ cũng đã bài danh thứ 140, đây là bởi vì 80 tên đệ tử tân tấn vốn phải xếp hạng sau 137 đệ tử cũ, đợi đến cuối tháng tiến hành khảo hạch thí luyện thất, tên của hắn còn có thể tiến lên, dù sao, cũng không phải nói ở chỗ này thời gian tu luyện càng dài, thực lực sẽ càng mạnh. Những người nổi bật trong hàng đệ tử tân tấn như Lâm Tiêu bọn hắn, ở trên thực lực chưa chắc sẽ kém hơn những đệ tử đã tiến hành huấn luyện, ở đây một năm. Mục tiêu kế tiếp của ta là tiến vào top 100, dù sao một khi tiến vào top 100, các loại đãi ngộ được hưởng thụ, ví dụ như thời gian ở tu luyện thất cũng sẽ tốt hơn top 150 không ít. Lâm Tiêu trong nội tâm yên lặng suy nghĩ, đồng thời nhàm chán lật xem số tay đệ tử. Đột nhiên, một đoạn tin tức ban thưởng trong đó khiến ánh mắt hắn sáng ngời. Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất bài danh tiến vào top 100, sẽ được miễn phí lựa chọn một bản bí tịch địa cấp D giai. Ban thưởng này. Trên mặt Lâm Tiêu lộ ra một tia kinh hỉ, đồng thời ánh mắt tiếp tục xem tiếp. Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất bài danh tiến vào top 50, sẽ được miễn phí lựa chọn một bản bí tịch địa cấp trung giai. Đệ tử tân tấn tháng thứ nhất bài danh tiến vào top 10, sẽ được miễn phí lựa chọn một bản bí tịch địa cấp cao giai.
Cái này, bài danh tiến vào top 50, tiến vào top 10, với ta mà nói độ khó rất lớn, nhưng muốn tiến vào top 100, ta vẫn có cơ hội nhất định. Lâm Tiêu trong nội tâm lung lay, bài danh trong thiên tài huấn luyện doanh bình thường là thế này, trên cơ bản đệ tử top 5 cũng giống như Lý Dật Phong vậy, cấp bậc đều ở hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Bài danh top 20, cơ bản đều là hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, mà bài danh top 50 thì chừng hóa phàm cảnh sơ kỳ. Nói cách khác, muốn xâm nhập vào top 50 trên bài danh Ngọc Bích thiên tài huấn luyện doanh, không sai biệt lắm cấp bậc phải chừng hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có thể. Hơn nữa, có thể gia nhập huấn luyện doanh đều là thiên tài, muốn vượt cấp khiêu chiến độ khó rất lớn. Mà ở top 125 trên bảng xếp hạng, cơ bản tất cả đều là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, một ít người mạnh, khoảng cách hóa phàm cảnh sơ kỳ chỉ có một đường thì bài danh khá cao, một ít người yếu thì bài danh khá thấp. Nếu như ta không đột phá còn có chút khó khăn, nhưng bây giờ ta đã đột phá đến tam chuyển hậu kỳ, vào cuối tháng bài danh tiến vào top 100, cơ hội vẫn rất lớn. Lâm Tiêu rất rõ ràng thực lực của mình, mặc dù mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ, nhưng thực lực lại hơn xa võ giả tam chuyển đỉnh phong bình thường. Nếu như lợi dụng thân phận luyện dược sư thậm chí có thể quyết phân cao thấp với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường, đương nhiên so với võ giả hóa phàm cảnh đại thành và đỉnh phong vẫn có không ít chênh lệch. Mà đệ tử trong huấn luyện doanh này đều là thiên tài, ở bên ngoài cũng thuộc về nhân vật có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng nếu thật sự chiến đấu thì Lâm Tiêu tự cho rằng mình mạnh hơn đại bộ phận học viên tam chuyển đỉnh phong. Hiện giờ công pháp ngưng nguyên công ta tu luyện chỉ là công pháp nhân cấp cao giai, tuy rằng uy lực ở trong công pháp nhân cấp cao giai có thể nói là cực phẩm, nhưng khoảng cách công pháp địa cấp đê giai vẫn có không ít chênh lệch. Hơn nữa công pháp phòng ngự kim ngọc quyết của ta cũng là nhân cấp cao giai, đối phó võ giả bình thường hoàn toàn đủ rồi, nhưng đối mặt với một ít võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ hoặc là thiên tài trong huấn luyện doanh vậy thì chưa đủ. Một bản địa cấp đê giai bí tịch kém cỏi nhất, giá trên thị trường cũng là 5 triệu lượng, ta căn bản không có nhiều tiền như vậy, coi như là có, bí tịch địa cấp đê giai cũng là có tiền cũng không mua được, chỉ có thể ở trên một ít đấu giá hội thấy được, hơn nữa tranh đoạt rất kịch liệt, cũng không nhất định thích hợp ta. Nhưng thiên tài huấn luyện doanh là do Võ Linh Đế quốc thành lập, chủ yếu để bồi dưỡng thiên tài đệ tử trong Hiên Dật quận, địa cấp bí tịch khẳng định nhiều vô số kể. Phải biết rằng nơi này ngay cả công pháp thiên cấp cũng có, đến lúc đó chung quy sẽ tìm được một bản phù hợp với ta. Sau khi suy nghĩ đơn giản qua, Lâm Tiêu lập tức đã quyết định. Còn có nửa tháng, khảo thí cuối tháng, nửa tháng sau, ta nhất định sẽ lọt vào top 100. Không có chút gì do dự, Lâm Tiêu lúc này đi vào phòng luyện công dưới mặt đất, bắt đầu tu luyện. Lâm Tiêu siêng năng, suốt cả buổi đều yên lặng tu luyện, chẳng những củng cố nguyên chỉ tam chuyển hậu kỳ một chút, bổ sung đầy đủ nguyên lực trong cơ thể, cũng tu luyện đao pháp một chút. Thẳng đến tối, người đầy mồ hôi Lâm Tiêu mới ra khỏi phòng luyện công. Tiết trời tháng 9 vô cùng nóng bức, Lâm Tiêu tắm rửa qua, mặc vào một bộ võ giả màu trắng rộng thùng thình đi vào trong phòng khách. Lâm Tiêu, vừa mới tu luyện chấm dứt sao, có muốn cùng ăn cơm tối không? Trong phòng khách, Cận Chí Hải nhàn nhã uống trà, nhìn mái tóc ướt sũng kia, hiển nhiên cũng vừa mới tu luyện xong. Được Kỳ Hồng bọn hắn đâu rồi? Lâm Tiêu gật gật đầu, ngồi xuống trên cái ghế ở một bên, cũng rót cho mình chén trà, rồi sau đó từ trong hộp ngọc trên mặt bàn lấy ra vài miếng tinh khối màu xanh da trời rất nhỏ cho vào trong chén nước. Ken két, tinh khối màu xanh da trời vào nước, vậy mà ngưng kết thành từng khối khối băng, Lâm Tiêu cầm lên uống ực một hơi. Thoải mái, tinh khối màu xanh da trời kia chính là tinh luyện ra từ nhất giai linh dược băng lam thảo. Băng lam thảo này đối với võ giả không có bao nhiêu công hiệu, nhưng băng lam tinh khối để luyện ra vào nước sẽ phóng xuất ra rất nhiều hơi lạnh, ngưng kết bản thân thành khối băng, cho vào nước trà chẳng những có thể có tác dụng ướp lạnh. Hơn nữa băng lam thảo với tư cách linh dược không có nửa điểm tác dụng phụ, còn có thể ôn nhuận kinh mạch. Mấy người bọn hắn cũng vừa tu luyện chấm dứt, sắp ra rồi. Cận Chí Hải nhàn nhã uống trà nói. Không bao lâu, ba người Kỳ Hồng cũng đi đến, một đám người ra khỏi lầu cát, đi trên bãi cỏ. Giờ phút này chính là trạng vạng tối, trên mặt cỏ và con đường đá cuội có không ít đệ tử đang qua lại. Lâm Tiêu, đứng lại cho ta. Đột nhiên, một tiếng quát chói ta ầm ầm vang lên. Lâm Tiêu bọn hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường ở phía sau, một đám ba người đang hùng hổ đi tới. Đầu lĩnh kia là một nam tử có mái tóc ngắn màu nâu, thân cao 1m85, ánh mắt u lãnh, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm. Ở hai bên hắn còn hai nam tử thân cao chừng 1m78, nguyên một đám ánh mắt bất thiện. Sư huynh, chính là hắn, ta đã nghe ngóng rõ ràng. Một trong hai nam tử kia gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, hừ lạnh nói. Lâm Tiêu nhướng mày, đối phương hùng hổ, hiển nhiên là không có hảo ý. Ngươi chính là Lâm Tiêu. Nam tử đầu lĩnh kia cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu, ánh mắt lạnh lùng, càng có một tia phẫn nộ đang không ngừng ngưng tụ. Các ngươi là ai? Lâm Tiêu nhướng mày, ba người này hắn hoàn toàn không biết,
Hơn nữa đây là bên trong thiên tài huấn luyện doanh, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với người nào cả. Một bên, bốn người Kỳ Hồng cũng nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, hiển nhiên cũng không nhận ra ba người đột nhiên xuất hiện này. Chúng ta là ai? Hắc, tiểu xúc sinh ngươi làm hư chuyện tốt của sư huynh chúng ta, sao hả? Cướp đi đồ thuộc về sư huynh chúng ta còn vờ như không biết sao? Một gã nam tử cười lạnh hai tiếng, nói chuyện rất là khó nghe. Nhìn xem, chuyện gì xảy ra thế? Không biết. Lâm Tiêu, không phải, là thiên tài đệ tử Tân Vệ Thành lần thứ nhất khảo thí bài danh thứ 140 sao? Ba người đối diện hắn là ai? Ta cũng không biết, chẳng lẽ cũng là đệ tử Tân Tấn sao? Trên con đường này, không ít đệ tử lui tới đều dừng bước lại, tò mò nhìn đám người Lâm Tiêu, nơi này ở gần lầu các của Lục Đại Vệ Thành, tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều đệ tử. Có ý tứ, tựa hồ Lâm Tiêu Tân Vệ Thành kia xảy ra xung đột với người khác. Chúng ta nhìn xem, bọn người Thanh Nham Thành Cổ Luân, Nguyệt Linh Thành Hoa Phượng Tú đứng ở bên vây xem, mà đám đệ tử Mộ Thạch Thành thì trong lòng càng nhìn có chút hả hê. Cuồng vọng đi, cho ngươi cuồng thoải mái, hiện giờ chọc người khác. Thấy Lâm Tiêu phát sinh xung đột với học viên khác, đám đệ tử Mộ Thạch Thành cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Thật có lỗi, ta không biết các ngươi, ba người các ngươi tránh ra, đừng có chặn đường của chúng ta. Lâm Tiêu nhướng mày, muốn lách qua ba người này, đối phương không hiểu thấu, đi lên đã khí thế hung hung, nhưng mình ngay cả một người cũng không nhận ra. Không biết chúng ta. Hừ, sư huynh chúng ta chính là Hạ Nhất Minh bài danh thứ 141 trên bài danh Ngọc Bích, chính là ngươi đoạt đi thứ tự bài danh đệ tam của sư huynh. Sao hả, không nhớ rõ sao? Nam tử đầu lĩnh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trong ánh mắt hiện lên một tia hào quang âm lãnh. Mà một nam tử khác ở bên càng phẫn nộ nói. Ta tưởng là ai cướp đi thứ tự đệ tam của sư huynh đệ chúng ta, thì ra là tên tiểu tử ngươi. Nếu hôm nay ngươi không cho sư huynh chúng ta một công đạo, về sau đừng mong có những ngày tháng tốt lành nữa. Thì ra là hắn. Hạ Nhất Minh, chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, là người mạnh nhất trong hàng đệ tử Tân Tấn của Nguyên Võ Thánh Địa năm nay, vốn bài danh thứ ba, kết quả rõ ràng bị Lâm Tiêu của Tân Vệ Thành trong Lục Đại Vệ Thành cướp đi vị trí đệ tam, cũng khó trách hắn lại hùng hổ như vậy. Bài danh top 3 này không chỉ là vấn đề quan hệ đến danh khí, càng đại biểu cho sự bất đồng trong tài nguyên hưởng thụ tháng đầu tiên, thứ 4 và thứ 3 khác biệt quả thật quá xa. Một bên mọi người nhao nhao hiểu rõ rồi. Mẹ nó, nếu như không phải tiểu tử ngươi lợi dụng thủ đoạn hèn hạ xông lên top 3, địa vị của Hạ Nhất Minh sư huynh chúng ta hiện giờ trong huấn luyện doanh khẳng định đã không vậy, rồi. Không chỉ ở huấn luyện doanh, nếu như có thể vọt vào top 3 thì Nguyên Võ Thánh Địa phân bộ cũng sẽ cho Hạ Nhất Minh sư huynh chúng ta một số ban thưởng kinh người. Nhưng giờ tất cả đều mất sạch rồi. Thật là đáng chết. Hai gã đệ tử sau lưng Hạ Nhất Minh bắt đầu hùng hùng hổ hổ, thần sắc hung hăng càn quấy phẫn nộ. Bọn họ là đệ tử đến từ Nguyên Võ Thánh Địa phân bộ Hiên Giật Quận Thành. Đối với đám đệ tử đến từ nơi nhỏ bé như Tân Vệ Thành như đám Lâm Tiêu tự nhiên cảm thấy cao cao tại thượng. Huống chi theo bọn hắn thấy là Lâm Tiêu còn cướp đi thứ vốn thuộc về bọn hắn. Tự nhiên nguyên một đám giận không kềm được rồi. Còn mẹ nó đánh rắm. Dương Tuấn nhịn không được miệng mắng. Đối phương khẽ giật mình, tựa hồ không nghe rõ Dương Tuấn đang nói gì, sau khi phục hồi tinh thần lại lập tức giận tím mặt. Cái gì, ngươi nói cái gì? Xú tiểu tử, có gan ngươi lặp lại lần nữa xem. Ta nói, đánh con mẹ nó rắm, sao hả? Chẳng lẽ lỗ tai ngươi điếc rồi, nghe không hiểu tiếng người sao? Xú tiểu tử ngươi muốn chết. Hai người dùng ngón tay chỉ vào Dương Tuấn, hai tay run run, hận không thể động thủ tại chỗ. Có gan ngươi động thủ đi, không động thủ ngươi chính là đồ chó đẻ. Không sợ bị khu trục thì ngươi động thủ ta xem nào. Dương Tuấn hồn nhiên không sợ. Ở bên trong thiên tài huấn luyện doanh, nghiêm cấm đệ tử tùy ý động thủ. Một khi động thủ trừng phạt sẽ vô cùng nghiêm khắc, nhẹ nhất cũng là trục xuất thiên tài huấn luyện doanh, tước đi thân phận học viên, nặng thì càng không phải nói. Ngươi, ngươi, hai người tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không dám động tay, chỉ đành phóng ngoan thoại. Xú tiểu tử, có gan ngươi đừng ra khỏi thiên tài huấn luyện doanh, nếu rời khỏi thiên tài huấn luyện doanh. Lão tử sẽ cho ngươi đẹp mắt. Ta há lại sợ ngươi sao? Dương Tuấn cười lạnh một tiếng. Bạch Mông đứng ở một bên, ánh mắt lạnh như băng, hắn cũng là đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa, nhưng hành vi của đối phương lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Hơn nữa từ trên mặt cảm tình mà nói, Bạch Mông hoàn toàn đứng ở bên phía đám Lâm Tiêu, dù sao bọn hắn đều là đến từ Tân Vệ Thành, mà Nguyên Võ Thánh Địa thân là thế lực đỉnh tiêm ở Võ Linh Đế Quốc, trong đó đệ tử đông đảo, đừng nói tuyệt đại bộ phận đệ tử đều không có giao tình gì. Coi như là đệ tử có cứu oán với nhau cũng không hề ít. Đừng để ý đến bọn hắn, quả thực không thể nói lý. Kỳ Hồng hừ lạnh một tiếng, khảo thí thứ hạng bài danh đều là dựa vào bổn sự, cho giờ nào có đạo lý ai cướp gì của ai, thứ tự bị người khác vượt qua, vậy chỉ có thể trách mình tài nghệ không bằng người, nào có đạo lý trách người khác cướp đi chứ.
Lâm Tiêu căn bản mặc kệ đối phương, một đoàn năm người lúc này chuẩn bị rời đi. Nam tử đầu lĩnh thủy chung không nói gì, lập tứ lần nữa ngăn cản đường đi của năm người Lâm Tiêu. Sư huynh, chúng ta đã cho các ngươi đi sao? Hai gã đệ tử ở bên cười lạnh ra tiếng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt có chút nheo lại. Nếu như là người quen thuộc Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ biết, ánh mắt này của Lâm Tiêu đại biểu cho lòng hắn đã phẫn nộ rồi. Không muốn thế nào, chỉ bất quá đối với việc bài danh của ngươi cao hơn ta, ta rất là không phục, cho nên ta rất muốn luận bàn một chút, tỉ thí một chút, sao hả? Ngươi có dám đáp ứng không? Ánh mắt Hạ Nhất Minh u lãnh nhìn qua Lâm Tiêu, khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt. Lâm Tiêu khẽ giật mình. Tỉ thí? Đúng, công khai tỉ thí, lập ra đồ ước, huấn luyện doanh hoàn toàn ủng hộ đệ tử tỉ thí với nhau đấy. Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đối với việc mình rõ ràng bị một đệ tử đến từ nơi hoang vắng như Tân Vệ Thành đè xuống dưới, trong lòng hắn vô cùng không phục. Tất cả đệ tử ở bên đều hưng phấn, ngay cả thần sắc nhóm người Cổ Luân, Hoa Phượng Tú cũng có chút kích động. Khảo thí thạch bích màu đen cực kỳ không rõ ràng, căn bản không nhìn ra được thực lực chân chính của một đệ tử. Bọn hắn cũng muốn biết Lâm Tiêu cướp lấy vị trí đệ tam của Hạ Nhất Minh thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Lâm Tiêu lại cười lạnh nói. Không có hứng thú. Mọi người ngẩn ngơ, hiển nhiên đều không ngờ rằng Lâm Tiêu lại trả lời thế. Có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh đều là thiên chi kiêu tử, nội tâm vô cùng cao ngạo, người khác đến khiêu khích như thế, nếu quả thật có thực lực thì nhất định sẽ tiếp đón, hào hào giáo huấn đối phương một phen. Sao hả, biết rõ mình không sánh được với Hạ Nhất Minh sư huynh chúng ta, nên biến thành rùa đen rút đầu sao? Đây là người đẩy sư huynh khỏi đệ tam. Quả nhiên là tên hèn nhát, người như vậy cũng xứng bài danh đệ tam sao? Đến từ nơi nhỏ như Tân Vệ Thành, có thể ra nhân vật nào chứ? Thứ hạng kia không chừng là hắn thông qua thủ đoạn gì đó mới có được cũng nên. Hai gã đệ tử sau lưng Hạ Nhất Minh lúc này hung hăng càn quấy kêu lên. Hừ, các ngươi là thứ gì chứ? Nói muốn khiêu chiến thì khiêu chiến sao? Dương Tuấn cười lạnh nói. Ngươi không phải là sợ rồi sao? Hạ Nhất Minh khóe miệng lộ ra một tia cười khinh miệt. Ta còn tưởng ngươi là nhân vật thế nào, không nghĩ tới, hừ, bài danh bị phế vật như ngươi vượt qua, với ta mà nói quả thực là sỉ nhục. Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, dừng lại chút nói. Nếu như ngươi sợ ta, biết rõ thực lực không bằng ta, không muốn tiếp nhận tỉ thí vậy quên đi. Nói xong, Hạ Nhất Minh lúc này cười ha hả, thanh âm truyền vào tai mỗi một học viên ở đây. Tên này, thật sự là đáng giận. Mẹ nó, hận không thể tát cho hắn hai cái. Mấy người Dương Tuấn cắn răng nói. Người khác không rõ ràng lắm thực lực Lâm Tiêu, nhưng bọn hắn lại biết rất rõ. Trước khi Lâm Tiêu chưa đột phá thì bài danh đã ở trên Hạ Nhất Minh rồi. Sau khi đột phá thực lực khẳng định càng thêm tăng vọt, không muốn tiếp nhận khiêu chiến chỉ là khinh thường mà thôi. Trên bãi cỏ, dưới mọi người vây xem, Lâm Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Được muốn tỉ thí, có thể. Lâm Tiêu. Đám Kỳ Hồng ngoài ý muốn nhìn Lâm Tiêu, nhưng trong lòng lại nhịn không được kinh hỉ. Nếu như có thể, bọn hắn đương nhiên hy vọng Lâm Tiêu có thể giáo huấn giáo ra hỏa hung hăng càn quấy kia một trận. Trong mắt Hạ Nhất Minh cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ngoài ý muốn, hắn biết rõ phép khích tướng của mình rốt cục thành công. Hừ, không có hứng thú. Ta đã nói vậy, nếu ngươi còn không dám tiếp, truyền khắp cả thiên tài huấn luyện doanh ngươi chính là hèn nhát, vĩnh viễn bị người khinh thường, ngươi không tiếp cũng không được, đến lúc đó trong khiêu chiến ta sẽ cho ngươi biết, hậu quả khi đoạt đồ vật của Hạ Nhất Minh ta là gì. Sâu trong ánh mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia âm lãnh. Bất quá nếu là đổ đấu thì khẳng định phải có lợi, đổ đấu không có lợi ta không có hứng thú. Có thể, ngươi nói đi, đánh bạc bao nhiêu, ta đều tiếp nhận. Hạ Nhất Minh khinh thường nói. Muốn đánh bạc khẳng định phải lớn một chút, 3 triệu lượng đi. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua Hạ Nhất Minh. Sao hả, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Không dám, coi như bỏ qua đi. Một đám người chung quanh toàn bộ đều ngơ ngẩn. 3 triệu lượng. Hạ Nhất Minh cũng mở to hai mắt nhìn. 3 triệu lượng, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Phải biết rằng một quả tứ phẩm nguyên khí đan cũng mới chỉ có giá 50 vạn lượng, mà một quả ngũ phẩm nguyên khí đan, giá 5 triệu lượng, 3 triệu lượng, cũng gần như là toàn bộ gia sản của một võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường. Rồi, võ giả cần dùng đến rất nhiều tiền, bình thường võ giả tam chuyển đỉnh phong căn bản không có nhiều tài phú như vậy. Trên bãi cỏ, Lâm Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn Hạ Nhất Minh. Phải biết rằng toàn bộ gia sản trên người hắn hiện giờ chỉ mới không đến 4 triệu lượng, đây là bởi vì lúc trước cướp sạch huyết ma mã tặc đoàn. Hơn nữa thêm vào tiền lời 2 tháng trước, ở võ điện dược sư đường điên cuồng luyện chế đan dược đạt được, bởi vì tu luyện tiêu hao thật sự quá lớn, tam chuyển võ giả bình thường căn bản không có nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, thiên tài nguyên võ thánh địa phân bộ hiên giật quận thành như Hạ Nhất Minh, thiên tài có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh,
Lâm Tiêu tin tưởng tài phú trên người Hạ Nhất Minh này sẽ không ít hơn mình. Thật sự là thiên tài như vậy quá mức hiếm thấy, cũng được khắp nơi lôi kéo. Nguyên Võ Thánh Địa sẽ trọng điểm bồi dưỡng, một ít đan dược, bí tịch cần thiết cho tu luyện Nguyên Võ Thánh Địa nhất định sẽ cung cấp đầy đủ. Lâm Tiêu tin tưởng đối phương xuất ra 3 triệu lượng chưa hẳn đã là chuyện làm khó hắn. Chỗ khiến võ giả tốn hao nhiều nhất chính là đan dược và bí tịch sử dụng khi tu luyện. Chung quanh bãi cỏ, không ít đệ tử vây xem sau khi giật mình đều phục hồi tinh thần lại. Lâm Tiêu này quá độc ác, chẳng lẽ hắn không sợ thua sao? Một tên đệ tử nho nhỏ đến từ Tân Vệ Thành như hắn, trên người có nhiều ngân lượng vậy sao? Bình thường đệ tử tam chuyển đỉnh phong đổ đấu cũng chỉ là 50 vạn lượng, hơn thì cũng chỉ 1 triệu lượng đã là cực kỳ khủng khiếp rồi. 3 triệu lượng, coi như là những đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ bài danh top 50, cũng rất ít đánh bạc lớn như vậy. Trong đám người vây xem vang lên trận trận tiếng nghị luận, đều là cảm thấy vô cùng giật mình đối với Lâm Tiêu. Coi như là Cổ Luân, Hoa Phượng Tú bọn hắn cũng không khỏi thầm than Lâm Tiêu một tiếng hào khí, thủ bút lớn như 3 triệu lượng không phải bất luận kẻ nào cũng nói ra được, những thứ không nói khác. Trên người hai người bọn họ chưa hắn đã không có nhiều ngân lượng như vậy, nhưng bỏ bọn hắn mang ra toàn bộ để đổ đấu, đó là vạn lần không thể, một khi thua thì bọn hắn táng ra bại sản rồi, sau này ngay cả đan dược dùng cho tu luyện cũng không có mà dùng. 3 triệu lượng. Hạ Nhất Minh nheo mắt lại, nhìn kỹ Lâm Tiêu. 3 triệu lượng, hắn không phải là không có, nhưng đối với Hạ Nhất Minh mà nói cũng là một khoản tiền lớn, số tiền kia nếu như thua, đối với việc tu luyện sau này của hắn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tiểu tử này sao lại tự tin như vậy? Tự tin của hắn từ đâu ra? Hạ Nhất Minh nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử Tân Vệ Thành nhỏ nhỏ, trên người sao lại có nhiều tiền vậy được? Ngay từ đầu Hạ Nhất Minh vẫn rất lớn lối, nhưng hiện giờ hắn lại không khỏi có chút do dự. Dù sao bài danh trên bài danh Ngọc Bích Lâm Tiêu này còn trên hắn một bậc. Tuy rằng Hạ Nhất Minh đối với mình rất có lòng tin, nhưng đối mặt với phong hiểm lớn như thế Hạ Nhất Minh hay thấy do dự. Sao hả? Không dám sao? Không dám thì tránh ra. Lâm Tiêu suy cười một tiếng, mang theo 4 người Kỳ Hồng muốn rời đi. Không phải vừa rồi rất hung hăng càn quấy sao, hiện giờ lại rụt cổ rồi. Không có chứng cũng học người khác tới đổ đấu, thật sự là buồn cười. Nhìn bộ dáng kinh ngạc của 3 người Hạ Nhất Minh, trong lòng đám Dương Tuấn cũng rất vui thích. Các ngươi đừng vội ầm ĩ. Lâm Tiêu thấp giọng nói. 5 người Kỳ Hồng khẽ giật mình, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng nguyên một đám chợt đều không lên tiếng nữa. Chậm đã. Ngay khi Lâm Tiêu bọn hắn sắp rời đi, Hạ Nhất Minh lại đột nhiên lên tiếng. Hừ, ta cũng không tin một đệ tử Tân Vệ Thành nho nhỏ như, ngươi lại có nhiều ngân lượng như vậy, nhất định là đang dọa ta. Hơn nữa, Hạ Nhất Minh ta chính là thiên tài cao cấp nhất Nguyên Võ Thánh Địa lần này, còn có thể sợ một đệ tử nông thôn nho nhỏ như ngươi sao? Hạ Nhất Minh thầm động viên mình, trước kia hắn nhạy cảm thấy được Lâm Tiêu và Kỳ Hồng lén trao đổi, trong lòng lập tức liền định ra chủ ý. Sao hả, ngươi đã đáp ứng sao? 3 triệu lượng cũng không phải một số nhỏ đâu. Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng đấy. Lâm Tiêu xoay người, giống như hảo tâm nhắc nhở. Lời Lâm Tiêu nói càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh. So thì so, không phải là 3 triệu lượng sao, Hạ Nhất Minh ta không quan tâm. Hạ Nhất Minh ra vẻ hào khí nói, nhưng trong lòng lại âm thầm cắn răng. Đây chính là 3 triệu lượng, không phải 30 vạn lượng. Tốt, sảng khoái. Lâm Tiêu cười cười. Ngươi nói thời gian. Hạ Nhất Minh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Hẹn ngày không bằng gặp ngày, ngay hiện giờ luôn đi. Lâm Tiêu không chút do dự nói. Hiện giờ. Lâm Tiêu trả lời sảng khoái, như thế khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn. Cổ Luân bọn hắn cũng lắp bắp kinh hãi, chợt mỗi người đều trở nên hưng phấn. Đi, đi xem. Tân tấn đệ tử bài danh đệ tam chi tranh, có chút ý tứ. Để cho chúng ta đến xem chất lượng đệ tử tân tấn lần này như thế nào. Hai người này một người đệ tam, một người đệ tứ, cũng có thể thể hiện chất lượng lần này rồi. Rất nhiều đệ tử vây xem một bên đều hưng phấn nghị luận với nhau, đi theo phía sau bọn Lâm Tiêu. Rất nhiều học viên vây xem, khiến Hạ Nhất Minh ngay cả cơ hội từ chối cũng mất, hắn hiện giờ nếu cự tuyệt, chỉ sợ Hạ Nhất Minh hắn sẽ lập tức trở thành trò cười trong thiên tài huấn luyện doanh, cả đời này cũng rửa không sạch. Ta sợ cái gì, ta cũng không tin Hạ Nhất Minh ta sẽ không sánh bằng tên tiểu đệ tử đến, từ Tân Vệ Thành này. Ánh mắt Hạ Nhất Minh trở nên u lạnh, lại lần nữa khôi phục tin tưởng. Một đám người hạo hạo đãng đãng tiến đến khiêu chiến thất của thiên tài huấn luyện doanh. Khiêu chiến thất của thiên tài huấn luyện doanh cũng ở trong huấn luyện đại lâu. Trên thực tế ở trong thiên tài huấn luyện đại lâu 9 tầng này đã bao hàm tất cả mọi thứ, như ý chí thất, trọng lực thất, thí luyện thất đều ở trong này. Đám người Lâm Tiêu tiến vào trong đại lâu, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt vô số học viên. Sao nhiều người như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có người đổ đấu? Chẳng lẽ là cao thủ bài danh trước 10, bằng không sao lại nhiều người như vậy? Cái gì?
thì ra là đệ tử Tân Tấn lần này. Bài danh đệ tam và đệ tứ sao? Có chút ý tứ, dù sao hiện giờ không có việc gì, đệ tam và đệ tứ chênh lệch nhỏ như vậy, nghĩ đến hẳn là một hồi chiến đấu ngang tầm, đi xem một chút, vừa vặn xem một chút đệ tử Tân Tấn lần này thực lực thế nào. Có đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa ta, đi. Không ít học viên chuẩn bị ra huấn luyện đại lâu, hoặc vừa chuẩn bị đến tu luyện nghe được tin tức Lâm Tiêu và Hạ Nhất Minh đổ đấu, lúc này cùng đi theo tới. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, ngay cả đám Lý Dật Phong cũng nhận được tin tức này, bọn hắn đang trong tu luyện thất cao giai cũng lập tức đình chỉ tu luyện, đi tới chỗ khiêu chiến thất. Nơi này là đồ ước, hai người các ngươi nhìn kỹ đi, nếu như không có ý kiến gì thì ký tên vào. Trong khiêu chiến thất mỗi thời mỗi khắc đều có nhân viên công tác chủ trì, để giám sát khiêu chiến giữa đệ tử. Lâm Tiêu nhìn xuống đồ ước, thiên tài huấn luyện doanh cổ vũ đệ tử khiêu chiến, cạnh tranh, nhưng nghiêm cấm đệ tử trong lúc khiêu chiến hạ sát thủ. Nếu có ai dưới tình huống rõ ràng có thể chiến thắng còn thống hạ sát thủ, một khi thẩm tra, mặc kệ là đến từ thế lực nào, bất luận kẻ nào cũng không thể cầu tình, sẽ giết chết bất luận tội. Nếu như cố ý làm đối thủ tàn tật hoặc trọng thương, cũng gặp phải trừng phạt cực lớn, trình độ trừng phạt tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể chịu được. Điểm này thiên tài huấn luyện doanh làm vô cùng kiên quyết. Mục đích của bọn hắn là vì bồi dưỡng cho đế quốc, cho Hiên Giật Quần càng nhiều đệ tử thiên tài, cường giả đỉnh tiêm hơn nữa, mà không phải là diệt sát thiên tài. Đệ tử có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh mỗi người đều là tương lai và bảo bối của đế quốc và Hiên Giật Quận, chết bởi yêu thú hoặc trải qua nguy hiểm không gì đáng trách, nhưng chết trong tay đệ tử huấn luyện doanh vậy thì quá mức thua lỗ rồi. Đương nhiên, quy tắc là như thế, nhưng võ giả tỉ thí khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn, chỉ cần không phải cố ý huấn luyện doanh cũng sẽ không quá mức nghiêm khắc, nhưng trừng phạt nhất định không thiếu được. Đây cũng là để ngăn chặn đệ tử trong khi khiêu chiến động tâm tư không đứng đắn. Xuất ra tiền đặt cược của các ngươi đi. Ký xong hiệp nghị, nhân viên công tác lập tức nhìn về phía hai người. Lâm Tiêu không nói hai lời, trên đường sớm đã vụng trộm lấy ra 3 triệu lượng ngân phiếu từ trong Thương Long Tý ra để trong ngực, mà Hạ Nhất Minh ở bên cũng xuất ra kim phiếu và ngân phiếu tổng cộng giá trị 3 triệu lượng. Ngân phiếu của Lâm Tiêu tuy rằng là của Hối Thông Tiền Trang Tân Vệ Thành, nhưng Hối Thông Tiền Trang chính là một trong tứ đại tiền trang của Võ Linh Đế Quốc. Bất kỳ một thành trì nào có Hối Thông Tiền Trang đều có thể trực tiếp hối đoái. Tiểu tử này thật đúng là có nhiều ngân lượng như vậy. Ở đây không ít người đều lắp bắp kinh hãi. Xong xuôi thủ tục, Lâm Tiêu và Hạ Nhất Minh dưới ánh mắt của vô số học viên đi vào khiêu chiến thất. Khiêu chiến thất là một gian phòng cỡ lớn vô cùng rộng rãi, bố trí bên trong giống như một lôi đài, chung quanh bị một tầng nguyên lực hộ cháo trong suốt bảo hộ lấy. Cường độ phòng ngự của tầng nguyên lực hộ cháo này cực cao, trừ phi là võ giả cấp bậc quy nguyên cảnh. Nếu không coi như là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không cách nào phá vỡ được. Rút trường kiếm bên hông, Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi thật có can đảm dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, còn định ra tiền cược cao như vậy, thật không biết ngươi là tự tin hay tự đại nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hạ Nhất Minh khinh miệt cười cười, nguyên lực tam chuyển đỉnh phong trong cơ thể từ bên ngoài thân điên cuồng tán bật ra. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết. Ta thân là thiên tài Nguyên Võ Thánh Địa quận thành có gì khác với đệ tử đến từ Tân Vệ Thành nho nhỏ như ngươi. Hãy bớt giảm ngôn đi, phóng ngựa tới đi. Lâm Tiêu đạm mạc cười cười. Hạ Nhất Minh nhíu hai mắt lại, hai chân bỗng nhiên phát lực. Cơ hồ trong chớp mắt, Hạ Nhất Minh đã bỏ qua khoảng cách gần 50 mét lập tức đi đến trước mặt Lâm Tiêu. Hồ Quang Mạn Thiên Trảm. Một tiếng gầm nhẹ, Hạ Nhất Minh tay phải run động, trong hư không đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo kiếm quang sáng chói. Hơn 10 đạo kiếm quang này mỗi một đạo đều sáng như hồ quang, kiếm sáng lóng lánh chói mắt, hóa thành cầu vồng đầy trời tầng tầng bao lấy Lâm Tiêu ở trong đó. Trong hư không hơn 10 đạo kiếm quang không ngừng lóng lánh, mỗi một đạo đều sáng chói kinh người, nhìn như mạn vô ngân tích, nhưng hơn 10 đạo kiếm quang này lại có một tầng nguyên lực hùng hậu đặc biệt liên hệ, tầng tầng nghiền áp mà đến, nếu như cho rằng giữa kiếm quang có khe hở có thể đơn giản né qua, vậy thì 10 phần sai, lập tức sẽ lâm vào trong công kích của đối phương ngay. Phá sơn băng địa. Lâm Tiêu biết rõ bằng vỏ tránh né khẳng định không cách nào tránh kịp, trong đôi mắt lóe lên tinh mang, chiến đao màu đen bên hông bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo đao mang cực hạn phụt lên mà ra, khí thế hạo đãng, đinh tai nhức óc. Đao mang và kiếm quang va chạm, tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng, trong nguyên lực dư âm, thân ảnh Lâm Tiêu hóa thành một đạo hư ảnh bỗng dưng lóe ra. Có chút thực lực, nhưng còn kém xa lắm. Hạ Nhất Minh cười lạnh một tiếng, thấy Lâm Tiêu phá công kích của mình cũng không sợ hãi. Theo sát hắn lên, trường kiếm run run, 3 đạo kiếm quang hóa thành 3 đạo hồ quang từ 3 góc độ bất đồng lướt tới. Băng băng boang. Lâm Tiêu lập tức bổ ra 3 đao, đao đao lăng lệ ác liệt dị thường, hóa thành nguyên lực hồng lưu bổ vào trên kiếm quang.
đao khí và kiếm khí va chạm rồi sau đó nổ tung, đao khí hoàn toàn mất đi, mà kiếm khí của đối phương lại vẫn còn một tia lưu lại, chém thẳng đến. Vô ảnh phiêu hồng quyết thi triển, thân hình Lâm Tiêu bỗng nhiên phiêu hốt, hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi công kích của đối phương. Xuy xuy xùy, kiếm khí lưu lại chém xuống trên mặt đất ra đạo đạo bạch ngân, nếu như không phải Lâm Tiêu né tránh kịp thời, chỉ sợ đã bị kiếm khí lưu lại kia đánh trúng. Chút thực lực đó của ngươi cũng dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Xem ra hôm nay ngươi phải không công tiễn đưa ta 3 triệu lượng rồi, vừa hay để ta dùng để mua đan dược tu luyện. Hạ Nhất Minh cười nói, thông qua giao thủ ngắn ngủi lúc trước, hắn đã cảm nhận được đao pháp Lâm Tiêu tuy rằng không kém, nhưng cường độ nguyên lực của hắn lại không cách nào sánh được với mình. Cũng đúng, ngươi một chân võ giả tam chuyển trung kỳ sao có thể sánh được với chân võ giả tam chuyển đỉnh phong như ta được, huống chi ta tu luyện chính là công pháp địa cấp đê giai, kiếm pháp cũng là địa cấp đê giai, thân pháp, phòng ngự không cái nào không phải, ngươi một đệ tử tân vệ thành nho nhỏ lấy gì so với ta. Hạ Nhất Minh giờ phút này trong nội tâm tràn đầy tin tưởng, hắn thậm chí đang suy tính sau khi mình đạt được 3 triệu lượng sẽ sử dụng thế nào. Xem ra ta quả thật phải lần nữa lựa chọn một môn công pháp rồi. Công pháp cường đại hay không trực tiếp quan hệ đến cường độ nguyên lực, mà cường độ nguyên lực lại thể hiện ở lực công kích. Ánh mắt Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào Hạ Nhất Minh, trong nội tâm không có bối rối. Hắn trước kia cũng không toàn lực ứng phó, chỉ là lợi dụng đao khí thuần túy giao thủ với đối phương, chính là để cảm giác cường độ nguyên lực của đối phương một chút. Nếu như là ở nơi như Tân Vệ Thành, nhưng chân võ giả tam chuyển đỉnh phong kia đối mặt với một chiêu này của Lâm Tiêu về mặt nguyên lực căn bản không có ưu thế gì, bởi vì công pháp của bọn hắn không có khả năng quá mạnh mẽ. Nhưng sau khi đi vào thiên tài huấn luyện doanh lại khác, có thể tiến vào đây đều là thiên tài đỉnh tiêm trong các thế lực lớn, vì bồi dưỡng bọn hắn, công pháp mà các thế lực lớn cấp cho bọn hắn khẳng định hơn, xa các võ giả bình thường. Ngưng Nguyên Công tuy rằng là công pháp nhân cấp cao giai, lại thuộc loại đỉnh tiêm trong nhân cấp cao giai, nhưng so sánh với địa cấp đê giai của Hạ Nhất Minh lại không có bao nhiêu ưu thế cả. Thông qua kiểm tra đo lường trước kia, Lâm Tiêu cảm giác được rõ ràng điểm yếu của mình so với những thiên tài này. Bại cho ta. Hạ Nhất Minh chí khí hào hùng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trường kiếm trong tay không ngừng công kích tới Lâm Tiêu, mà Lâm Tiêu cũng lao đến, chiến đao đạo đạo bức người, hai đạo quang ảnh tốc độ kinh người điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều bắn ra thanh âm nổ vang đáng sợ. Lâm Tiêu này và Hạ Nhất Minh thật sự là ngang tay. Bất quá xem phần thắng, Hạ Nhất Minh lại cao hơn Lâm Tiêu không ít. Đó là khẳng định, ở mặt nguyên lực, Hạ Nhất Minh mạnh hơn Lâm Tiêu một chút, mà phương diện khác hai người cũng không kém bao nhiêu, bất quá Hạ Nhất Minh dù sao cũng là thiên tài nguyên võ thánh địa phân bộ Hiên Giật quận thành, công pháp, võ kỹ tu luyện đều không kém, mà Lâm Tiêu lại đến từ nơi nhỏ bé như Tân Vệ Thành, công pháp tu luyện khẳng định không bằng Hạ Nhất Minh. Như thế, các ngươi nhìn thân pháp của Lâm Tiêu kia, phiêu hốt bất định mờ ảo dị thường, tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng không tốt bao nhiêu, rất có thể chỉ là thân pháp nhân cấp cao giai, chỉ có điều được Lâm Tiêu kia tu luyện đến cảnh giới cao nhất, cho nên mới có thể cân sức ngang tài, với Hạ Nhất Minh tu luyện thân pháp địa cấp đê giai. Ta cũng coi trọng Hạ Nhất Minh, ở phương diện võ kỹ, công pháp, Lâm Tiêu kia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi quá lớn. Hơn nữa đẳng cấp một người là tam chuyển trung kỳ, một người là tam chuyển đỉnh phong. Lâm Tiêu kia có thể kiên trì đến bây giờ đã có chút không dễ rồi. Chẳng lẽ bài danh trên bài danh Ngọc Bích thật sự có sai lầm? Vậy cũng chưa chắc, Lâm Tiêu khi khảo khí ở thạch bích màu đen ta cũng đi xem. Hắn thi triển một môn thân pháp tốc độ cực nhanh, có thể so với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Bất quá loại thân pháp tốc độ này có lẽ chỉ có thể dùng khi lẩn trốn, trong chiến đấu rất khó khống chế, khi khảo thí có thể là ở phương diện này tăng phúc thêm cho hắn, bất quá hai người khiêu chiến so đấu cũng không phải là tốc độ ai chạy nhanh hơn. Bên ngoài khiêu chiến thất, không ít đệ tử vây xem trong miệng đều phát ra trận trận thanh âm nghị luận, thân là thiên tài trong thiên tài huấn luyện doanh, thực lực và ánh mắt của bọn hắn tự nhiên không kém, chiến đấu giữa Lâm Tiêu và Hạ Nhất Minh có thể dễ dàng nhìn thấu được. So với những người khác coi trọng Hạ Nhất Minh, trong lòng Kỳ Hồng bọn hắn tuy rằng cũng không bối rối, nhưng lại âm thầm lo lắng. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, đến tận giờ, Lâm Tiêu vẫn còn chưa bạo lộ thực lực tam chuyển hậu kỳ của hắn. Hơn nữa ngay cả đao ý, thân phận luyện dược sư đều chưa triển lộ ra, thậm chí ngay cả địa cấp đao pháp như Luân Hồi Đao Quyết cũng chưa thi triển, bởi vậy tự nhiên phải rơi vào hạ phong. Dưới các đợt tiến công điên cuồng của Hạ Nhất Minh, thân hình Lâm Tiêu không ngừng chớp động như một đạo gió mát phiêu hốt bất định. Không ngừng né tránh, chuyển rời vị trí trong đạo đạo kiếm quang. Đến lúc phản kích rồi. Trong chiến đấu Lâm Tiêu bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc lui về phía sau, rơi vào một góc trong khiêu chiến thất. Hổn hển, hổn hển. Lâm Tiêu thở phì phò kịch liệt, trán đầy mồ hôi, thông qua khoảng thời gian kịch liệt ngăn cản lúc trước, Lâm Tiêu đối với các phương diện của mình khác gì,
với một gã chân võ giả tam chuyển đỉnh phong tu luyện địa cấp võ kỹ đã hiểu rất rõ, đồng thời cũng đối với con đường phát triển sau này của mình có nhận thức mới. Không có loại cảm nhận tự mình trải nghiệm này, Lâm Tiêu rất khó có thể nhanh chóng phát triển được. Sao hả? Sao không đánh tiếp, chuẩn bị đầu hàng sao? Hạ Nhất Minh cầm trong tay bảo kiếm, chậm rãi đi về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, có lẽ ngươi ở trong Tân Vệ Thành các ngươi xưng vương xưng bá, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến không ít võ giả bình thường, nhưng đi tới Hiên Giật quận thành này ngươi so với cái gì cũng không bằng. Lần này ngươi thua ta, thua 3 triệu lượng là cho ngươi một bài học khiến ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, về sau không nên liều lĩnh vậy nữa. Đồng thời, Hạ Nhất Minh ta cũng muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Giờ phút này trong lòng của hắn cực kỳ đắc ý và thoải mái. Theo hắn thấy thì Lâm Tiêu đã không còn lực hoàn thủ trước công kích của mình nữa. Chỉ cần mình thêm chút sức là có thể đánh bại đối phương dễ dàng. Đối mặt với sự hung hăng càn quấy của Hạ Nhất Minh, Lâm Tiêu dưới ánh mắt của mọi người lại không có chút sợ hãi, ngược lại nhếch miệng cười cười. Chơi với ngươi đủ rồi, đã đến lúc chấm dứt chiến đấu. Lâm Tiêu bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Hạ Nhất Minh, đồng thời chiến đao trong tay mạnh mẽ đánh tới. Không khí lập tức bị chảm ra một đạo khí lãng màu trắng mờ, trong khí lãng một đạo đao mang như thiểm điện cuốn tới. Cái gì? Hạ Nhất Minh khẽ giật mình, chợt ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Buồn cười. Trên bảo kiếm màu xanh truyền đến một đạo nguyên lực chấn động kịch liệt, Hạ Nhất Minh một kiếm chém lên đao khí do Lâm Tiêu bổ ra. Tiếng nổ mạnh vang lên, dưới khí lãng kịch liệt quay cùng thân hình Hạ Nhất Minh lui về sau 2 bước. Cái gì? Hạ Nhất Minh lắp bắp kinh hãi, một đao trước kia, hắn rõ ràng cảm giác được uy lực ẩn chứa trên đó, tựa hồ còn mạnh hơn trước vài phần. Không có cho hắn thời gian giật mình, Lâm Tiêu một đao bổ ra, thân hình nhoáng lên, không ngờ lại bổ ra đao thứ hai. Một đao kia bổ ra, ánh đao sáng chói, ý cảnh xuân hạ thu đông lưu chuyển trên đó, ẩn chứa nguyên lực cực hạn đáng sợ, đao khí lâm thể. Trong nội tâm Hạ Nhất Minh vậy mà dâng lên một cổ cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tứ quý luân hồi đao. Lâm Tiêu ánh mắt như điện, chiến đao không chút do dự chém xuống. Xú tiểu tử, thì ra ngươi một mực vẫn ẩn giấu thực lực, bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Nói đùa, ta cũng chưa dùng toàn lực đâu. Lông tơ toàn thân dựng thẳng lên, cảm giác được nguy cơ vô cùng. Sắc mặt Hạ Nhất Minh đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn. Tam tài quyết biệt kiếm kinh tuyệt thiên hạ. Trong lúc nguy cấp, nguyên lực toàn thân Hạ Nhất Minh điên cuồng vận chuyển, nguyên chỉ cổ đãng, vận chuyển một cổ nguyên lực bành trướng đến tay phải. Một đạo kiếm quang sáng chói xuất hiện trong hư không, hạo hạo đãng đãng, tinh khí trùng thiên, trực tiếp đụng vào tứ quý luân hồi đao của Lâm Tiêu. Hai cổ kiếm khí và đao khí điên cuồng va chạm, tầng tầng nghiền nát, một đao kia của Lâm Tiêu cũng không dung hợp đao ý và tăng thực lực lên đến tam chuyển hậu kỳ, đao khí tứ quý luân hồi đao dưới một kích toàn lực của Hạ Nhất Minh lập tức tan rã. Bị đánh nát bấy, kiếm khí điên cuồng bắn khắp bốn phía, thân hình Lâm Tiêu hăng hái lui về phía sau. Muốn tránh, không đơn giản vậy đâu. Thiên la địa võng, suy suy suy. Hạ Nhất Minh một chiêu chiếm ưu thế, lập tức lấn tới, không cho Lâm Tiêu chút cơ hội thở dốc nào cả. Trường kiếm run run trong hư không rồi đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang giao nhau tung hoành, hình thành một tấm kiếm võng thật lớn. Kiếm võng do kiếm quang tạo thành ập xuống, tầng tầng bao phủ lấy Lâm Tiêu, tránh cũng không thể tránh. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, phần thân hóa ảnh quyết, kiếm quang phủ xuống, tầng tầng bao lấy Lâm Tiêu, kiếm quang kịch liệt rảo sát xuống thân ảnh Lâm Tiêu lập tức phá vỡ, bị xoắn đến nát bấy, nhưng không có một chút máu tươi chảy ra. Cái gì, là tàn ảnh? Hạ Nhất Minh thấy thế nội tâm không khỏi cả kinh. Cùng lúc đó một đạo đao mang lăng lệ ác liệt từ một bên đánh úp lại. Cút ngay, Hạ Nhất Minh vội vàng đi ngăn cản, nhưng đao khí của Lâm Tiêu lại không thể địch nổi, trực tiếp phá vỡ kiếm khí của hắn. Rồi sau đó vỡ ra nguyên lực phòng ngự ngoài thân hắn, đao khí nhập vào cơ thể, kinh mạch Hạ Nhất Minh bị phá vỡ, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận. Hạ Nhất Minh giờ phút này trong lòng vừa sợ vừa giận, kiệt lực điều động nguyên lực còn sót lại trong cơ thể chuẩn bị phản kích. Hàn ý xâm lãnh ý đánh úp lại, thân hình Hạ Nhất Minh dừng lại, trừng lớn hai mắt kinh sợ. Sát cơ lạnh buốt tràn ngập, một thanh chiến đao màu đen không ngờ gác trên cổ hắn, khiến tóc gáy toàn thân hắn đều dựng thẳng lên. Ngươi thua. Lâm Tiêu đạm mạc nói. Luận thực lực, Hạ Nhất Minh đích thật không kém, nhưng hắn thân là một trong các thiên tài đỉnh tiêm Hiên Giật quận thành lại chưa từng gặp qua bao nhiêu mưa gió, so với Lâm Tiêu dám quyết đấu sinh tử với trợ lý giáo quan, từng bước nguy cơ, càng ngày đêm chém giết với yêu thú chém giết, trải qua cao thủ ám sát và thú triều tập kích thì Hạ Nhất Minh vẫn còn quá non. Trên thực tế thực lực Hạ Nhất Minh cũng không yếu, nhưng ở mặt chém giết sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu thì Hạ Nhất Minh kém xa Lâm Tiêu. Huống chi trên bài danh Ngọc Bích thì thực lực Lâm Tiêu vốn ở trên Hạ Nhất Minh. Dù hắn không thi triển tinh thần công kích,
không bạo lộ đao ý, toàn lực chiến đấu, chỉ dùng thực lực tam chuyển trung kỳ và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh trong nội tâm tràn đầy khó có thể tin, hắn không rõ vì sao trước kia còn chiếm thượng phong, ép cho Lâm Tiêu liên tiếp bại lui trong nháy mắt đã thua. Nhưng cảm thụ được lưỡi đao sâm lãnh gác trên cổ mình, sát cơ lạnh như băng rót vào da thịt, Hạ Nhất Minh lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Nếu như Hạ Nhất Minh biết rõ Lâm Tiêu còn chưa hoàn toàn thi triển ra lực lượng chân chính của bản thân thì chỉ sợ trong lòng hắn càng thêm khó có thể tiếp nhận. Bên ngoài khiêu chiến thất, rất nhiều đệ tử một mực vây xem cũng ngây dại, bọn hắn như thế nào cũng không ngờ rằng chuyện vậy mà lại có kết cục như vậy. Lâm Tiêu này che giấu thực sâu, ngay từ đầu rõ ràng còn ở vào hạ phong, nháy mắt rõ ràng đã xoay người chiến thắng rồi, tốc độ này cũng quá nhanh đi. 3 triệu lượng bạch ngân, bị Lâm Tiêu kia thoáng cái thắng đi 3 triệu lượng bạch ngân, chỉ sợ Hạ Nhất Minh của Nguyên Võ Thánh Địa giận điên lên rồi. Đường đường thiên tài phân bộ Nguyên Võ Thánh Địa tại quận thành, thậm chí ngay cả đệ tử đến từ Tân Vệ Thành, loại yếu nhất trong các vệ thành cũng không thể đánh bại, Hạ Nhất Minh kia thật khiến Nguyên Võ Thánh Địa mất mặt. Nếu như bị đám thiên tài Nguyên Võ Thánh Địa khác biết rõ, chỉ sợ bọn họ hận không thể bổ Hạ Nhất Minh ra. Chung quanh vô số đệ tử nghị luận nhau nhau, trong đôi mắt đều tỏ vẻ khiếp sợ, mà mấy thiên tài đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa thì sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Thực lực Lâm Tiêu kia kỳ thật không khác Hạ Nhất Minh lắm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú hơn Hạ Nhất Minh nhiều. Cũng có một ít đệ tử cường đại vây xem, nhạy cảm nhìn ra chênh lệch giữa song phương. Lần này Lâm Tiêu và Hạ Nhất Minh đổ đấu, Tân Vệ Thành Lâm Tiêu thắng. Nhân viên công tác ở bên tuyên bố kết quả, mà trong tiếng nghị luận của mọi người, hai người Lâm Tiêu và Hạ Nhất Minh cũng cùng nhau đi ra. Lâm Tiêu thần sắc nhẹ nhõm, mà Hạ Nhất Minh kia thì sắc mặt tái nhợt. Đáng chết, đáng chết. Hạ Nhất Minh cắn răng, hai đấm nắm chặt, sắc mặt lộ ra vô cùng khó coi. Trận chiến này qua đi hắn biết rõ mặt mũi của mình, trong thiên tài huấn luyện doanh đều đã mất hết rồi, trở thành trò cười bị mọi người đàm tiếu. Càng khiến Hạ Nhất Minh thịt đau chính là 3 triệu lượng bạc kia. Đây chính là toàn bộ gia sản của hắn thoáng cái thua 3 triệu lượng, đoạn thời gian sau này chỉ sợ tu luyện cũng phải thắt lưng buộc bụng rồi. Lâm Tiêu, đây là tiền đặt cược ngươi thắng được. Dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, nhân viên công tác đi đến trước mặt Lâm Tiêu, giao 600 vạn lượng ngân phiếu song phương đặt cược cho Lâm Tiêu. Mẹ nó, tổng cộng 600 vạn lượng, Lâm Tiêu này mới vừa gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, ngân lượng trên người đã nhiều hơn cả ta. Thật sự là kiếm lợi lớn. Thấy nhiều tiền như vậy, không ít đệ tử chung quanh đều âm thầm hâm mộ, 600 vạn lượng không phải một số nhỏ, trong bọn họ một ít thiên tài tam chuyển đỉnh phong thành danh đã lâu tất cả tài sản, trên người cũng chỉ có vậy, đây là bởi vì bọn họ đều là thiên tài cao cấp nhất Hiên Giật quận thành, nếu như ở nơi nhỏ như Tân Vệ Thành, coi như là gia sản toàn thân một gã võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, cũng chưa chắc đã nhiều như vậy. Lâm Tiêu, ngươi một lần đã lợi nhuận nhiều như vậy, vừa vặn cơm tối còn chưa ăn, tối nay ngươi nhất định phải mời đấy. Bốn người Kỳ Hồng cười đi tới. Tốt, đương nhiên không có vấn đề. Lâm Tiêu cười nói, thắng 3 triệu lượng tâm tình của hắn cũng thật tốt, càng quan trọng hơn là, thông qua chiến đấu trước kia hắn hiểu được điểm yếu của mình và chỗ cần phải bù đắp. Lâm Tiêu bọn hắn vẻ mặt tươi cười, Hạ Nhất Minh ở bên dĩ nhiên lại không được vui vẻ như vậy. Hạ Nhất Minh sư huynh. Hai gã đệ tử trước kia đi theo Hạ Nhất Minh cũng đi tới, sắc mặt cũng rất khó coi, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sư huynh của mình vậy mà lại thất bại. Lần này để tiểu tử kia đắc ý, mặt mũi này ta nhất định phải tìm về. Hạ Nhất Minh cắn răng nói. Lý Dật Phong bọn hắn mỉm cười nhìn Lâm Tiêu thẳng đổ đấu, bất quá cũng không tiến lên. Đi, chúng ta ăn cơm đi. Năm người Lâm Tiêu đàm tiếu lấy, đi ra bên ngoài. Đúng lúc này, trong hàng đệ tử vây xem đột nhiên đi ra một đám đệ tử vây xem. Trong đó một gã nam tử dáng người khôi ngô, tuy rằng tuổi chỉ chừng 20, nhưng hình thể lại có thể sánh với võ giả trung niên. Mang đến cho người một loại khí thế cực kỳ có tính áp bách. Nam tử kia chằm chằm vào Lâm Tiêu, ánh mắt nóng rực, mở miệng nói. Lâm Tiêu, thực lực của ngươi rất không tồi, nhìn ra được kinh nghiệm chiến đấu của ngươi rất phong phú. Ta thích nhất giao thủ với đệ tử kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Không biết ngươi có dám đổ đấu với ta một hồi không? Cũng giống như Hạ Nhất Minh, đánh bạc 3 triệu lượng bạch ngân, ngươi có dám không? Yên tĩnh, các học viên nguyên vốn chuẩn bị rời đi đều dừng bước chân. Nguyên một đám ánh mắt nhìn sang, đồng thời trong mắt toát ra một tia hưng phấn. Trong huấn luyện doanh suốt ngày chỉ có tu luyện, đối những võ giả yêu thích nhiệt huyết này mà nói rất là nhàm chán và tịch mịch, hiện giờ nhìn thấy lại có người khiêu chiến Lâm Tiêu, nguyên một đám lập tức đều trở nên hưng phấn. Là Vương Cường của Nguyên Võ Thánh Địa, bài danh trên bài danh Ngọc Bích là 121, hẳn là Vương Cường kia nhìn thấy đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa bị đánh bại, muốn thay Nguyên Võ Thánh Địa bọn hắn lấy lại danh dự. Vương Cường này là đệ tử đã tu luyện một năm tại huấn luyện doanh, tuy rằng cũng là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong,
nhưng ở trên thực lực khẳng định mạnh hơn Hạ Nhất Minh kia không ít. Hắn đi khiêu chiến tân nhân vừa gia nhập như Lâm Tiêu, thật sự không biết xấu hổ. Lúc trước thực lực Lâm Tiêu mọi người đều thấy rõ, chỉ sàn sàn với Hạ Nhất Minh, chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu phong phú một chút nếu như đáp ứng lời khiêu chiến của Vương Cường, căn bản chính là đưa tiền. Kẻ đần mới chịu đáp ứng, Lâm Tiêu kia nhất định sẽ cự tuyệt. Đệ tử chung quanh nghị luận nhau nhau, tuy rằng bọn hắn rất hy vọng thấy được khiêu chiến đặc sắc, nhưng bọn hắn cũng biết, Lâm Tiêu không thể nào đáp ứng khiêu chiến của đối phương được. Vương Cường, chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, bài danh 121, Lâm Tiêu nhìn Vương Cường kia, lời của các học viên ở chung quanh hắn nghe rất rõ ràng. Đúng, ta nghe nói ngươi hôm nay bài danh thứ 140, đó là bởi vì còn chưa tiến hành khảo hạch thí luyện thất, dùng kinh nghiệm chiến đấu của ngươi trong thí luyện thất nhất định sẽ chiếm cứ ưu thế, ta cũng chỉ bài danh 121, tổng hợp thực lực ngươi chưa chắc đã kém hơn ta, sao hả, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Vương Cường lạnh lùng cười cười. Nếu ngươi có cố kỵ, ta có thể làm ra nhượng bộ, không đánh bạc lớn như ngươi và Hạ Nhất Minh, 2 triệu lượng, 1 triệu lượng, tùy ngươi nói, ngươi nói đánh bạc bao nhiêu thì đánh bạc bấy nhiêu, sao hả, có dám không? Vương Cường khí thế bức người, giống như cột điện đứng ở trước mặt bọn người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, chúng ta đừng để ý đến hắn, hắn là học viên cũ đã tu luyện ở đây 1 năm, cũng không biết xấu hổ tới khiêu chiến ngươi. Kỳ Hồng bọn họ đều cười lạnh, tâm tư đối phương bọn hắn sao không rõ, đơn giản là muốn Lâm Tiêu cùng hắn đổ đấu, tìm lại mặt mũi trước kia thôi. Lâm Tiêu lại không động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Sao hả? Kỳ Hồng bọn hắn thấy ánh mắt Lâm Tiêu đều hoảng sợ, chẳng lẽ... Chắc chắn là đánh bạc bao nhiêu đều theo ta chứ? Lâm Tiêu nhếch miệng cười cười. Trong nội tâm đệ tử vây xem cũng nhảy dựng, Lâm Tiêu nói lời này, tựa hồ có hy vọng. Đương nhiên. Vương Cường ánh mắt u lãnh. Ngươi muốn đánh cuộc bao nhiêu? 2 triệu lượng. 1 triệu lượng. Nếu không thì 1 triệu lượng đi. Ngươi vừa rồi thắng Hạ Nhất Minh 3 triệu lượng. 1 triệu lượng này đối với ngươi chỉ là chút đỉnh. Bất quá ta thấy ngươi kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy, nói không chừng còn có thể thắng ta đấy. Vương Cường biết rõ loại thiên tài kinh nghiệm chiến đấu phong phú như Lâm Tiêu, thường thường luôn tràn đầy tin tưởng với mình, chỉ cần có chút hy vọng, coi như đối mặt với võ giả thực lực mạnh hơn mình bọn hắn cũng đều dám khiêu chiến. Lâm Tiêu đột nhiên suy cười một tiếng. Ngươi cũng là học viên cũ trong huấn luyện doanh, 1 triệu lượng ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra, như vậy đi, 5 triệu lượng, ngươi có dám đánh cuộc không, ngươi nguyện ý đánh bạc, ta sẽ đáp ứng ngươi. Cái gì? Đệ tử chung quanh vốn còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Dù bận vẫn ung dung nhìn hai người, nhưng sau khi nghe được 5 triệu lượng nguyên một đám không khỏi sợ ngây người. Lâm Tiêu ngươi, Kỳ Hồng bọn hắn cũng càng hoảng sợ. Mà Vương Cường cũng trừng mắt, chợt hai mắt lập tức có chút nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Hắn không rõ, Lâm Tiêu làm sao dám đánh bạc lớn như vậy, hắn là tự tin hay tự đại đây? 5 triệu lượng, đây là khái niệm gì, không sai biệt lắm tương đương một khoảng ngũ phẩm nguyên khí đan, thi thể một đầu lục tinh yêu thú. Vương Cường hắn thân là thiên tài cao cấp nhất nguyên võ thánh địa ở Hiên Giật quận thành. Gia nhập thiên tài huấn luyện doanh 1 năm, rất nhiều thứ đều không cần tự mình tốn hao, vất vất vả lâu như vậy, tất cả tích xúc trên người cũng chỉ không đến 600 vạn lượng, 5 triệu lượng trực tiếp chẳng khác nào là toàn bộ gia sản của hắn rồi. Lâm Tiêu nhìn Vương Cường giật mình, nhưng trong lòng lại đang cười lạnh, nói cái gì mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nói không chừng có thể thắng, còn không phải là vì khiến mình đáp ứng đổ đấu với hắn sao? Vương Cường này nếu như không có 10 phần nắm chắc, sao dám đi lên khiêu chiến mình? Đơn giản là thấy mình tỉ thí với Hạ Nhất Minh lúc trước, cho rằng hiểu được thực lực của mình, muốn đi lên Thanh Nguyên Võ Thánh Địa lấy lại danh dự, thuận tiện gạt mình một phen thôi. Bất quá có cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không lãng phí, vốn hắn còn không chuẩn bị bạo lộ thực lực tam chuyển hậu kỳ của mình. Bất quá nếu đối phương đã nguyện ý đi lên đưa tiền, vậy thì không trách được hắn rồi. Nếu như là đệ tử top 100 trên bài danh Ngọc Bích, Lâm Tiêu nói không chừng còn phải nghĩ kỹ, nhưng Vương Cường này bài danh chỉ là 121 muốn đi lên chiếm tiện nghi, thật đúng là tưởng rằng học viên cũ có thể quét ngang tất cả sao. Sao hả? Không dám sao? Không dám coi như bỏ qua đi. Lâm Tiêu sủi cười một tiếng, trong đôi mắt toát ra một tia khinh thường. Không dám? Ai nói ta không dám? Vương Cường cắn răng một cái, xem ánh mắt hắn hiển nhiên cũng đã liều mạng. Chúng ta hiện giờ liền so, ký đồ ước. 5 triệu lượng đối với Vương Cường mà nói cơ hồ là tất cả gia sản, một khi thua cơ hồ táng ra bại sản, nhưng nếu thắng tài phú trên người lập tức có thể tăng vọt gấp đôi, tiền lời cũng vô cùng kinh người. Quan trọng hơn là lúc trước Vương Cường đã thấy Lâm Tiêu tỉ thí với Hạ Nhất Minh, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ thắng. Tự cầm đá nện vào chân mình rồi. Tất cả đệ tử chung quanh đều trêu tức nhìn Lâm Tiêu, xem hắn trả lời như thế nào. Cách đó không xa, Lý Dật Phong bọn hắn cũng lắc đầu, sư đệ này của mình tuy rằng mạnh,
nhưng lại có chút quá vọng động rồi, vốn bọn hắn còn muốn đến đây ngăn cản, nhưng hơi cân nhắc một chút lại bỏ đi ý niệm. Có một số việc vẫn phải chịu thiệt mới có thể nhớ kỹ, 5 triệu lượng mua một bài học tuy rằng đắt đỏ, nhưng giáo huấn đắt thì kinh nghiệm mới chân quý. Lâm Tiêu lại không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng, dẫn đầu đi về phía khiêu chiến thất. Rõ ràng thật sự đã đáp ứng. Lâm Tiêu này quá độc ác, thật sự là cho không tiền mà. Hắn là điên rồi, hay là đã tính trước? 5 triệu lượng, coi như là một ít võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành bài danh top 50, trong huấn luyện doanh khiêu chiến với nhau cũng rất ít khi đạt đến mức này. Cơ hồ tất cả đệ tử ở đây đều nhìn Lâm Tiêu như tên điên, không rõ hắn sao lại đưa ra cái giá như vậy, càng không rõ hắn rõ ràng thật sự đã đáp ứng. Có thể trở thành học viên thiên tài huấn luyện doanh người nào không phải, là nhân vật thiên tư chắc tuyệt, thông qua chiến đấu giữa Lâm Tiêu và Hạ Nhất Minh lúc trước, đối với thực lực Lâm Tiêu mọi người đã khá hiểu rõ, theo bọn hắn thấy thì Lâm Tiêu thực quyết đấu với Vương Cường, thì xác suất chiến thắng quả thật thấp đến kinh người. Mà ngay cả nhân viên công tác của thiên tài huấn luyện doanh cũng mặt lộ vẻ giật mình. Bất quá vẫn công bình công chính xử lý tốt thủ tục. Hai người từng người nộp lên 5 triệu lượng, đi vào khiêu chiến thất. Một trận chiến này quyết định 10 triệu lượng thuộc về ai, ai thắng sẽ có được 10 triệu lượng. Móa, sớm biết Lâm Tiêu này xúc động như vậy, ta cũng đi lên khiêu chiến rồi, nói không chừng có thể thắng được 5 triệu lượng. Khi không mất đi cơ hội kiếm tiền. Đám người nhao nhao nghị luận, không ít đệ tử đều ảo não dị thường. Trước kia Vương Cường khiêu chiến bọn hắn đều ôm lòng chế giễu, thật không nghĩ đến Lâm Tiêu vậy mà thật sự đã đáp ứng. Lại khiến trong lòng bọn hắn hối hận không thôi. Trong khiêu chiến thất, Lâm Tiêu và Vương Cường xa xa đứng thẳng. Vương Cường từ phía sau lưng xuất ra một thanh chiến phủ này cao cỡ nửa người, lưỡi phủ sắc bén dị thường, không giống bình thường, mà còn có đạo đạo răng cưa, tản ra hàn mang. Phủ khẩu tạo hình như vậy ở trình độ sắc bén sẽ có chỗ yếu bớt, nhưng ở tính thiết cát và tính phá hư lại được tăng cường rất lớn, đối phó những yêu thú da dày thịt béo, hình thể khổng lồ kia càng thêm có tính sát thương. Ngoại trừ phủ khẩu hiện có hình răng cưa ra, trên lưng búa càng nổi bật ra một đạo mũi nhọn, vô cùng dữ tợn. Lâm Tiêu, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự dám tiếp nhận khiêu chiến của ta, ngươi cho rằng ngươi đánh bại Hạ Nhất Minh là rất giỏi sao? Quả thực buồn cười, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết một chút về chênh lệch giữa học viên cũ và học viên mới. Vương Cường nhếch miệng cười cười, ánh mắt lạnh như băng, lúc này hắn đã lột bỏ ngụy trang lúc đầu, lộ ra mục đích thật của mình. Vừa rồi Hạ Nhất Minh trước khi chiến đấu cũng nói không khác ngươi lắm. Đáng tiếc cuối cùng hắn thua. Lâm Tiêu khóe miệng nhếch lên mỉm cười, thần thái nhẹ nhàng. Hạ Nhất Minh, lấy hắn so với ta. Hừ. Vương Cường hừ lạnh một tiếng, thân hình mạnh mẽ động. Thân thể cao lớn như một cỗ xe tăng hạng nặng, tốc độ Vương Cường lập tức tăng lên tới cực hạn, thân hình vạch phá không khí lưu lại trong hư không một đạo tàn ảnh, cuồng mãnh phóng tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu như thiểm điện rút ra chiến đao màu đen, cũng nhanh chóng vọt tới trước. Đi chết. Vương Cường gầm lên giận dữ, cự phủ trong tay không chút lưu tình đánh xuống Lâm Tiêu, cự phủ ở trong hư không mang theo một đạo tàn ảnh, bổ ra không khí truyền ra tiếng ô minh kịch liệt. Trông thấy hình thể Vương Cường, Lâm Tiêu đã biết rõ đối phương tuyệt đối là võ giả hệ sức mạnh, chiến đao trong tay căn bản không cùng hắn cứng đối cứng, vô ảnh phiêu hồng quyết thi triển, thân hình Lâm Tiêu vừa tiếp xúc với Vương Cường lập tức hóa thành một đạo gió mát mờ ảo, bỗng nhiên tránh thoát khỏi công kích của Vương Cường, chiến đao màu đen như thiểm điện lướt ra. Hóa thành một đạo hàn mang bổ về phía cổ Vương Cường. Vương Cường ánh mắt u lãnh, đối mặt với công kích của Lâm Tiêu thần sắc không có chút kinh hoàng, ngược lại lộ ra một tia lạnh lùng đã tính trước. Khi chiến đao Lâm Tiêu sắp bổ trúng Vương Cường, hai chân Vương Cường liên tục lắc lư, thân hình vậy mà mơ hồ hóa thành một cái bóng tránh đi công kích của Lâm Tiêu, đồng thời chiến phủ nơi tay phải xoay chuyển, lưỡi búa chớp động hóa thành đạo đạo phủ hoa bao phủ lấy quanh thân Lâm Tiêu. Cự phủ với tư cách vũ khí hạng nặng thường thường dùng lực phá địch, nhưng ở trong tay Vương Cường vậy mà vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, giống như vung vẩy một cọng rơm dạ vậy, mà thân pháp Vương Cường càng vô cùng tinh diệu, hắn hình thể cực kỳ khôi ngô rõ ràng cho người một loại cảm giác phiêu hốt bất định, giống như lá liễu không ngừng đong đưa trong gió, lại dùng làm một thể với hoàn cảnh chung quanh, hiển nhiên thân pháp còn trên cả Hạ Nhất Minh lúc trước. Không tốt, Lâm Tiêu trong nội tâm cả kinh, chiến đao mạnh mẽ quay lại, cùng cự phủ của Vương Cường mãnh liệt va chạm trong hư không. Tiếng kim thiết giao thương kịch liệt vang lên, chiến đao và chiến phủ va chạm, nguyên lực ẩn chứa trong hai vũ khí lúc này xông tới, ở trong hư không phát ra trận trận nổ đùng, hình thành một cổ khí lãng khổng lồ cuốn khắp chung quanh. Trong khí lãng Lâm Tiêu bay ngược mà ra, hai chân Lâm Tiêu liên tục điểm động trên mặt đất, liên tiếp rút lui mấy chục thước mới dừng thân hình lại, trái lại Vương Cường lại lù lù bất động. Thân pháp thật tinh diệu, phủ pháp thật bén nhọn. Lâm Tiêu nghiêng nhìn Vương Cường ở xa xa, một tiếng hừ lạnh vang lên. Xa xa Vương Cường như cột điện khóe miệng mang theo cười lạnh. Rất kinh ngạc sao?
có phải cho rằng võ giả loại hình thể như ta chỉ lợi hại ở mặt hình thể, ở phương diện thân pháp và sự linh động chưa hẳn mạnh bao nhiêu đúng không? Nếu như là một năm trước, ta đúng là như thế. Đáng tiếc một năm này ta tiếp nhận sự dạy bảo của huấn luyện doanh, ở mọi phương diện đều đã có tăng lên thật lớn. Vương Cường rất đắc ý, cười lạnh nói. Luận lực lượng, công kích, ta thân là tam chuyển đỉnh phong ở trên ngươi, luận thân pháp, ta cũng không yếu hơn ngươi, luận phòng ngự, ta còn ở trên ngươi, ngươi lấy gì so với ta? Ngươi có lợi hại, cũng chỉ là một học viên mới mà thôi, lần này coi như cho ngươi một giáo huấn để ngươi biết làm người không nên quá kiêu ngạo, nuốt tiền của đệ tử Nguyên Võ Thánh Địa, sớm muộn cũng phải nhổ ra. Nói xong, Vương Cường lần nữa đánh tới. Khi thân ảnh mơ hồ kia của Vương Cường tiếp cận, vậy mà giống như hai đạo nhân ảnh. Vừa rồi, lực lượng của ngươi quả thật mạnh hơn ta, bất quá hiện giờ thì sao? Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nguyên lực vốn áp chế ở tam chuyển trung kỳ lúc này phóng ra. Chiến đao màu đen trong tay Lâm Tiêu hóa thành từng đạo lưu quang sáng chói, giống như sóng cồn ngập trời kéo dài không dứt, điên cuồng va chạm với chiến phủ trong tay Vương Cường. Bang bang boang. Chiến đao màu đen cùng cự phủ dữ tợn lần lượt va chạm trong hư không, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Lâm Tiêu trước kia lực lượng rõ ràng còn ở hạ phong, vậy lại đánh ngang tay với Vương Cường. Rất nhanh sau khi giao thủ hơn 10 chiêu hai người liền tách ra, xa xa đứng lại. Không có khả năng. Vương Cường giật mình nhìn Lâm Tiêu. Hắn không rõ lực lượng Lâm Tiêu sao lại bỗng nhiên tăng lên nhiều như vậy. Sau khi cảm nhận được khí thế trên người Lâm Tiêu hiện giờ, sắc mặt Vương Cường không khỏi biến đổi. Tam chuyển hậu kỳ. Ngươi không phải chân võ giả tam chuyển trung kỳ sao? Sao lại đột nhiên tăng lên tới tam chuyển hậu kỳ? Ngươi lừa gạt. Vương Cường hai mắt nheo lại. Ta có nói qua ta là tam chuyển trung kỳ sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn tăng nguyên lực lên, tới tam chuyển hậu kỳ ngoại trừ độ tinh khiết nguyên lực thoáng không đủ ra, ở lực lượng đã không kém gì Vương Cường. Lâm Tiêu không ngờ lại là tam chuyển hậu kỳ. Hắn lúc nào trở thành chân võ giả tam chuyển hậu kỳ rồi? Ta nhớ lúc ban đầu ở thạch bích màu đen khí tức trên người hắn, cũng chỉ là tam chuyển trung kỳ, chẳng lẽ hắn che giấu thực lực? Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Khó trách Lâm Tiêu kia dám tiếp nhân khiêu chiến của Vương Cường, thì ra là còn che giấu thực lực. Bên ngoài khiêu chiến thất, tất cả đệ tử vây xem đều chấn kinh, đặc biệt là đám Cổ Luân, Hoa Phượng Tú của Thanh Nham Thành và Nguyệt Linh Thành. Nếu như Lâm Tiêu thật sự là tam chuyển hậu kỳ vậy, thì lúc khảo khí ở thạch bích màu đen còn chưa dùng hết toàn lực sao? Bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ tới, Lâm Tiêu thật ra là sau khi khảo thí chấm dứt mới vừa vặn tấn cấp tam chuyển hậu kỳ. Lâm Tiêu sư đệ lại là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ. Mà Lý Dật Phong bọn hắn cũng ngẩn ngơ, chợt đều nở nụ cười. Lâm Tiêu sư đệ này cũng quá khiến người kinh hỉ rồi. Trong các đệ tử sắc mặt khó coi nhất phải kể đến Hạ Nhất Minh vừa thua Lâm Tiêu. Khiêu chiến thất bại trước kia đã khiến hắn vô cùng khó chịu nổi rồi, không nghĩ tới Lâm Tiêu rõ ràng còn không dùng toàn lực, loại miệt thị trắng trợn này khiến hắn hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Trong khiêu chiến thất, Vương Cường lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Tam chuyển hậu kỳ thì sao? Ngươi vẫn yếu hơn ta, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, ngươi không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Gầm lên giận dữ, Vương Cường đột nhiên phóng tới Lâm Tiêu, thân hình khổng lồ lắc lư phiêu hốt bất định, tản ra cự phủ tản ra hàn mang dữ tợn. Từ góc độ khác nhau liên tục bổ về phía Lâm Tiêu. Vèo vèo vèo. Thân hình Lâm Tiêu nhảy lên, phảng phất một gã vũ công đang nhảy múa trên lưỡi đao, tinh thần lực cường đại phát ra, tuy rằng hắn không cách nào thi triển tinh thần nguyên toa và khống thần quyết, nhưng tinh thần lực cường đại vẫn có thể khiến hắn chính xác bắt được một động tác của Vương Cường, làm ra lẩn tránh kịp thời. Đáng giận. Vương Cường điên cuồng vung vẩy lấy cự phủ bổ về phía Lâm Tiêu, nhưng căn bản ngay cả tay áo Lâm Tiêu cũng không sờ tới. Lại càng không cần phải nói đến đánh trúng Lâm Tiêu. Phù pháp của hắn tinh diệu, thân pháp cũng không yếu, võ giả bình thường khẳng định không cách nào tránh thoát, nhưng Lâm Tiêu dựa vào tinh thần lực lại mấy lần hữu kinh vô hiểm tránh được. Làm sao có thể, vì sao ta hoàn toàn không đánh trúng hắn được? Vương Cường mở to hai mắt, công kích như vậy ngay cả chính hắn cũng tránh không được, cũng cho rằng Lâm Tiêu khẳng định tránh không khỏi. Nguyên lực trôi qua như dòng nước, Vương Cường cắn răng, nửa số nguyên lực điên cuồng quán thâu vào trong chiến phủ. Cuồng chiến phủ pháp phong ma loạn vũ, lần lượt bổ không trúng Lâm Tiêu, Vương Cường rốt cục nhịn không được, gầm lên giận dữ, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển kịch liệt, phủ quang đầy trời như pháo hoa nổ tung trên không, tách ra đạo đạo lưu quang điên cuồng cuốn khắp toàn thân Lâm Tiêu. Phần thân hóa ảnh quyết, tinh thần lực Lâm Tiêu đã sớm dò xét biết được tất cả, ngay khi Vương Cường bộc phát hắn liền thi triển phần thân hóa ảnh quyết. Suy suy, thân hình vốn không ngừng chớp động của Lâm Tiêu lập tức chia làm hai đạo nhân ảnh. Cái nào là thực, cái nào là giả? Động tác Lâm Tiêu quá nhanh, Vương Cường chỉ cảm thấy hoa mắt, không ngờ đã hiện ra thêm một người, không kịp nghĩ lại. Đạo đạo lưu quang tuôn ra từ chiến phủ trong Vương Cường điên cuồng bạo tuôn, chém ra phủ quang sáng chói,
đánh úp tới một đạo nhân ảnh trong đó. Đạo nhân ảnh kia lên tiếng nghiền nát, hóa thành khắp nguyên lực tán loạn khắp trời. Cái gì? Đúng không? Vậy thì cái kia mới là bản thể. Vương Cường trong nội tâm cấp tốc suy tư, không do dự dừng lại, chiến phủ biến ảo điên cuồng đánh tới đạo nhân ảnh thứ hai. Đạo nhân ảnh thứ hai né tránh không kịp, bị đánh trúng. Đạo nhân ảnh thứ hai dưới phủ quang hồng lưu trực tiếp vỡ tan ra, hóa thành hư vô, lại không có nửa điểm máu tươi tung tóe ra. Vương Cường ra đầu run lên, trong nội tâm kêu to. Không tốt, hai cái đều là giả dối, tiểu tử đáng giận. Mũi chân điểm mặt đất một cái, thân hình Vương Cường liền muốn xông về trước. Đao khí khiến lông tóc toàn thân người dựng thẳng văng lên, một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng Vương Cường. Bất chấp chạy thục mạng, Vương Cường quay người bổ ra một búa. Tiếng nổ vang vọng, chiến phủ trong tay Vương Cường run rẩy, một cổ nguyên lực từ trong đao khí đối phương đánh úp lại, nguyên lực tiêu hao kịch liệt lúc trước khiến hắn thiếu chút nữa đã không nắm vững vũ khí của mình. Vương Cường giống to một tiếng, toàn lực đánh xuống, rốt cục bổ tan đao khí, nhưng trước mặt hắn vẫn không hề thấy thân ảnh Lâm Tiêu đâu cả. Đáng giận, tiểu tử kia đến cùng ở đâu rồi? Vương Cường cảm giác mình thật giống như bị một đôi mắt âm lãnh đang gắt gao chằm chằm vào vậy, toàn thân sợ hãi. Ta ở chỗ này. Âm thanh lạnh như băng vang lên bên tai Vương Cường, một đạo đao mang lăng lệ ác liệt từ một bên lại lần nữa đánh úp lại. Vương Cường giống to một tiếng, chiến phủ chém ra, muốn lại lần nữa bổ ra công kích của Lâm Tiêu, nhưng uy lực một đao kia hiển nhiên vượt xa dự liệu của hắn, nguyên lực kịch liệt điên cuồng phún dũng mà ra, ẩn chứa luân hồi bốn mùa, lăng lệ ác liệt dị thường, trực tiếp phá vỡ phòng ngự bên ngoài thân hắn, chém ra trên người hắn một vết máu. Vương Cường trước kia đã thi triển phong ma loạn vũ, tiêu hao đại lượng nguyên lực rốt cục không ngăn nổi nữa, chiến phủ trong tay văng ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Ngươi thua. Không đợi Vương Cường phản ứng, Lâm Tiêu lại bổ tới một đao, chiến đao màu đen lộ ra hàn mang xâm lãnh dừng lại trước trán hắn, đao khí lăng lệ ác liệt trực tiếp cắt đứt mấy sợi tóc trên trán hắn, theo gió bay xuống. Ưng ực. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, trán Vương Cường đổ đầy mồ hôi, toàn thân nổi lên tầng tầng da gà. Nếu như không phải Lâm Tiêu lưu thủ, chỉ sợ một đao kia đã sớm chém đầu hắn thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ rồi. Yên tĩnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người rung động nhìn qua Lâm Tiêu dùng đao chỉ vào đầu Vương Cường, trong khiêu chiến thất, trong nội tâm tràn đầy rung động vô tận. Nếu như nói Lâm Tiêu đánh bại Hạ Nhất Minh chỉ khiến bọn hắn nhiều hơn một đề tài, để nói chuyện ngoài tu luyện lúc trà dư tửu hậu, vậy thì ngay cả Vương Cường đã tu luyện một năm trong huấn luyện doanh, bài danh 121 trên bài danh Ngọc Bích cũng bại bởi Lâm Tiêu, khiến tất cả mọi người biết rõ, chỉ sợ một tuyệt thế thiên tài muốn từ từ bay lên trong thiên tài huấn luyện doanh. Người có thể vừa gia nhập thiên tài huấn luyện doanh đã đánh bại được học viên học tập một năm, hơn nữa bài danh trên bài danh Ngọc Bích cũng không phải kế cuối, thành tựu sau này đều bất khả hạn lượng. Lần khiêu chiến này, Lâm Tiêu chiến thắng. Mà ngay nhân viên công tác huấn luyện doanh quan chiến ở bên cạnh cũng ngẩn ngơ, lúc này mới tuyên bố kết quả khiêu chiến. Lâm Tiêu này thật sự là biến thái. Vừa rồi tàn ảnh phân thân chi pháp kia các ngươi có thấy rõ không? Nếu như không phải ở bên ngoài quan chiến mà tự mình tham chiến, thì chỉ sợ ta muốn phân biệt ra cái nào thật cái nào giả cũng không dễ dàng. Lại 5 triệu lượng đến tay, tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Ông trời, như vậy tính ra, Lâm Tiêu này vào hôm nay tổng cộng thắng 8 triệu lượng. 8 triệu lượng, cứ như vậy đã bị Lâm Tiêu thắng rồi đem đi. Vô số đệ tử đều nhịn không được sợ hãi thán phục, có sợ hãi thán phục thực lực Lâm Tiêu, cũng có sợ hãi thán phục tài phú kinh người mà Lâm Tiêu kiếm được. Từ đó, trong lịch sử huấn luyện doanh, sẽ có thêm ví dụ người mới vừa tiến vào huấn luyện doanh đánh bại người cũ nữa rồi. Lâm Tiêu bài danh 140 đánh bại Vương Cường bài danh 121, cửa phòng khiêu chiến thất mở ra, Lâm Tiêu từ trong khiêu chiến thất đi ra, sau khi Lâm Tiêu đi ra, Vương Cường mới được thất hồn lạc phách theo ra, tới tận giờ hắn vẫn không tin được mình rõ ràng bại, bởi một tân nhân vừa mới gia nhập huấn luyện doanh. Sư đệ này của chúng ta thật là có thể ẩn nhẫn, rõ ràng che giấu thực lực. Bọn người Lý Dật Phong khóe miệng mang cười, trong nội tâm đều rất vui thích, Lâm Tiêu với tư cách là đệ tử võ điện. Danh khí càng lớn, bọn hắn tự nhiên cũng cao hứng thay hắn. Tiếp nhận 10 triệu lượng ngân phiếu mà nhân viên công tác đưa qua, trong lòng Lâm Tiêu cũng hơi có chút kích động. Đây chính là 10 triệu lượng, có số tiền này rồi, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể mua sắm đại lượng đan dược, mau chóng từ tam chuyển hậu kỳ tiến vào tam chuyển đỉnh phong. Dù sao tam chuyển hậu kỳ và tam chuyển đỉnh phong cũng không có bất kỳ bình chứng nào cả, chỉ cần không ngừng tu luyện, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, sau khi tích tụ nguyên lực trong cơ thể đạt đến một lượng nhất định liền có thể tự nhiên từ tam chuyển hậu kỳ tiến vào đỉnh phong. Khác biệt duy nhất của cả hai chính là vấn đề nguyên lực trong nguyên trì. Lâm Tiêu. Cách đó không xa, bọn người Kỳ Hồng mặt mũi tràn đầy rung động đi tới, cũng không biết nói gì cho phải. May mắn mà thôi.
Lâm Tiêu mỉm cười. Cũng không phải hắn tự coi nhẹ mình, thực lực Vương Cường cũng không yếu, coi như Lâm Tiêu tấn cấp tam chuyển hậu kỳ, ở mặt nguyên lực cũng không chiếm được ưu thế, ngược lại vẫn rơi vào hạ phong, chỉ là nhờ vào phân thân hóa ảnh quyết, môn thân pháp địa cấp đê giai này vô cùng ảo diệu, phối hợp với tinh thần lực cường đại của mình, thường thường có thể trong chiến đấu phát huy ra tác dụng vượt ngoài ý định. Đương nhiên, nếu như Lâm Tiêu nguyện ý bộc lộ ra đào ý, thì dựa vào tính xuyên thấu đáng sợ của đào ý, ở mặt lực công kích lập tức có thể vượt trên Vương Cường. Đi thôi, chúng ta ăn cơm chiều đi, ta cũng đói bụng rồi. Ta cũng vậy, hôm nay ta phải hảo hảo ăn một bữa thật đã mới được. Dù sao có đại tài chủ như Lâm Tiêu ở đây mà. Đám người Kỳ Hồng chuyện trò vui vẻ, trong nội tâm vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đúng lúc này, có người từ trong đám người tách ra, là một võ giả thân mặc áo bào trắng, trên ngực rõ ràng ấn lấy dấu hiệu của Nguyên Võ Thánh Địa. Đây là một nam tử thân cao 1m8, làn da trắng nõn hơi âm lãnh, ánh mắt u lãnh rơi vào trên người Lâm Tiêu. Xa xa đi tới, trên người liền tản mát ra một cổ khí thế kinh người. Cổ khí thế này ngay cả Lâm Tiêu cũng có chút thầm giật mình. Là Trần Húc. Trần Húc của Nguyên Võ Thánh Địa. Trần Húc này vào nửa năm trước vừa mới đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ. Hiện giờ bài danh trong huấn luyện doanh là 47, hắn muốn làm gì? Nhìn thấy nam tử này, trong đám người truyền đến từng đợt xôn xao rất nhỏ. Dưới ánh mắt mọi người, Trần Húc đi đến trước mặt Lâm Tiêu, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đúng không? Ngươi vừa rồi liên tiếp đánh bại hai gã đệ tử của Nguyên Võ Thánh Địa ta, khiến lòng ta rất ngứa ngáy. Không biết ngươi có dám cùng ta đổ đấu không? Đổ đấu bao nhiêu, tùy ngươi định, đừng nói 5 triệu lượng, cho dù 10 triệu lượng ta cũng đáp ứng ngươi. Trần Húc đứng ở nơi đó, khí thế bức người kia cuồn cuộn như sóng, bốn người khiến Kỳ Hồng chỉ đứng đối diện cũng ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái. Yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía bên này. Có ý tứ, chuyện càng ngày càng có ý tứ rồi, sau khi Hạ Nhất Minh thất bại Vương Cường lên, sau khi Vương Cường thất bại Trần Húc lại tới khiêu chiến, không biết Lâm Tiêu này lại làm ra cử động gì nữa. Trần Húc, uổng ngươi là đệ tử huấn luyện doanh chúng ta, cũng quá không biết xấu hổ đi. Đúng lúc này, một hồi tiếng cười nhạo khinh thường vang lên, đám người tách ra, đám người Lý Dật Phong từ đó đi ra, trên mặt Mộ Lăng tràn đầy khinh miệt, năm người cùng nhau đi đến trước người Lâm Tiêu. Lý Dật Phong, ánh mắt Trần Húc ngưng tụ, nhưng thần sắc lại kiệt lực bảo trì không thay đổi, lạnh lùng nói. Mộ Lăng, chuyện này có quan hệ đến danh dự Nguyên Võ Thánh Địa chúng ta, tựa hồ không quan hệ với năm người các ngươi. Sao hả, các ngươi cũng muốn tới khiêu chiến Lâm Tiêu này sao? Ai nói không quan hệ với chúng ta? Mộ Lăng đi đến bên cạnh Lâm Tiêu, cánh tay nhu nhược không xương, trơn mịn giống như mỡ dê tự nhiên khoác lên trên bờ vai Lâm Tiêu, cười lạnh nói. Lâm Tiêu chính là đệ tử võ điện chúng ta, là sư đệ của chúng ta, muốn khiêu chiến Lâm Tiêu, có thể, trước hỏi qua chúng ta đã nói sau. Mộ Lăng tay trái chống nạnh, tay phải dựa vào Lâm Tiêu, dáng người nóng bỏng, bộ dáng kia, hiển nhiên giống như một đại tỷ vậy. Thì ra là võ điện các ngươi. Trần Húc trong mắt hơi híp, lại không để ý đến Mộ Lăng. Ánh mắt tràn ngập khinh thường rơi vào trên người Lâm Tiêu. Sao hả, vừa rồi còn rất uy phong mà, hiện giờ héo rồi. Trốn ở sau lưng nữ nhân tính là anh hùng hảo hán gì chứ? Trần Húc, ngươi giàu gì cũng là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ. Bài danh 47 trên bài danh Ngọc Bích, có gan ngươi hãy khiêu chiến chúng ta đi. Năm người chúng ta đều ở đây, tùy ngươi khiêu chiến ai cũng được, cũng vậy, đánh bạc bao nhiêu tùy ngươi định. Mộ cười lạnh nói, ngươi một học viên cũ ở tại huấn luyện doanh 4 năm. Không ngờ lại đi khiêu chiến một tân nhân vừa mới gia nhập huấn luyện doanh, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tính là thứ gì chứ? Trần Húc đối với lời nói của Mộ Lăng chẳng quan tâm, coi như là lương phương bài danh cuối cùng trong năm người bọn họ, thì bài danh trên bài danh Ngọc Bích cũng là thứ 43, còn trên cả hắn, Trần Húc nào dám khiêu chiến bọn hắn? Lâm Tiêu, ta hiện đang khiêu chiến ngươi, ngươi tiếp thì tiếp, không có chứng thì coi như xong, trốn ở sau lưng nữ nhân không nói lời nào tính là thứ gì? Trần Húc chỉ gắt gao bắt lấy Lâm Tiêu. Mộ Lăng giận tím mặt, vừa muốn nói chuyện đã bị Lâm Tiêu thoáng cái ngăn cản. Trần Húc đúng không? Lâm Tiêu ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Húc. Lý Dật Phong, Mộ bọn hắn lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ Lâm Tiêu còn muốn tiếp nhận khiêu chiến của Trần Húc? Trần Húc cũng không phải Vương Cường, Vương Cường mới chỉ là tam chuyển đỉnh phong, bài danh 121, gia nhập huấn luyện doanh 1 năm. Nhưng Trần Húc chính là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, bài danh 47, gia nhập huấn luyện doanh đã 4 năm rồi, cả hai hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Trước mắt bao người, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào Trần Húc. Trần Húc thấy thế trong nội tâm vui vẻ. Chẳng lẽ lại Lâm Tiêu lại tự đại như thế, thật sự muốn tiếp nhận khiêu chiến của ta? Trong khi Trần Húc trong nội tâm mơ màng, thì đã thấy khóe miệng Lâm Tiêu có chút cong lên. Trần Húc, ngươi cho ta là ngu ngốc hay là mình ngu ngốc? Ta cơm tối còn chưa ăn, đã rất đói bụng rồi, không có rảnh chơi với ngươi.
Nói xong lời này, Lâm Tiêu liền mặc kệ đối phương, ánh mắt chuyển hướng bọn người Lý Dật Phong. Mấy vị sư huynh, sư tỷ, không biết các ngươi cơm tối ăn hết chưa? Nếu chưa ăn thì cùng đi, đêm nay ta mời khách. Lâm Tiêu cũng không phải ngu ngốc, đầu óc bị ván kẹp mới có thể tiếp nhận khiêu chiến của Trần Húc. Đối phương chính là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, tồn tại bài danh 47 trên bài danh Ngọc Bích, lại là học viên cũ đã tu luyện trong huấn luyện doanh 4 năm. Trong thiên tài huấn luyện doanh mỗi một học viên đều là thiên tài trong thiên tài, tài nguyên đạt được đều vượt xa võ giả ngoại giới. Huống chi Trần Húc mặc dù mới hóa phàm cảnh sơ kỳ, thậm chí ngay cả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành cũng chưa tới, nhưng luận thực lực tuyệt đối không dưới võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong bình thường. Đối thủ như vậy mình choáng váng mới tiếp nhận khiêu chiến của đối phương, có nắm chắc mới tiếp nhận đổ đấu, không có nắm chắc mà đổ đấu chính là nhắm mắt đưa tiền. Một bên phần đông đệ tử nghe nói như thế, lúc này truyền ra một hồi cười to ầm ầm, xem ra Lâm Tiêu này cũng không ngốc. Xú tiểu tử, ngươi! Trong tiếng cười nhạo của mọi người, sắc mặt Trần Húc một hồi trắng một hồi hồng, tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Lăn, nếu không lăn, đừng trách ta không khách khí. Lý Dật Phong ở một bên thủy chung không nói gì, lúc này rốt cục lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người Trần Húc, một cỗ áp lực vô hình truyền đến. Trần Húc biến sắc, Lý Dật Phong là ai, tồn tại bài danh đệ tam trên bài danh Ngọc Bích, thiên chi kiêu tử chính thức trong huấn luyện doanh. Hắn dám đắc tội Mộ Lăng, đắc tội Hề Hiên Thanh, đắc tội tất cả mọi người ở đây, duy nhất không dám đắc tội chính là Lý Dật Phong. Trong tiếng cười vang của mọi người, Trần Húc ngay cả ngoan thoại cũng không dám nói một câu, lúc này sắc mặt vô cùng khó coi rời khỏi khiêu chiến thất. Đi, ăn cơm đi. Mà đám người Lâm Tiêu lại hồn nhiên vô sự đàm tiếu đi về phía nhà ăn của huấn luyện doanh. Trong phòng ở lầu 2 nhà ăn huấn luyện doanh, Lâm Tiêu vô cùng hào phóng mời đám người Lý Dật Phong, Kỳ Hồng một chầu, các loại sơn chân hải vị nối liền không dứt. Lâm Tiêu sư đệ, không nghĩ tới ngươi lại thiên tài như thế, vừa gia nhập huấn luyện doanh đã đánh bại Vương Cường bài danh 121. Phải biết rằng sư tỷ ta lúc đầu gia nhập huấn luyện doanh cũng không chói mắt như ngươi, hiện giờ sư tỷ ngày càng thưởng thức ngươi rồi đấy. Trên bàn rượu, ánh mắt Mộ Lăng tỏa sáng, trong khi chạm cốc với Lâm Tiêu vui vẻ đến trước mặt hắn. Nếu không, ngươi hãy làm bạn trai của ta đi, những người khác trong huấn luyện doanh này, tỷ tỷ đều chướng mắt. Trong mắt Mộ Lăng hiện lên một tia giảo hoạt, cánh tay trắng nõn như ngọc đặt trên bả vai thượng Lâm Tiêu, trong khi nói chuyện hơi thở như lan, đều có một cổ hương thơm. Mỹ nhân võ điện chúng ta rõ ràng chủ động như vậy, Lâm Tiêu sư đệ, đây là lần đầu nha. Thật sự là hâm mộ Lâm Tiêu sư đệ, rõ ràng có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, Mộ Lăng tính tình tuy táo bạo một chút, nhưng hiên giật quận thành chúng ta người muốn theo đuổi nàng, cũng có thể xếp đến đế đô đấy, Lâm Tiêu sư đệ người nên nắm lấy cơ hội. Hề Hiên Thanh bọn hắn đều cười rộ lên. Đúng vậy a sư đệ, sư tỷ ta thích nhất thiên tài trẻ tuổi, mấy người bọn hắn, niên kỷ còn lớn hơn cả sư tỷ, tiểu chính thái 15 tuổi, sư tỷ thích nhất. Thân thể mềm mại nóng bóng của Mộ Lăng dán vào Lâm Tiêu, vẫn không quên trêu chọc Hề Hiên Thanh bọn hắn. Không thể không nói, Mộ Lăng thật sự quá nóng bỏng, dáng người có lồi có lõm dựa vào Lâm Tiêu. Tuy rằng cách võ giả bào, nhưng lúc thân thể tiếp xúc, với thân thể ẩn ẩn truyền lại trận trận ấm áp cùng với thân hình nóng bỏng kia, vẫn khiến Lâm Tiêu có chút tâm viên ý mã. Bất quá Lâm Tiêu không phải ngu ngốc, chứng kiến ánh mắt giảo hoạt của Mộ Lăng và thân hình nhìn như kề sát, nhưng lại như gần như xa kia, nào không biết cách nghĩ của Mộ Lăng. Nghĩ vậy Lâm Tiêu không khỏi mỉm cười, trên gương mặt anh tuấn lộ ra dáng cười nhàn nhạt, tay phải vòng sau lưng Mộ Lăng lặng yên ôm lấy eo thon như rắn nước của nàng, cười nói: "Sư tỷ nghĩ thật giống ta cũng thích nhất loại mỹ nữ dáng người nóng bỏng như sư tỷ đấy." Phải tay nắm lấy phần eo Mộ Lăng, Lâm Tiêu rõ ràng có thể cảm giác được thân thể mềm mại của Mộ, dưới võ bào khẽ run lên, làn da lập tức căng cứng, trong ánh mắt vốn xinh đẹp, giảo hoạt cũng hiện lên vẻ khẩn trương, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tiêu lúc ở trong võ điện còn tương đối thẹn thùng. Lạnh lùng rõ ràng lại có một mặt như vậy. Thân hình chớp động một cái, Mộ Lăng bưng chén rượu khẽ lướt khỏi lồng ngực Lâm Tiêu, khẽ cười nói: "Vậy là được rồi, nếu để cho người khác trong huấn luyện doanh biết được, nói sư tỷ ta trâu già gặm cỏ non, vậy mặt mũi sư tỷ sẽ mất hết." Thấy bộ dáng hơi khẩn trương kia của Mộ Lăng, tất cả mọi người nhịn không được cười lên. Bữa tối chấm dứt trong tiếng cười của mọi người, cuối cùng lúc tính tiền, bữa tiệc này tổng cộng hao tốn gần vạn lượng. Gần vạn lượng, đối với 8 triệu lượng thắng được tựa hồ cũng không nhiều, nhưng phải biết rằng yêu đan một đầu tứ tinh yêu thú bình thường nhất, cũng chỉ có giá 1 vạn lượng, một quả tam phẩm nguyên khí đan có giá 100 vạn lượng, một bữa cơm không sai biệt lắm ngang với một đầu tứ tinh yêu thú, cũng tương đối đắt rồi. Đương nhiên, đối với tài phú trên người Lâm Tiêu vượt qua 10 triệu lượng, mà nói lại lộ ra không quá ý nghĩa. Mà khi Lâm Tiêu bọn hắn mỗi người đi một ngã, thì tin tức Lâm Tiêu liên tiếp đánh bại Hạ Nhất Minh, Vương Cường cũng như gió truyền khắp cả thiên tài huấn luyện doanh. Ngày đầu tiên vừa gia nhập huấn luyện doanh đã đánh bại Vương Cường bài danh 121,
Lâm Tiêu này có chút ý tứ. Chân võ giả tam chuyển hậu kỳ vậy mà đánh bại Vương Cường tam chuyển đỉnh phong, xem ra Lâm Tiêu kia thiên phú không thấp. Bất quá dù thế nào, Lâm Tiêu kia cũng mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ, muốn chính thức uy hiếp được chúng ta còn kém xa. Không nghĩ tới Tân Vệ Thành lần này không ngờ lại có một đệ tử thiên tài, điều này cũng khiến ta nhớ tới Tân Vệ Thành 6 năm trước, tựa hồ cũng có một đệ tử đã dẫn phát oanh động cực lớn. Hãy chờ xem, hiện giờ Lâm Tiêu kia còn chưa đủ phân lượng, chính thức là long hay trùng, phải xem bài danh một năm kế tiếp của hắn như thế nào. Thiên tài chính thức, thường thường chỉ cần một năm là đã có thể chính thức thể hiện ra thiên phú kinh người, rồi. Gia nhập thiên tài huấn luyện doanh, trong vòng nửa năm không tiến vào top 100, không tính là thiên tài chính thức, 2 năm không tiến vào top 50, không tính cường giả chân chính. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lầu các của các đệ tử huấn luyện doanh, sau khi nghe được sự tích về Lâm Tiêu phản ứng đều không giống nhau, có rung động, cũng có khinh thị, không để ý, cũng có ngưng trọng. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu và bọn người Kỳ Hồng không lãng phí chút thời gian, mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện. Trong thiên tài huấn luyện doanh ngoại trừ đệ tử tự mình tu luyện ra, còn có thể thỉnh giáo đạo sư có thể dạy bảo trong huấn luyện doanh ít nhất đều là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhân vật như vậy phóng tới Tân Vệ Thành chính là cường giả đỉnh tiêm ngang với thành chủ, thậm chí còn trên cả tổng quản các thế lực lớn như Chử Vĩ Thần bọn hắn. Ngoại trừ đạo sư hóa phàm cảnh hậu kỳ ra, trong thiên tài huấn luyện doanh, thậm chí còn có cường giả cấp bậc quy nguyên cảnh tiếp nhận học viên thỉnh giáo. Đương nhiên, ở trong huấn luyện doanh mỗi một lần thỉnh giáo đều cần điểm cống hiến này không cách nào dùng tiền tài hối đoái, phải là đệ tử tự mình đến khu dã ngoại hiên, giật quận thành săn giết yêu thú hối đoái, mục đích chính là để cho các học viên có thể trong chiến đấu tăng lên chính mình, mà không phải một mực vùi đầu khổ luyện. Vì phòng ngừa có vài học viên ăn gian, tất cả yêu thú hối đoái điểm cống hiến đều phải là đệ tử tự tay đánh chết, các học viên có thể tổ đội với nhau đi ra ngoài săn giết yêu thú. Yêu thú săn giết được căn cứ vào cống hiến của từng người để phân phối, nhưng nghiêm cấm lập tổ độ, với người không phải đệ tử huấn luyện doanh đi săn giết yêu thú, càng nghiêm cấm mang yêu thú không phải tự tay mình giết chết, về huấn luyện doanh hối đoái điểm cống hiến. Dù sao, ở đây rất nhiều đệ tử đều đến từ các thế lực lớn tại Hiên Giật quận thành, nếu mỗi thế lực vì khiến đệ tử của mình được dạy bảo nhiều hơn, săn giết yêu thú cường đại cho đệ tử, lại để hắn hối đoái điểm cống hiến tiếp nhận dạy bảo, chẳng phải là sẽ loạn sao? Huấn luyện doanh căn bản không cần đệ tử săn giết yêu thú để kiếm tiền, mục đích của bọn hắn là vì khiên các học viên tham dự thực chiến, trong sinh tử tăng lên thực lực của mình. Bởi vậy chuyện như vậy một khi thẩm tra, vô luận là đệ tử thiên tài cỡ nào, đến từ thế lực nào đều lập tức trục xuất huấn luyện doanh, mà trong 5 năm tương lai, thiên tài huấn luyện doanh sẽ không còn tiếp nhận thêm bất luận một đệ tử nào của thế lực đó nữa, trừng phạt nghiêm khắc như thế, cũng khiến cho đệ tử trong huấn luyện doanh ở phương diện này hoàn toàn không có ăn gian. Không ai dám can đảm bốc lên phong hiểm như vậy cả. Khi thấy quy tắc này, Lâm Tiêu còn nghĩ đến nếu như mình và phân thân toàn địa giáp cùng nhau săn giết yêu thú thì tin tưởng thiên tài huấn luyện doanh căn bản không tra ra được. Bất quá lần này tiến đến Hiên Giật quận thành, Lâm Tiêu cũng không mang theo phân thân toàn địa giáp, mà lưu ở Liên Vân Sơn Mạch bên ngoài Tân Vệ Thành. Bởi vì hắn biết rõ phân thân toàn địa giáp, nếu như một mực ở trong Thương Long Tý căn bản không thể tu luyện, mà nếu như đặt ở trong khu sơn giã bên ngoài Hiên Giật quận thành chưa quen cuộc sống nơi đây, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, mà trong Hiên Giật quận thành cường giả như mây, ở Tân Vệ thành võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ có thể dễ dàng làm thành chủ, nhưng ở Hiên Giật quận thành số lượng võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không ít, mà còn có một ít cường giả đỉnh tiêm quy nguyên cảnh, nếu nhìn thấy phân thân toàn địa giáp chỉ sợ tiện tay một kích phân thân toàn địa giáp cũng sẽ lập tức mất mạng. Ở lại Tân Vệ thành, Lâm Tiêu cũng thời khắc khống chế được phân thân toàn địa giáp chém giết, thực lực tự nhiên cũng sẽ dần dần tăng lên, hơn nữa Tân Vệ Thành nếu có dị trạng gì, Lâm Tiêu cũng có thể kịp thời phát giác được. Cứ như vậy, Lâm Tiêu mỗi ngày ở trong trại huấn luyện khắc khổ tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ đi vào trong núi rừng bên ngoài quận thành săn giết yêu thú. Trọng lực thất, một trong các nơi trọng yếu nhất trong thiên tài huấn luyện doanh. Giờ phút này Lâm Tiêu đang ở trong trọng lực thất lần lượt dùng sức vung đao, hắn thân mặc một chiếc áo ba lỗ, cơ bắp thon dài khỏe đẹp cân đối dính sát trên người. Làn da màu đồng cổ tràn đầy mỹ cảm lực lượng, trong khi lần lượt vung đao, mồ hôi to như hạt đậu từ trên người hắn không ngừng lăn xuống, toàn thân bởi vì huyết dịch lưu động nên khiến cho làn da hiện lên màu đỏ sậm. Khác với thí luyện thất, ý niệm chi thạch trong thí luyện thất là cường giả đế quốc từ trong viễn cổ di tích thần bí nào đó lấy được, tại Hiên Giật quận thành chỉ có một khối, toàn bộ Hiên Giật quận thành cũng chỉ có thiên tài huấn luyện doanh là có một khối ý niệm chi thạch như vậy mà thôi, tất cả thế lực lớn khác như Võ Điện phân điện, Nguyên Võ Thánh địa phân bộ, thậm chí còn cả phủ thành chủ khống chế toàn bộ Hiên Giật quận thành, đế quốc Hiên Giật quân vương cũng không có ý niệm chi thạch. Mà trọng lực thất là do trận pháp sư cường đại tạo thành,
Tài liệu chính là huyền trọng chi thạch vô cùng đắt đỏ, thông qua trận pháp tăng phúc khiến cho không gian lâm vào gấp mấy lần ngoại giới. Trọng lực trận vân cấp thấp nhất ít nhất cũng cần tứ phẩm trận pháp sư mới có thể cấu trúc, mà công hiệu trọng lực thất trong thiên tài huấn luyện doanh tự nhiên không giống bình thường, chính là do trận pháp sư đỉnh tiêm của đế quốc cấu trúc, uy lực vô cùng. Cũng như tu luyện thất, tháng thứ nhất Lâm Tiêu có thể ở trong trọng lực thất tu luyện 15 canh giờ. Giờ phút này toàn thân Lâm Tiêu đổ mồ hôi, trán nổi lên gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên đang phải thừa nhận áp lực cực lớn, nương theo tiếng quát khẽ trong miệng, Lâm Tiêu lần lượt bổ ra chiến đao trong tay. Trọng lực thất này thật sự là đáng sợ, ta hiện giờ không thi triển nguyên lực, chỉ là khí lực bình thường cũng đã cực kỳ khó lường, nhưng dưới tình huống trọng lực gấp 10 lần lại cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Lâm Tiêu thở hổn hển, lần lượt không ngừng xuất đao khiến hắn toàn thân vô lực, đại não trận trận choáng váng, toàn thân mỗi một chỗ đều cảm thấy khó chịu. Trọng lực thất không giống với lưng đeo vật nặng huấn luyện, ở trong trọng lực thất, toàn thân mỗi một chỗ đều phải thừa nhận áp lực trọng lực gấp 10 lần ngoại giới. Cốt cách, cơ bắp, gân bắp thịt cường đại tự nhiên không sao cả, nhưng mạch máu, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ và kinh mạch bị đè nặng như vậy, tạo nên cảm giác cực kỳ khó chịu. Bành bành bành, trái tim dưới trọng áp giống như một cái máy bơm nước cổ động, lần lượt chuyển vận huyết dịch đến từng bộ vị trong thân thể Lâm Tiêu thân thể, thanh âm trái tim nhảy lên, máu huyết lưu động chuyển rõ ràng vào tai Lâm Tiêu. Cắn răng, lúc chiến đao trong tay chém ra một vạn cái Lâm Tiêu lập tức thở dài ra một hơi. Dưới trọng lực gấp 10 lần thân thể phụ tải vô cùng nghiêm trọng, một vạn lần vung đao ở bên ngoài không đáng kể chút nào, nhưng ở trong trọng lực thất lại không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đây đã là lần thứ 10 Lâm Tiêu tiến vào trọng lực thất trong tháng này. Lần thứ nhất lúc Lâm Tiêu tiến vào căn bản không cách nào tu luyện dưới trọng lực cao, trọn vẹn thích ứng hơn nửa canh giờ mới có thể huấn luyện đơn giản một chút, mà lần thứ 2 thì tốt hơn nhiều, bắt đầu từ lần thứ 3, thân thể Lâm Tiêu đã có thể tạm thời thích trọng lực gấp 10 lần. Hơn nữa, có thể tiến hành các loại huấn luyện như vung bổ, chạy trốn, ngồi xổm, né tránh. Mà bây giờ, Lâm Tiêu đã bắt đầu thử ở chỗ này tu luyện đao pháp. Dưới trọng lực gấp 10 lần, vô luận là tốc độ xuất đao, thân pháp hay là thi triển đao chiêu, đối với thân thể mà nói đều là một thử thách rất lớn, nhưng hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Mục đích võ giả tu luyện nguyên lực chính là để cải thiện bản thân, tăng cường cường độ thân thể, nhưng dưới rất nhiều tình huống tế bào thân thể hấp thu nguyên lực rất dễ dàng đạt đến bão hòa, khiến cường độ thân thể đình trệ ở một giai đoạn nào đó không thể nào đột phá. Nhưng dưới hoàn cảnh trọng lực như vậy, mỗi một chỗ trên thân thể đều phải thời khắc triệt tiêu trọng lực đến từ trong thiên địa, tiêu hao năng lượng, khiến cho tế bào nguyên một đám vô cùng đói khát, điên cuồng hấp thu nguyên lực trong kinh mạch để bổ sung, khiến cho thân thể trong lúc vô hình cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Vung đao chấm dứt, hiện giờ bắt đầu tu luyện thân pháp. Hơi chút nghỉ ngơi, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua phía trước, thân thể mạnh mẽ xông lên. Mặc dù là trọng lực gấp 10 lần, nhưng Lâm Tiêu chạy trốn vẫn phảng phất như một cơn gió. Vèo vèo, vèo. Chỉ mấy hơi, Lâm Tiêu đã chạy mấy vòng trong trọng lực thất rộng rãi, lúc dừng lại toàn thân huyết mạch căng cứng, miệng há to thở hổn hển. Mệt mỏi quá. Ở chỗ này, mỗi thời mỗi khắc nguyên lực tiêu hao đều gấp vài lần bên ngoài, dùng tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí kinh người của Lâm Tiêu, và nguyên lực nồng độ siêu cao do ngưng nguyên công luyện hóa vậy mà, cũng không thể thỏa mãn được nguyên lực tiêu hao. Vô ảnh phiêu hồng quyết. Hơi chút nghỉ ngơi, Lâm Tiêu ánh mắt như điện, thân hình như một đoàn gió mát không ngừng tung bay trong trọng lực thất. Hồng ảnh phiêu phiêu, phong ảnh vô tung, thần xuất quỷ một, thiên lý phiêu hồng. Vô ảnh phiêu hồng quyết chính là thân pháp nhân cấp cao giai, Lâm Tiêu từ lúc tiến vào tam chuyển sơ kỳ cũng đã tu luyện nó đến đại thành, thậm chí còn có lĩnh ngộ đối với một tia phong chi ý cảnh trong đó, nhưng hiện giờ thi triển ra trong trọng lực thất gấp 10 lần trọng lực, tuy rằng thân hình vẫn tung bay tự nhiên, lại thủy chung không cách nào nối liền như bên ngoài, thật giống như cuốn phim chiếu nhanh vậy, luôn luôn có một tia cảm giác ngừng ngắt. Áp lực lớn, ta không có cách nào thi triển vô ảnh phiêu hồng quyết rồi, điều này nói rõ kinh mạch của ta còn chưa đủ cường đại, vận chuyển nguyên lực còn có khiếm khuyết, chỉ khi nào trong trọng lực thất cũng tu luyện thân pháp vô cùng tự nhiên, thì thân pháp của ta mới xem như hoàn mỹ, chính thức. Lâm Tiêu biết rất rõ chỗ tốt khi tu luyện trong trọng lực thất, hắn hôm nay thật giống như đang mang theo vật nặng cực lớn, không chỉ là thân thể lưng đeo sức nặng, mà ngay cả lỗ chân lông, nội tạng, mỗi một tế bào đều đang gánh nặng. Dưới tình huống như vậy, nếu như có thể tu luyện thân pháp đến hoàn mỹ, vậy thì dù dưới hiểm cảnh gì bản thân cũng sẽ không sai lầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.